Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 115. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện tầng thứ 3, sau khi ăn vào tham linh quả, rất nhiều linh khí tinh thuần lập tức từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra. Cùng lúc đó, những độc tố tinh thuần do Dương Diệp hấp thu từ chỗ của Khổ Mạc Tà cũng từ được Hồng Mông Tháp truyền vào trong cơ thể hắn. Hai luồng năng lượng tinh thuần điên cuồng kích thích cơ thể Dương Diệp, dần dần, hai luồng năng lượng này bắt đầu bị cơ thể Dương Diệp hấp thu. Theo những năng lượng bị hấp thu, khí tức Dương Diệp phát ra càng lúc càng mạnh. Bán thần. Cái gọi là bán thần chính là chỉ thiếu nửa bước sẽ bước chân vào thần giả. Cho nên rào chắn giữa bán thần cùng thần giả cũng không dày, đương nhiên cũng không kém. Cho dù Dương Diệp thăng cấp có hơi nhanh, nhưng bây giờ nền tảng của hắn đã đặc biệt vững chắc. Cũng chính bởi vậy, cho nên hắn mới dám đột phá thần giả. Thật ra, ở trong cùng tuổi, tốc độ thăng cấp của Dương Diệp cũng không nhanh, ở đại thế giới này, với tuổi này của hắn mà đạt được thần giả không phải quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Lúc này Hồng Mông Tháp rõ ràng cũng biết hắn muốn xông vào thần giả, lập tức cuồn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng cho hắn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Một tháng sau, lúc này... Những khí tức toàn thân của Dương Diệp không chỉ không càng lúc càng mạnh, trái lại dần dần biến mất. Dương Diệp xê ngồi xếp bằng trên mặt đất lại giống như hóa đá, không có chút động tĩnh nào. Trong tầng thứ hai, Tiểu Thiên đang trị liệu cho Tiểu Thất đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua, sau đó lắc cái đầu nhỏ. Tiểu tử kia lại đang làm chuyện dối trá rồi. Theo nàng, Dương Diệp thăng cấp ở đây kỳ thật là đang dối trá. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn để cho Dương Diệp ra bên ngoài. Bởi vì Dương Diệp ra bên ngoài thăng cấp, sẽ phải chống lại mắt của thiên đạo. Nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Tiểu Thiên không quản Dương Diệp, nàng cúi đầu nhìn về phía Tiểu Thất trước mặt, sau đó khẽ nói. Cấu tạo cơ thể thật kỳ lạ, khác hẳn với loài người. Người này chắc hẳn không phải là nhân tộc, không đúng, có thể là nhân tộc sau khi tiến hóa, chà chà, ta phải tiếp tục nghiên cứu một chút. Chấm. Nửa tháng sau. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trong tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp đột nhiên mở mắt, tiếp theo, hắn chậm rãi đứng lên. Hiểu Vũ Tịch vội vàng đi tới, nói. Thế nào rồi? Trong giọng nói, đầy khẩn trương. Lần này, nàng thật sự không biết Dương Diệp có thành công không? Bởi vì nửa tháng qua, Dương Diệp rất bình tĩnh, cả người từ trên xuống dưới không có một chút năng lượng dao động nào. Dương Diệp chậm rãi giơ tay về phía Hiểu Vũ Tịch, ngay từ lúc đầu. Hiểu Vũ Tịch không hiểu, nhưng chẳng bao lâu, hai mắt nàng dần dần trợn trừng, bởi vì nàng phát hiện nàng căn bản không có cách nào cử động được, không đúng, phải nói tốc độ chuyển động của nàng trở nên chậm hơn, đặc biệt chậm, giống như giảm đi gấp 10 lần vậy. Pháp tắc thời gian. Dấu hiệu của cảnh giới thần giả. Dương Diệp thu tay về, sau đó nói. Hơn nửa tháng cuối cùng, ta thật ra là đang cảm ngộ lực thời gian. Giống như lời hắn nói. Nửa tháng cuối cùng hắn vẫn luôn cảm ngộ, lúc này lực cảm ngộ cũng là pháp tắc thời gian. Thời gian cũng là một thứ hư vô mờ mịt, nó là trừu tượng, chỉ có thể thông qua thứ khác mới có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Không thể không nói, muốn cảm ngộ nó là chuyện đặc biệt khó khăn. Cũng may, Dương Diệp vốn chính là bán thần, cũng đã gặp pháp tắc thời gian, bởi vậy mặc dù có hơi khó, nhưng không đến mức không có chút manh mối nào. Trải qua nửa tháng cảm ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là pháp tắc thời gian, sau khi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, hắn xông qua tấm chắn giữa bán thần cùng thần giả, thuận lợi thăng cấp làm thần giả. Thần giả. Sau khi đạt được thần giả, thực lực của hắn không chỉ nhận được nâng cao trên diện rộng, tuổi thọ cũng được tăng thêm. Vấn đề tuổi thọ đã từng khi thi triển ngân hà kiếm đồ lần trước, bây giờ cũng hoàn toàn được giải quyết. Bán thần nắm giữ 2 vạn năm tuổi thọ, cảnh giới thần giả nắm giữ 3 vạn năm tuổi thọ. Nhưng bây giờ hắn chỉ có 1 vạn năm tuổi thọ. Nói cách khác, từ bán thần đột phá đến thần giả sẽ tăng thêm 1 vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên, nếu như là thần giả khác thì chắc chắn không chỉ 1 vạn năm, nhưng hắn lại khác. Hắn đã tiêu gần hết tuổi thọ của cảnh giới bán thần, cho nên chỉ còn lại có 1 vạn năm. 1 vạn năm tuổi thọ là rất nhiều sao. Đối với rất nhiều huyền giả thì là nhiều vô số. Nhưng đối với Dương Diệp thì cũng chỉ là 2 lần ngân hà kiếm đồ mà thôi. Thật ra, bây giờ hắn rất nghi ngờ, trước đây kiếm vô cực cũng không phải là do bị lão nhân mặc áo đạo sĩ giết, mà do chính hắn thi triển ngân hà kiếm đồ, chơi sạch tuổi thọ. Cho dù bây giờ hắn đã là thần giả,
nhưng hắn đặc biệt hiểu rõ, hắn vẫn không có cách nào chịu đựng nổi lực ngôi sao của chư thiên này. Đừng nói là hắn, cho dù là cường giả luân hồi cảnh sợ rằng cũng sẽ quá sức. Đáng tiếc, kiếm vô cực đã vĩnh viễn biến mất, hắn không có cách nào nhận được đáp án. Dương Diệp ở bên trong Hồng Mông Tháp cùng Hiểu Vũ Tịch ôn tồn một hồi, sau đó trở lại tầng thứ hai, lúc này, Tiểu Thiên còn đang trị liệu cho Tiểu Thất. Đại khái tới lúc nào thì nàng ấy mới có thể tỉnh lại vậy? Dương Diệp khẽ nói. Tiểu Thiên nói. Chắc hẳn là rất nhanh thôi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thả lỏng, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên, nói. Cực khổ rồi. Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó nói. Còn nhớ rõ trước đây ta muốn nói với ngươi, thế giới kia của ngươi đã gọi là Đại Lục Tiểu Thiên chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Thế nào? Tiểu Thiên hì hì cười nói. Sau đó đại lục này thật sự gọi là Đại Lục Tiểu Thiên, có được không? Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Ôi, vì cứu bằng hữu của ngươi, trong khoảng thời gian, ta thậm chí còn chưa từng nhắm mắt, cũng không có đi chơi, tâm của ta thật mệt mỏi quá ta. Dừng. Dương Diệp vội vàng nói. Được rồi, gọi là Đại Lục Tiểu Thiên, được chưa? Nghe vậy, Tiểu Thiên nhếch miệng cười. Được, đây chính là ngươi đáp ứng đấy, không được đổi ý đâu. Dương Diệp mỉm cười, nói. Không đổi ý. Thật ra, thế giới kia tên gì, hắn cũng không quá lưu ý, nhưng Tiểu Thiên hình như rất lưu ý, nếu đối phương thích, vậy thỏa mãn đối phương là được. Dù sao hắn vừa không có tổn thất, hơn nữa Tiểu Thiên còn giúp hắn rất nhiều chuyện. Đúng rồi, ta có thể mời đám người Tiểu Thiên đến chơi không? Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Gì? Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nói. Bảo mắt của thiên đạo đến chơi à? Tiểu Thiên khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy, đám người Tiểu Thiên bọn họ chắc chắn rất thích ở đây, đương nhiên không phải thường ở đây chơi, dù sao bọn họ còn có chuyện phải làm, chính là ồ thỉnh thoảng để cho bọn họ đến dạo chơi. Cái này, Dương Diệp có chút do dự, để cho mắt của thiên đạo vào chơi, chuyện này thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn sẽ biết rõ, nếu như hắn đáp ứng, Tiểu Thiên nhất định có thể làm cho mắt của thiên đạo vào chơi được. Chỉ là hắn có thể để cho mắt của thiên đạo vào chơi sao? Suy nghĩ rất lâu, Dương Diệp lắc đầu, nói. Không được. Vì sao? Tiểu Thiên không hiểu. Dương Diệp giải thích. Tiểu Thiên, nếu để cho người bên ngoài biết thế giới này của ta, người nói sẽ như thế nào? Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhất định sẽ có rất nhiều cường giả tìm đến ngươi, ngay cả ta đều động tâm trước bảo vật này của ngươi. Nếu như không phải nó đã thừa nhận ngươi, ta cũng muốn để cho nó theo ta. Dương Diệp nheo mắt, Tiểu Thiên này có chút ý không xấu à? Lúc này, Tiểu Thiên cười đùa nói. Nói đùa rồi, Tiểu Thiên ta cũng không thích cướp đồ của người khác. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi cũng biết, nếu như truyền ra ngoài sẽ có rất nhiều cường giả tới cướp. Ngươi nói xem, nếu như Tiểu Thiên của ngươi truyền ra ngoài, hoặc người khác, hoặc gì đứng đầu thiên đạo thông qua nó biết bảo vật này của ta, khi đó ngươi khó xử, ta khó chịu. Đây là điểm hắn lo lắng, nếu như đứng đầu thiên đạo gì đó thông qua Tiểu Thiên biết Hồng Mông Tháp tồn tại, khi đó hắn lại thật sự tiêu đời. Hắn không cho rằng mình bây giờ có thể đối đầu đứng đầu thiên đạo trong truyền thuyết kia. Đừng nói đứng đầu thiên đạo, chỉ một mắt của thiên đạo. Ví dụ như Tiểu Thiên này đã đủ cho hắn mi rét mỏi rồi. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, ở đây quả thật không thể để người ngoài biết được, nếu không, ngươi có thể sẽ có phiền toái lớn. Chờ lúc nào ngươi trở nên đặc biệt lợi hại, sau đó ta bảo bọn họ vào chơi được không? Dương Diệp cười nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Tiểu Thiên nhoẻn miệng cười. Ta đã nói rồi, ngươi là một người tốt. Dương Diệp lắc đầu. Ta thì không dám nhận hai chữ người tốt này, cũng không muốn làm, vẫn là người xấu tốt hơn, người xấu có thể theo ý mình, tự do tự tại không bị ràng buộc, ha ha. Tiểu Thiên nghiêm mặt nói. Ta có thể cảm giác được ra, ngươi thật ra là người lương thiện, ngươi. Dừng một chút. Dương Diệp vội vàng nói. Dừng, chúng ta không thảo luận chuyện này, ta còn có việc, ta đi trước đây. Ngươi cứ chậm rãi chơi. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động, trực tiếp rời khỏi Hồng Mông Tháp.
Tiểu Thiên có cơ hội lại đưa hắn tờ người tốt, sau đó bảo hắn đi làm một người tốt, hắn đều có chút sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thiên nắm thật chặt, trong mắt đầy vẻ kiên định. Ta nhất định sẽ dạy ngươi làm một người tốt, chỉ có người tốt mới có thể nắm giữ. Nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên nhíu mày, sau đó khẽ nói. Nắm giữ gì vậy, ái chà, lại quên rồi, không nghĩ nữa. Nói xong, nàng xoay người tiếp tục trị liệu cho Tiểu Thất. Chấm. Dương Diệp lập tức ra khỏi Hồng Mông Tháp và nhận được cổ mạt truyền tin, bảo hắn lập tức đi Yêu Thần Sơn. Sau khi Dương Diệp đi tới Yêu Thần Sơn thì nhìn thấy cổ mạt, ngoại trừ cổ mạt còn có Khô Viên cùng với Ngôn Linh Tuyết. Các ngươi. Dương Diệp không hiểu. Chờ ngươi rất lâu rồi. Khô Viên cười nói. Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Nên đi tới vùng đất thánh cũ của thần Phượng Tộc. Khô Viên cười nói. Thần Phượng Tộc, vùng đất thánh cũ. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Thần Phượng Tộc có địa vị rất cao trong yêu tộc. Đừng nói ở yêu tộc, thần Phượng Tộc ở tất cả đại thế giới đều có uy danh hiển hách. Có thể nói vùng đất thánh cũ là nơi mà rất nhiều yêu thú khát vọng, không chỉ yêu thú, ngay cả loài người cũng hướng tới. Bởi vì nơi đó thật sự là thiên đường tu luyện. Cái gọi là vùng đất thánh cũ chính là ở vị trí trung tâm dưới lòng đất thần Phượng Tộc mở ra một nơi tu luyện, ở nơi đó có năng lượng hệ hỏa tinh thuần nhất, còn có lực lượng mặt đất tinh thuần nhất, hơn nữa cường giả thần Phượng Tộc bố trí rất nhiều đại trận tụ linh ở nơi đó, bởi vậy, vùng đất thánh cũ thật sự là thiên đường tu luyện. Tuy nhiên, muốn đi tới nơi đó cũng không dễ dàng, đừng nói là người ngoài, cho dù là người bên trong thần Phượng Tộc muốn đi tới nơi đó tu luyện cũng có rất nhiều điều kiện hà khắc. Bởi vì bất kể là lực lượng mặt đất, thậm chí là những năng lượng hệ hỏa tinh thuần nhất đều không phải là vô cùng vô tận. Nếu như cứ lấy mà không hề khống chế, cuối cùng sẽ có một ngày vùng đất thánh cũ sẽ biến thành vùng đất hoang phế. Sở dĩ thần Phượng Tộc bằng lòng mở ra cho ba người thứ hạng của hội vạn tộc, tất nhiên là vì yêu thần điện. Cho dù bây giờ yêu thần đã không ở vũ trụ này, nhưng thần Phượng Tộc vẫn phải nể mặt yêu thần điện. Ở dưới sự hướng dẫn của cổ mạt, đám người Dương Diệp xuất phát về phía thần Phượng Tộc. Cho dù thần Phượng Tộc ở yêu vực, nhưng bản thân bọn họ mở ra thế giới của mình, cũng chính là Phượng Vực, đừng nói là loài người, cho dù là yêu thú yêu tộc mà không được thần Phượng Tộc cho phép, cũng không thể vào Phượng Vực. Trên đường, cổ mạt nói. Sau khi đi tới thần Phượng Tộc, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía cổ mạt. Thế nào, có nguy hiểm sao? Vậy thì cũng không phải. Cổ mạt lắc đầu. Chỉ là thần Phượng Tộc rất cao ngạo, đặc biệt cao ngạo, cho nên ở trên thái độ của bọn họ có khả năng không quá tốt. Cao ngạo. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đã chứng kiến qua sự cao ngạo của mạt tiểu lãnh. Nữ hài này không có khả năng là cao ngạo bình thường đâu. Lúc này, cổ mạt lại nói. Lần này các ngươi tới tu luyện, cho nên ngoại trừ tu luyện ra thì cố gắng đừng ở đi loạn ở trong thần Phượng Tộc, để tránh gặp phải phiền toái không cần thiết. Đám người Khô Viên khẽ gật đầu, Dương Diệp lại im lặng. Mục đích của hắn lần này chính là thần Phượng Tộc, sau đó tìm hiểu vị trí của Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, chỉ cần tìm được Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, hắn sẽ dẫn theo các nàng rời khỏi yêu tộc. Nhưng hắn biết rõ, chuyện này sẽ không thuận lợi vậy. Tuy nhiên không sao, hắn đã chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Rất nhanh, mọi người đã bước vào Phượng Vực. Sau khi bước vào Phượng Vực, nhiệt độ lập tức tăng cao. Cảnh tượng bên trong Phượng Vực cũng khiến cho Dương Diệp kinh ngạc, bởi vì khắp nơi bên trong Phượng Vực tràn ngập lửa. Cho dù có rừng rậm, có nước, nhưng đều có ngọn lửa không biết tên, ngay cả mây trên bầu trời cũng là mây lửa. Đây hoàn toàn chính là một thế giới lửa. Đúng lúc này, chân trời phía xa có một con phượng hoàng lửa đột nhiên xuất hiện, con phượng hoàng lửa này cực kỳ lớn, thật sự che khuất bầu trời. Khi con phượng hoàng lửa này xuất hiện, nhiệt độ lập tức nóng lên. Không biết là cố ý hay không nhưng có một sóng lửa từ phía chân trời cuốn tới, lao thẳng tới đám người Dương Diệp. Vẻ mặt Khô Viên, Khổ Mạc Tà còn có Ngôn Linh Tuyết có chút khó coi, thần Phượng Tộc đúng là không tốt. Vẻ mặt Cổ Mạc trầm xuống, đây là muốn một lần ra oai phủ đầu cho bọn họ. Cho dù yêu thần điện bây giờ đã không phải là đứng đầu yêu tộc, nhưng những năm gần đây vẫn còn chưa có bộ tộc nào dám chèn ép yêu thần điện. Giờ phút này thần Phượng Tộc làm như thế. Rõ ràng là không nể mặt hắn. Cổ mạt bước về phía trước một bước, tay phải hóa thành trường, sau đó vỗ một cái lên phía trên.
Một lực lượng khủng khiếp cuốn ra lên, khi lực lượng này xuất hiện, tất cả những sóng lửa ở phía chân trời lập tức bị một chưởng này đánh cho tiêu tan thành mây khói. Mà lúc này, con phượng hoàng lửa phía chân trời kia hiển nhiên đã bị Cổ Mạt chọc giận. Ngay lập tức, hai cánh vỗ mạnh một cái, một ngọn lửa trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống, trong phút chốc, khắp bầu trời thời trực tiếp biến thành một biển lửa. Cổ Mạt híp mắt lại, trong phút chốc, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đánh về phía chân trời. Ầm! Một lực lượng khủng khiếp giống như vỡ đê từ trong nắm đấm của Cổ Mạt cuốn ra ngoài, khi lực lượng này gặp biển lửa này lập tức bị lực lượng này đánh nát, sau đó hóa thành ngôi sao lửa từ phía chân trời rơi xuống. Cổ Mạt ngẩng đầu nhìn con phượng hoàng lửa kia, nói. Đây là đạo đãi khách của thần phượng tộc sao? Phía chân trời, thân hình con phượng hoàng lửa kia run lên, ngay sau đó nó biến thành một người trung niên xuất hiện ở trước mặt đám người Cổ Mạt. Người trung niên liếc mắt nhìn ba người Dương Diệp, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Cổ Mạt, nói. Cổ trưởng lão nghiêm trọng rồi, ta chẳng qua muốn xem thử thực lực ba người đứng đầu hội vạn tộc lần này mà thôi. Cổ Mạt khẽ nói. Chúng đều là tiểu bối, ngươi xem bọn họ làm gì, không bằng xem thực lực của ta một chút. Lão Phu cũng đã rất nhiều năm không luận bàn với người khác rồi. Khiêu khích 10 phần. Nghe thấy Cổ Mạt nói vậy, vẻ mặt người trung niên kia lập tức trầm xuống, Cổ Mạt rõ ràng đang khiêu khích hắn, tuy nhiên hắn lại không thể ứng chiến, bởi vì thực lực của Cổ Mạt mạnh hơn hắn quá nhiều. Căn bản không phải cùng một cấp bậc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, Cổ Mạt lại nói. Không cần lãng phí thời gian ở đây, dẫn chúng ta đi tới vùng đất thánh cũ. Cho dù hắn có chút khó chịu về chuyện vừa rồi, nhưng cũng không muốn quá căng thẳng, bởi vậy muốn cho đối phương một bậc thang. Nghe vậy, vẻ mặt người trung niên kia lập tức thả lỏng, sau đó nói. Đi thôi. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một sóng lửa biến mất ở cách đó không xa. Cổ Mạt dẫn theo ba người Dương Diệp lập tức đi theo. Dọc đường đi, Dương Diệp không ngừng quan sát xung quanh, không thể không nói, muốn tìm được Tiểu Bạch cùng Tử Nhi ở phượng vực này thì không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì hắn không có chút manh mối nào. Cách duy nhất chính là hỏi thần phượng tộc, nhưng thần phượng tộc sẽ nói cho hắn biết sao. Hắn thật ra có thể bắt một con thần phượng tới hỏi, nhưng hắn biết rõ muốn bắt, ít nhất phải bắt được cao tầng của thần phượng tộc. Bởi vì thân phận đặc biệt của Tiểu Bạch, thần phượng tộc nhất định sẽ không để cho phượng hoàng bình thường biết sự tồn tại của nó, bởi vậy ở trong thần phượng tộc chắc chắn chỉ có số ít cao tầng thần phượng tộc mới biết được vị trí của Tiểu Bạch. Mà muốn bắt cao tầng của thần phượng tộc, cũng có nghĩa là hắn phải bắt cường giả luân hồi cảnh của thần phượng tộc. Cho dù bây giờ hắn đã là thần giả, nhưng muốn bắt cường giả luân hồi cảnh. Không chắc chắn, đặc biệt không chắc chắn. Bây giờ Dương Diệp cũng không biện pháp gì hữu hiệu, đối với hắn mà nói. Chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy. Rất nhanh, ở dưới sự hướng dẫn của người trung niên, mọi người đã đi tới vùng đất thánh cũ. Vùng đất thánh cũ cũng chính là sâu bên trong lòng đất, khi đi tới vùng đất thánh cũ, Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc trước linh khí cùng năng lượng ở đây. Ở đây, bất kể là năng lượng hệ hỏa hay linh khí, thậm chí lực lượng mặt đất đều đặc biệt tinh thuần, còn tinh thuần hơn so với linh khí bên trong thế giới Hồng Mông Thái của hắn không biết bao nhiêu lần. Không thể không nói, ở đây thật sự là thánh địa tu luyện. Người trung niên liếc nhìn ba người Dương Diệp, sau đó nói. Ba tháng sau các ngươi phải rời đi. Còn nữa, yên tĩnh ở đây tu luyện, không nên đi loạn khắp nơi, nếu không các ngươi có thể sẽ không ra ngoài nổi đâu. Nói xong, hắn xoay người lập tức biến mất. Cổ trưởng lão, người này hình như rất khó chịu về chúng ta. Lúc này, Khô Viên đột nhiên nói. Bọn họ đương nhiên khó chịu rồi. Cổ Mạt khẽ nói. Chỗ này, cho dù là bọn họ muốn tới tu luyện cũng đặc biệt khó khăn, mà bây giờ, lại để cơ hội tu luyện này cho chúng ta, người nói bọn họ sẽ thoải mái sao? Nói xong, hắn nhìn lướt qua ba người Dương Diệp, nói. Thần phượng tộc nể mặt yêu thần, mới cho các ngươi mượn chỗ này tu luyện, các ngươi tới đây chính là một cơ hội, cô nên phải quý trọng cơ hội lần này. Bởi vì sau lần này, các người có lẽ sẽ không có cơ hội tới nơi này nữa đâu. Nói xong, Cổ Mạt lại muốn rời đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó lại nói. Nhớ kỹ, đừng đi loạn khắp nơi, cho dù thực lực của các ngươi cũng không tệ, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khô Viên,
Dương Diệp và Ngôn Linh Tuyết khẽ gật đầu, biểu thị sẽ không chạy loạn. Nhìn thấy ba người Dương Diệp bảo đảm, lúc này Cổ Mạt mới rời đi. Vùng đất thánh cũ có khoảng 10 phòng tu luyện. Sau khi Cổ Mạt rời đi, Khô Viên nói. Hai vị, 3 tháng sau gặp lại. Nói xong, cơ thể hắn thoáng động, bước vào một gian phòng tu luyện trong đó. Khô Viên đi rồi, Ngôn Linh Tuyết nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đã là thần giả. Dương Diệp khẽ gật đầu. Bây giờ mạnh tới mức nào? Ngôn Linh Tuyết hỏi. Dương Diệp cười nói. Hỏi cái này làm gì? Chỉ là tò mò thôi. Ngôn Linh Tuyết nói. Dương Diệp mỉm cười, nói. Ta cũng không biết mình mạnh tới mức nào. Những lời này không phải là nói dối, bởi vì sau khi hắn đạt được thần giả vẫn chưa từng chiến đấu cùng cường giả. Cho nên, hắn cũng không có cách nào đánh giá chính xác thực lực của mình. Ngôn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi không phải là Dương tộc. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói. Vì sao nói như vậy? Ngôn Linh Tuyết im lặng. Dương Diệp cười nói. Ta không phải là Dương tộc vậy là gì? Ngươi? Ngươi có chút giống như người của nhân tộc. Ngôn Linh Tuyết đột nhiên nói. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này. Lúc này, Ngôn Linh Tuyết lại nói. Ta đi từng nhân tộc, chứng kiến qua rất nhiều loài người, ngươi cho ta cảm giác của loài người. Nói xong, nàng không nói gì nữa, xoay người bước vào một gian phòng tu luyện. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó hắn lắc đầu cười, cũng bước vào một gian phòng tu luyện. Hắn biết, Ngôn Linh Tuyết nhất định đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi vì đối phương không có chứng cứ. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất và đang muốn tu luyện, mà vào lúc này, tiểu thiên hỏa đột nhiên từ trong cơ thể hắn chui ra. Nàng nhìn lướt qua xung quanh, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên, sau đó lại muốn chạy ra ngoài. Dương Diệp vội vàng ôm lấy nàng, nói. Làm gì vậy? Tiểu thiên hỏa chỉ ngón tay ra ngoài cửa, sau đó hít hít, trong mắt đầy vẻ tham lam. Năng lượng hỏa tinh. Dương Diệp hiểu rõ. Nơi này có năng lượng hệ hỏa tinh thuần nhất, tiểu thiên hỏa là linh vương hệ hỏa, những năng lượng hệ hỏa chắc chắn là có giúp đỡ đối với nàng. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp nói. Có thể hút, nhưng phải len lén hút, len lén, không thể để cho người khác biết, hiểu chưa? Tiểu thiên hỏa chớp chớp mắt, sau đó cái hiểu cái không gật đầu. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thiên Hỏa, nói. Hút, tốt nhất hút sạch của bọn họ đi. Trong thời gian tiếp theo, Dương Diệp cũng điên cuồng tu luyện. Chỗ này đúng là thiên đường tu luyện, hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Tiểu Thiên Hỏa cũng đang điên cuồng hấp thu những năng lượng hệ hỏa tinh thuần, chỗ này đối với Tiểu Thiên Hỏa thật sự là thiên đường. Tuy nhiên, Dương Diệp tuyệt đối không cho nàng hút mãi. Bởi vì hút sạch thì có thể xảy ra chuyện lớn. Sau ngày thứ 10, Dương Diệp lặng lẽ rời khỏi phòng tu luyện. Hắn cũng không quên mục đích mình tới đây lần này. Nếu muốn biết vị trí của Tử Nhi cùng Tiểu Bạch thì chỉ có hai con đường, một là tìm đến Mạt Tiểu Lãnh, hai là bắt một cao tầng của thần Phượng tộc. Bất kể là bắt Mạt Tiểu Lãnh hay tìm cao tầng của thần Phượng tộc đều không phải là một chuyện đơn giản. Dương Diệp vừa rời khỏi phòng tu luyện, lúc này, Tiểu Thiên Hỏa đột nhiên chui ra. Sau đó bàn tay nhỏ bé của nàng chỉ vào dưới nền đất, rõ ràng gọi là hắn xuống. Dương Diệp lắc đầu. Bây giờ không thể hút, ta có chuyện phải làm, sau đó lại hút có được không? Tiểu Thiên Hỏa lắc cái đầu nhỏ, sau đó bàn tay nhỏ bé khoa tay múa chân. Rất nhanh, Dương Diệp nhíu mày, bởi vì không phải Tiểu Thiên Hỏa muốn gọi hắn xuống, mà là Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa muốn hắn xuống. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp hỏi. Tại sao phải xuống? Tiểu Thiên Hỏa chui được trong cơ thể của Dương Diệp, rất nhanh nàng lại chạy ra, sau đó lại chỉ vào dưới nền đất, ngoài việc đó ra thì không có động tác khác. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, Lục Đinh Thần Hỏa không cho hắn đáp án, chỉ bảo hắn xuống. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Cho dù không biết Lục Đinh Thần Hỏa có ý gì, nhưng hắn biết Lục Đinh Thần Hỏa sẽ không hại hắn. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò không hiểu dưới lòng đất này rốt cuộc có gì, tự nhiên làm cho Lục Đinh Thần Hỏa cũng phải chú ý. Hắn không biết Lục Đinh Thần Hỏa cuối cùng là thuộc về cấp bậc gì, nhưng hắn biết rõ thứ có thể làm cho nó để ý thì tuyệt đối không phải bình thường. Sau khi chui vào dưới nền đất không bao lâu,
Dương Diệp đã tiến vào thế giới nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ rất cao, đặc biệt cao, nhưng thật may cơ thể của hắn có thể chịu đựng được. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì lúc này cơ thể của hắn đã không chịu được nhiệt độ chung quanh nữa. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy một mảnh nham thạch nóng chảy, không thấy gì cả. Im lặng trong chớp mắt, Dương Diệp phóng ra kiếm ý bao quanh mình, sau đó tiếp tục đi sâu vào dưới nền đất. Lại qua một canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì lúc này cho dù là kiếm ý của hắn cũng không có cách nào chịu được nhiệt độ xung quanh. Đúng lúc này, tiểu thiên hỏa đột nhiên từ trong cơ thể hắn chui ra, ngay sau đó, một màn ánh sáng lửa đỏ bao phủ lấy Dương Diệp. Khi màn ánh sáng lửa đỏ này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện những nham thạch nóng chảy ở xung quanh hắn tự nhiên tránh ra, dường như kiêng kỵ màn ánh sáng lửa đỏ trên người hắn. Dương Diệp nhìn về phía tiểu thiên hỏa, tiểu thiên hỏa cười rạng rỡ với Dương Diệp. Dương Diệp mỉm cười, hắn khẽ xoa đầu tiểu thiên hỏa, này tiểu thiên hỏa so với hắn còn lợi hại hơn so với tưởng tượng a. Này cũng bình thường, lúc này tiểu thiên hỏa nhưng bị lục đinh thần hỏa cải tạo từng. Dương Diệp tiếp tục đi sâu xuống phía dưới, qua khoảng 2 canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở trong những nham thạch nóng chảy cách hắn không xa, Dương Diệp phát hiện ra rất nhiều ngọn lửa nhỏ màu trắng chỉ lớn chừng ngón cái, số lượng rất nhiều, khoảng chừng trên trăm. Nhìn thấy những ngọn lửa nhỏ này, mắt tiểu thiên hỏa lập tức sáng lên, sau đó nàng trực tiếp bay đi, sau đó cầm một ngọn lửa nhỏ vào bỏ vào miệng mình. Điều làm cho Dương Diệp có chút không hiểu là những ngọn lửa nhỏ này tự nhiên không phản kháng. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn những một ngọn lửa nhỏ, hắn phát hiện, những ngọn lửa nhỏ ẩn chứa năng lượng hệ hỏa đặc biệt rất tinh thuần. Mỗi lần tiểu thiên hỏa nuốt một ngọn lửa nhỏ, khí tức trên người nàng phát ra sẽ mạnh hơn một ít. Giờ phút này, Dương Diệp hiểu rõ ý của Lục Đinh Thần Hỏa. Lục Đinh Thần Hỏa muốn hắn xuống, thật ra là vì tiểu thiên hỏa. Đúng lúc này, tiểu thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Sao ngươi lại đi ra? Tiểu thiên đột nhiên vẫy vẫy tay với tiểu thiên hỏa. Tiểu thiên hỏa lưu luyến liếc nhìn những ngọn lửa trước mặt nàng, sau đó bay đến trước mặt tiểu thiên. Tiểu thiên đưa tay khẽ xoa đầu tiểu thiên hỏa, nói. Không nên hút bọn chúng nữa, có được không? Tiểu thiên hỏa cắn ngón tay út của mình, trong mắt đầy dầu dĩ. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Trong mắt tiểu thiên lóe lên một sự tức giận. Hỏa trùng. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Tiểu thiên nói. Cái gọi là hỏa trùng, chính là chỉ ngọn lửa trong trời đất này đang có cơ hội tiến hóa thành linh vương hệ hỏa, chúng đều có thể trở thành linh vương hệ hỏa. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc, ở đó có trên trăm ngọn lửa đấy. Trên trăm linh vương hệ hỏa, đó là khái niệm gì? Lúc này, tiểu thiên đột nhiên lạnh lùng nói. Biết vì sao những hỏa chủng này không phản kháng sao? Bởi vì bọn họ đã bị cầm giữ. Nếu như ta không đoán sai, thần phượng tộc này giam cầm bọn họ lại, sau đó lợi dụng năng lượng hệ hỏa tinh thuần ở đây bồi dưỡng bọn họ, đợi đến khi bọn họ trưởng thành đến trình độ nhất định, sau đó sẽ cắn nuốt bọn họ. Thần phượng tộc này đúng là thật can đảm. Dương Diệp nheo mắt, tiểu thiên lại tức giận. Lúc tiểu thiên không tức giận thì hoàn toàn vô hại, nhưng một khi tức giận, vậy đặc biệt khủng khiếp. Phải biết rằng, lần trước nàng tức giận đã làm ra trên trăm con mắt thiên đạo. Thật ra, Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc khi biết thần phượng tộc giam cầm nhiều hỏa chủng như vậy. Phải biết rằng, trên thế giới này còn có một thế lực cường đại. Linh cung. Nếu để cho những linh vật thiên địa của Linh cung biết thần phượng tộc cầm giữ nhiều hỏa chủng như vậy, Linh cung chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thần phượng tộc bắt Tiểu Bạch, hắn từng nghĩ tìm Linh cung, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì Linh cung chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn, cho nên vẫn phải dựa vào mình. Lúc này, tiểu thiên khẽ xoa đầu tiểu thiên hỏa, khẽ nói. Linh vật thiên địa do trời sinh đất dưỡng, các ngươi vốn thuộc cùng một mạch, cũng không cần tự giết lẫn nhau được không? Tiểu thiên hỏa mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Thật ra nàng cũng không hiểu tiểu thiên nói gì, nàng chỉ biết là tiểu thiên không cho nàng hút, nếu tiểu thiên không cho, vậy nàng không hút nữa. Tiểu thiên ngẩng đầu nhìn về những ngọn lửa nhỏ phía xa, nói. Ta muốn đưa những ngọn lửa nhỏ này tới đại lục tiểu thiên. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Ngươi muốn cứu bọn họ. Tiểu thiên khẽ gật đầu. Đại lục tiểu thiên rất đặc biệt, bên trong mặc dù không có năng lượng hệ hỏa tinh thuần,
nhưng lại có năng lượng tốt hơn so với năng lượng hệ hỏa, bọn họ tới đó, khẳng định có thể nhanh chóng tiến hóa thành linh vương. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, trên trăm linh vương là khái niệm gì chứ? Không hề do dự, Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, nói. Được, đưa bọn họ vào trong. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó nói. Tạm thời không thể làm được, nơi này là thần phượng tộc, nếu như chúng ta đưa hết bọn họ vào trong, có thể sẽ kinh động tới cường giả thần phượng tộc. Sở dĩ hắn có thể đi tới nơi này là bởi vì kiếm vực che giấu làm cho hắn hoàn toàn che đi khí tức của mình, trừ khi là cường giả luân hồi cảnh cố ý nhằm vào, nếu không đối phương căn bản không phát hiện được hắn. Mà bây giờ nếu như Tiểu Thiên đưa những hỏa chủng đi hết, nhất định sẽ kinh động tới cường giả thần phượng tộc. Không sao. Tiểu Thiên lắc lắc đầu. Bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu. Nói xong, nàng bước về phía trước một bước, trong phút chốc, Dương Diệp phát hiện xung quanh dường như phát sinh biến hóa gì đó, cuối cùng là biến hóa gì thì hắn cũng không nói lên được. Mà lúc này, tay ngọc của Tiểu Thiên vung lên, trong phút chốc những hỏa chủng lập tức nối tiếp nhau tiến vào trước ngực của Dương Diệp. 10 hơi thở sau, tất cả hỏa chủng ở đó đã bước vào trong cơ thể của Dương Diệp. Tiểu Thiên cũng muốn đi vào trong cơ thể Dương Diệp, nhưng bị Dương Diệp cản lại. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiểu Thiên, người giúp ta tìm hai người, không đúng, một người là yêu, còn có một người là linh chủ. Hắn muốn tự mình tìm Tử Nhi cùng Tiểu Bạch thì không thể nghi ngờ là khó như lên trời, cho nên chỉ có thể nhờ Tiểu Thiên giúp. Linh chủ. Mắt Tiểu Thiên trợn trừng. Người quen biết linh chủ sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Các nàng bị thần phượng tộc bắt được, bây giờ ta không biết các nàng ở đâu, người giúp ta xem thử. Linh chủ. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói. Chỉ cần nàng ở thần phượng tộc này, ta có thể tìm được nàng. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Tiểu Thiên cười hì hì. Đầu tiên, thân phận nàng đặc biệt, thứ hai ta không nói cho ngươi, hì hì. Nói xong, hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Dương Diệp. Qua rất lâu, chân mày Tiểu Thiên nhíu chặt, tiếp theo, nàng chậm rãi mở mắt, sau đó nói. Phát hiện ra linh chủ như ngươi nói. Ở đâu? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu Thiên chỉ vào phía dưới, nói. Phía dưới. Đi. Vừa dứt lời, Dương Diệp liền muốn đi xuống, lúc này Tiểu Thiên đột nhiên kéo hắn lại, sau đó nói. Đợi một lát nữa không quan tâm ngươi thấy gì cũng đừng kích động, hiểu chưa? Nghe vậy, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu Thiên đang muốn nói, Dương Diệp đã xoay người biến mất ở cách đó không xa. Tiểu Thiên khẽ thở dài. Thần phượng tộc đáng chết. Vừa dứt lời, nàng vội vàng theo xuống. Sau một khắc, Dương Diệp ngừng lại. Lúc cách đó không xa, hắn cuối cùng đã nhìn thấy Tiểu Bạch. Có một lồng sắt màu vàng rất nhỏ, ở trong lồng sắt này chính là Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Bạch lẳng lặng nằm bò, hai mắt khép hờ dường như đã ngủ say. Linh khí xung quanh đặc biệt dồi dào, hơn trong phòng tu luyện trước đó ít nhất gấp 10 lần, bởi vì rất nhiều linh khí đang cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể Tiểu Bạch tràn ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch, lúc này chân mày Tiểu Thiên nhíu lại. Thật giỏi cho một thần phượng tộc, giam cầm linh chủ, làm cho nó không ngừng cung cấp bản nguyên linh khí của bản thân, đây là mổ gà lấy trứng. Dương Diệp không để ý tới Tiểu Thiên, hắn đi tới trước mặt Tiểu Bạch, nhìn bị giam cầm Tiểu Bạch mà hai tay của hắn bắt đầu run rẩy lên. Tiểu Bạch, không có bất kỳ đáp lại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Nàng có thể vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Vì sao? Tiểu Thiên trầm giọng nói. Bởi vì linh trí của nàng đã bị hút ra. Lại tương đương với linh hồn loài người bị hút ra, bây giờ nàng không có linh hồn, chỉ có bản nguyên linh khí, thần phượng tộc chính là đang phóng ra bản nguyên linh khí của nàng, một khi bản nguyên linh khí của nàng đều phóng thích ra, khi đó tất cả thần phượng tộc chính là động thiên phúc địa thật sự. Nói đến đây, Tiểu Thiên dừng lại một lát, lại nói. Ở đây tu luyện sẽ nhanh hơn so với bên ngoài ít nhất gấp mấy chục lần, không chỉ có vậy. Những cường giả âm dương cảnh không đạt được luân hồi cảnh của thần phượng tộc đều có thể mượn linh khí bản nguyên của nàng đột phá luân hồi, cường giả luân hồi cảnh có thể sẽ không tăng thêm quá nhiều,
nhưng thần giả cùng huyền giả âm dương cảnh nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều. Nói tóm lại, khi đó, thực lực chỉnh thể của thần phượng tộc ít nhất sẽ tăng lên mấy cấp. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất lâu sau, hắn xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch trước mặt, tay hắn run rẩy đặt ở trên lồng giam này, trong mắt đầy vẻ thống khổ. Ta. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nhíu mày. Chúng ta bị phát hiện. Thần phượng tộc. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ giống như tâm thần đột nhiên ầm ầm vang lên ở sâu bên trong lòng đất, âm thanh truyền đi với tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lại cuốn tới mặt đất, sau đó giống như tiếng sấm truyền ra. Giờ phút này, tất cả thần phượng tộc chấn động. Tiểu Thiên lắc đầu, nàng biết chuyện này không có cách nào xử lý tốt được. Hai tay của Dương Diệp run rẩy đặt ở trên lồng giam này, hắn nhìn Tiểu Bạch rất lâu, sau đó nói. Tiểu Bạch, ta biết chuyện người không thích nhất là bị người khác giam giữ, xin lỗi, thật sự xin lỗi, ban đầu ta không thể cố gắng bảo vệ tốt cho ngươi, thật sự xin lỗi. Từ nay về sau, ta sẽ không để cho ngươi xa ta nữa. Vừa dứt lời, tâm niệm hắn thoáng động, Tiểu Bạch lập tức bị hắn thu vào trong thế giới của Hồng Mông Tháp. Lớn mật. Mà vào lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên xuất hiện, nham thạch nóng chảy dưới nền đất, ngay sau đó, một lão già mặc áo bào màu đỏ trên người xuất hiện ở cách Dương Diệp cùng Tiểu Thiên không xa. Lão già mặc áo bào màu đỏ nhìn chằm chằm Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, hắn không ngờ được có người có thể đến nơi này. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đỏ, lúc này, hai mắt hắn đã đỏ như máu, sát ý của hắn đã đạt được đỉnh phong, đã hoàn toàn áp chế kiếm ý. Tiểu Thiên liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Phía xa, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Diệp giờ phút này, lão già mặc áo bào màu đỏ này nhíu mày, im lặng trong chớp mắt, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo. Ngươi không phải là Dương tộc, ngươi là loài người. Dương Diệp chậm rãi đi về phía lão già mặc áo bào màu đỏ. Linh trí của Tiểu Bạch ở đâu? Giao linh trí của linh chủ ra, chúng ta sẽ rời đi. Đúng lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói. Lão già mặc áo bào màu đỏ nheo mắt lại. Các ngươi làm sao biết được linh chủ? Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, kiếm tổ xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, Tiểu Thiên lại vội vàng kéo tay hắn, sau đó nhìn về phía lão già mặc áo bào màu đỏ này. Thần phượng tộc giam gầm linh chủ thiên địa, chuyện này thật sự sẽ khiến trời đất oán giận. Các ngươi nhanh giao linh trí của nàng ra, bằng không thần phượng tộc ngươi sẽ lâm nguy. Lâm nguy. Lão già mặc áo bào màu đỏ cười lạnh. Dựa vào các ngươi sao? Buồn cười. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Dương Diệp, nói. Ta không quan tâm ngươi làm sao đến được nơi đây, nếu các ngươi biết chuyện không nên biết, vậy đi tìm chết đi. Vừa dứt lời, tay phải của hắn hóa trưởng, sau đó vỗ về phía Dương Diệp. Linh chủ. Đây là bí mật lớn nhất của thần phượng tộc, tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Nhìn thấy lão già mặc áo bào màu đỏ tự nhiên ra tay, Tiểu Thiên tức giận tới mức trực tiếp dậm chân. Tức chết ta rồi, ta không quan tâm. Nói, thân hình của nàng lóe lên, lùi đến phía sau của Dương Diệp. Ong! Lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng ở nham thạch nóng chảy dưới nền đất. Ngay sau đó, một đường kiếm khí chợt lóe lên, tốc độ kiếm khí rất nhanh, trong chớp mắt đã tới đến trước mặt lão già áo bào màu đỏ này. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí biến mất, mà lão già mặc áo bào màu đỏ lại lùi về phía sau hơn 10 trượng. Lão già mặc áo bào màu đỏ thầm khiếp sợ, đang muốn nói, phía xa lại có một kiếm ý khủng khiếp đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra. Khi kiếm ý này xuất hiện, những nham thạch nóng chảy xung quanh trực tiếp bị chấn động không ngừng vỡ nát. Đồng tử của lão già mặc áo bào màu đỏ co lại. Kiếm ý quy nguyên cảnh, ngươi là ai? Dương Diệp không nói gì, kiếm tổ trong tay trực tiếp biến mất, vào giây phút này vẻ mặt của lão già mặc áo bào màu đỏ lập tức đại biến, trong phút chốc, một sóng lửa đột nhiên từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra. Ở nơi đây, một tiếng nổ lớn rung trời ầm ầm vang vọng, lão già mặc áo bào màu đỏ này bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, cùng lúc đó, một sóng khí rất khủng khiếp nổ mạnh, trong phút chốc, tất cả nham thạch nóng chảy dưới nền đất bắt đầu trở nên cuồng bạo. Yên lặng trong chớp mắt, nham thạch nóng chảy dưới nền đất đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo, tất cả nham thạch nóng chảy dưới nền đất trực tiếp đổ nát. Có kẻ địch mạnh xâm nhập sao? Các thần phượng tộc đều kinh ngạc. 10 hơi thở sau, dưới mặt đất,
Lúc này, rất nhiều thần phượng không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy về phía vị trí đổ nát. Ở đó, Dương Diệp cầm kiếm đứng, lúc này hắn đã biến thành một người máu, sau lưng hắn là Tiểu Thiên. Nếu là trước đây, Tiểu Thiên đã trốn đi, nhưng không biết vì sao, lần này nàng tuyệt đối không bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Tuy nhiên lúc này Dương Diệp đã không để ý tới nàng. Ở đó, cường giả thần phượng tộc không ngừng chạy tới, không chỉ thần phượng tộc, ngay cả Cổ Mạt cùng hai người Khô Viên cũng chạy tới. Khi nhìn thấy Dương Diệp, ba người Cổ Mạt trực tiếp sửng sốt. Đây là Tiểu Dương à. Bên cạnh Ngôn Linh Tuyết, Khô Viên kinh ngạc nói. Lúc này cho dù Dương Diệp còn là hình dáng lúc trước, nhưng toàn thân hắn đỏ như máu, trên thân còn tản ra sát ý ngập trời. So với Dương Diệp bọn họ nhìn thấy trước đó, hoàn toàn là chênh lệch một trời một vực. Ngôn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Hắn quả nhiên là loài người. Thật ra, trước đó khi Ghiêu đấu cùng Dương Diệp, nàng đã nghi ngờ. Chỉ là nàng còn chưa dám xác định, mà bây giờ, sự thật trước mắt nói cho nàng biết, nghi ngờ của nàng cũng không sai. Loài người. Khô Viên đầu tiên sửng sốt, sau đó vô cùng kinh ngạc, lúc này hắn mới phát hiện Dương Diệp cầm kiếm, trên người có sát ý, không chỉ có sát ý, còn có huyền khí dao động. Loài người. Trong mắt Khô Viên đầy vẻ khó tin, hắn không ngờ được Dương Diệp này là loài người. Mà một loài người, tự nhiên nắm giữ cơ thể mạnh như vậy. Lúc này, một nam tử trung niên tóc đỏ xuất hiện ở đó, gương mặt của nam tử trung niên có vài phần tương tự với Mạt Tiểu Lãnh. Nam tử trung niên này, chính là tộc trưởng thần phượng tộc Mạt Giang. Nam tử trung niên thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, sau đó nhìn về phía Cổ Mạt, nói. Cổ Mạt, không ngờ đứng đầu hội vạn tộc là một loài người, sau đó cổ trưởng lão còn muốn dẫn người này tới vùng đất thánh cũ của thần phượng tộc ta. Cổ trưởng lão, chẳng lẽ không nên cho ta một câu trả lời sao? Cổ Mạt im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta cũng không ngờ được hắn là loài người. Phủi sạch. Lúc này, hắn tất nhiên phải phủi sạch quan hệ cùng Dương Diệp. Lúc này, nếu như hắn thừa nhận đã sớm biết Dương Diệp là loài người, không hề nghi ngờ, yêu thần điện có thể gặp phiền phức rất lớn. Mạt Giang liếc nhìn Cổ Mạt, tiếp theo, hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Chỉ là thần giả đã dám cả gan đi sâu vào cấm địa của thần phượng tộc ta, không thể không nói, lá gan của ngươi thật sự rất lớn, ngươi. Linh trí của Tiểu Bạch đâu? Dương Diệp trực tiếp ngắt lời Mạt Giang nói. Mạt Giang nhíu mày, rất nhanh hắn đã hiểu rõ Tiểu Bạch Dương Diệp nói là gì. Im lặng trong chớp mắt, hắn quay đầu lại nhìn về phía Cổ Mạt, nói. Cổ trưởng lão, người này và thần phượng tộc ta có chút quan hệ, có chút ân oán với thần phượng tộc ta. Thần phượng tộc ta sẽ tự mình giải quyết, cho nên mời ba vị tạm thời rời đi trước. Chờ sau khi chuyện giải quyết xong, vùng đất thánh cũ sẽ lại mở ra cho ba vị. Chuyện linh chủ tất nhiên không thể để lộ ra trước mặt người bên ngoài, nếu không sẽ có hậu hoạn vô cùng. Cổ Mạt im lặng rất lâu, sau đó hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Vì sao? Đây là đang hỏi tại sao Dương Diệp muốn để lộ mình. Dương Diệp lắc đầu. Cổ trưởng lão. Hắn nói không sai, giữa ta với thần phượng tộc quả thật có chút ân oán, cho nên cứ để cho bản thân chúng ta giải quyết. Cổ Mạt khẽ thở dài, Dương Diệp được yêu thần coi trọng, có thể nói là tiền đồ rộng lớn, nhưng bây giờ. Nếu như hắn rời đi, hắn biết rõ kết quả của Dương Diệp là gì. Nhưng hắn không thể ra tay trợ giúp, bởi vì nếu như hắn muốn ra tay, có nghĩa là yêu thần điện cùng thần phượng tộc sẽ trở thành vị trí đối lập. Yêu tộc sẽ không nội chiến. Lại không thể vì một loài người mà nội chiến được. Cổ Mạt lắc đầu, sau đó nói. Ngươi tên gì? Dương Diệp. Dương Diệp tuyệt đối không giấu giếm thân phận của mình, không cần thiết nữa. Dương Diệp. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Dương Diệp. Ở đại thế giới, hai chữ này cũng không xa lạ gì. Dương Diệp là từ hạ vị diện xông lên, hơn nữa, còn giết 5 tên cường giả luân hồi cảnh. Đương nhiên, còn có một điểm đó chính là Mạt Tiểu Lãnh, chuyện Mạt Tiểu Lãnh tìm người đi giết Dương Diệp, đã ầm ĩ tới mức tất cả yêu thú trong yêu tộc đều biết. Không ngờ được, thật sự không ngờ được. Cổ Mạt lắc đầu, sau đó nhìn về phía Khô Viên cùng Ngôn Linh Tuyết, nói. Chúng ta đi. Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, ba người lập tức biến mất. Ta cũng không ngờ được. Lúc này, Mạt Giang ở phía xa nói.
Không ngờ được Dương Diệp ngươi tự nhiên đi tới thần phượng tộc ta. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Linh trí của Tiểu Bạch, còn có Tử Nhi, ta muốn gặp được các nàng. Sở dĩ hắn đến bây giờ cũng không có động thủ chỉ vì điểm ấy. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Thần phượng tộc, giao linh trí linh chủ ra. Ngươi thần phượng tộc phát triển đến bây giờ, cũng không dễ dàng gì, cần gì. Ngươi là ai? Mạt Giang đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, ngắt lời Tiểu Thiên nói. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên Tiểu, Tiểu Thiên Thiên. Tiểu Thiên nói. Mạt Giang nheo mắt lại. Ngươi đang đùa giỡn ta. Tiểu Thiên đang muốn nói, Dương Diệp nhìn nàng khoát tay, sau đó nhìn về phía Mạt Giang. Ta không muốn lãng phí thời gian, linh trí Tiểu Bạch và cả Tử Nhi, ta muốn gặp được. Ngươi không gặp được. Mạt Giang nhìn thẳng Dương Diệp. Bởi vì bọn họ đã không ở thế giới này. Nghe vậy, tay phải của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt, im lặng rất lâu, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Giang, nói. Vậy thì lấy tất cả thần phượng tộc tới chôn cùng các nàng. Dựa vào ngươi sao? Mạt Giang cười lạnh. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc, hắn vung tay phải lên, ngân hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ một thoáng, cảnh tượng ở đó biến đổi. Trong phút chốc, cảnh tượng ở đó biến thành một mảnh bầu trời sao. Trong tinh không, tay phải của Dương Diệp vung lên, kiếm tổ trong tay xuất hiện ở cách đó không xa, kiếm vực ra, trong phút chốc, vô số ngôi sao kiếm khí từ bầu trời sao vực ngoại trực tiếp xuyên qua không gian không ngừng rơi về phía phượng vực của thần phượng tộc. Giờ phút này, tất cả yêu tộc chấn động. Không chỉ yêu tộc, tất cả đại lục thiên thiên đều bị chấn động. Phía xa, vẻ mặt Mạt Giang rất khó coi. Trước đó, cho dù hắn từng nghe nói về sự tích của Dương Diệp, nhưng hắn tuyệt đối không để lòng. Ở trên đại lục thiên thiên này, ngoại trừ số ít rất thế lực ra, thần phượng tộc còn thật sự chưa từng sợ ai, càng chưa nói Dương Diệp chỉ là một thần giả. Thần giả, ở trong mắt thần phượng tộc, thậm chí còn không bằng một con kiến hôi. Nhưng, khi Dương Diệp mở ra tinh hà kiếm đồ sau, hắn biết con kiến hôi ở trước mặt hắn có thể sẽ khiến thần phượng tộc chịu tổn thất nặng nề. Lúc này, nói gì cũng không có ý nghĩa nữa. Mạt Giang vung tay phải lên, trong phút chốc, giọng nói Mạt Giang vang lên ở trong tất cả phượng vực. Mở vạn hỏa đại trận. Mạt Giang vừa dứt lời, trên không trung tất cả thần phượng tộc đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng lửa đỏ. Ngay sau đó, rất nhiều cột lửa không ngừng từ trong màn ánh sáng lửa kia phóng lên cao. Trong phút chốc, trên không trung tất cả phượng vực bị cột lửa cùng kiếm khí ngôi sao bao trùm. Khi những cột lửa cùng kiếm khí ngôi sao đầy trời va chạm cùng một chỗ, trên không trung bắt đầu điên cuồng chấn động kịch liệt, từng tiếng nổ không ngừng vang vọng. Rất nhanh, những cột lửa phía chân trời càng lúc càng ít, kiếm khí ngôi sao của Dương Diệp lại càng lúc càng nhiều, cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận. Lúc này, đứng ở trong phượng vực nhìn lên sẽ phát hiện, khắp bầu trời đều là kiếm khí ngôi sao giống như mưa xối xả, trong đó phát ra kiếm ý mạnh mẽ làm cho rất nhiều cường giả thần phượng tộc phải khiếp sợ. Lúc này, trong những kiếm khí này ẩn chứa kiếm ý cảnh giới quy nguyên. Vạn hỏa đại trận đã bị kiếm khí ngôi sao phá thành mảnh nhỏ, nhưng chẳng bao lâu, rất nhiều thần phượng trong thần phượng tộc phóng lên cao, tuy số lượng những thần phượng không nhiều, chỉ có không đến trăm con, nhưng thấp nhất đều là cường giả cảnh giới âm dương, trong đó cường giả cảnh giới luân hồi lại có tới 27 người. Dưới nhiều cường giả như vậy liên thủ chống đỡ, những kiếm khí ngôi sao đã bị ngăn cản. Cho dù kiếm khí ngôi sao bị ngăn cản, nhưng thần phượng tộc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, bởi vì trong quá trình chống đỡ kiếm khí ngôi sao, rất nhiều thần phượng bị kiếm khí ngôi sao chém xuống, tất cả thần phượng không ngừng rơi xuống, tình cảnh thoạt nhìn có chút bi tráng. Nhưng kiếm khí ngôi sao vẫn đang không ngừng rơi về phía thần phượng tộc. Mạt Giang nhìn thấy cường giả thần phượng tộc tạm thời ngăn cản được những kiếm khí ngôi sao, hắn lập tức nhìn về phía Dương Diệp và xông tới. Dương Diệp cũng không nói nhảm, nắp quan tài xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn lao vọt về phía Mạt Giang. Có kiếm linh, hắn đã không cần dẫn động kiếm khí ngôi sao nữa. Bây giờ, điều hắn cần phải làm là hao tổn, dùng sức hao tổn, hắn dây dưa càng lâu, thần phượng tộc sẽ chết càng nhiều thần phượng. Tốc độ của Mạt Giang rất nhanh, ngay cả Dương Diệp cũng không có cách nào nhìn thấy rõ quỹ tích của hắn, nhưng thật may, cho dù hắn không nhìn thấy được, nhưng có thể cảm nhận được. Ở đó đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, Dương Diệp mang theo nắp quan tài bay về phía sau, nhưng chẳng bao lâu hắn đã ngừng lại,
sau đó sẽ cầm nắp quan tài lao về phía Mạt Giang cách đó không xa. Cho dù lúc này Dương Diệp đã là thần giả, nhưng hắn vẫn không địch lại tộc trưởng Mạt Giang của thần Phượng tộc. Điều này cũng là bình thường, đừng nói ở yêu tộc, cho dù là ở tất cả đại lục Mạt Giang cũng xếp hàng sát đầu. Tuy nhiên, Mạt Giang cũng không làm gì được Dương Diệp có nắp quan tài. Cho dù mấy lần giao phong, Dương Diệp đều ở thế hạ phong, nhưng Dương Diệp cũng không bị tổn thương gì. Mà lúc này, phía chân trời càng lúc càng nhiều thần phượng không ngừng bị kiếm khí ngôi sao chém xuống, không chỉ có vậy, vị trí phòng ngực của các cường giả thần phượng tộc dần lộ ra chỗ trống, điều này làm cho rất nhiều kiếm khí ngôi sao rơi vào trong phượng vực. Khi những kiếm khí ngôi sao rơi vào phượng vực, giây phút đó tất cả phượng vực lập tức vang lên những tiếng kêu rên. Những kiếm khí ngôi sao được kiếm ý cảnh giới quy nguyên gia tăng, ngay cả cường giả cảnh giới luân hồi cũng có thể chém giết, những thần phượng bình thường sao có thể chống đỡ được. Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh tượng đó, trong mắt có vẻ không kiên nhẫn. Cho dù nàng cảm thấy thần phượng tộc nhốt linh chủ là không đúng, quả thật cũng nên bị giáo huấn, nhưng những thần phượng bình thường kia là vô tội. Nàng muốn khuyên, nhưng nàng biết sẽ không có tác dụng. Bởi vì thần phượng tộc sẽ không thỏa hiệp với Dương Diệp, nếu như thần phượng tộc không thỏa hiệp, Dương Diệp nhất định sẽ không thỏa hiệp. Khó giải. Loại cục diện bây giờ chính là không chết không dừng. Mạt Giang giao đấu với Dương Diệp bắt đầu có chút sốt ruột. Hắn vốn muốn nhanh chóng giải quyết Dương Diệp, chỉ cần giải quyết Dương Diệp, những kiếm khí ngôi sao do Dương Diệp triệu hoán ra sẽ biến mất. Nhưng hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ như vậy, hắn căn bản không làm gì được Dương Diệp, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn là như vậy. Cứ kéo dài, thần phượng của thần phượng tộc sẽ chết càng lúc càng nhiều, thật ra lúc này đã chết rất nhiều rồi. Nghĩ đến đây, Mạt Giang dùng một chưởng đẩy lùi Dương Diệp, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trong phút chốc, tay phải của hắn vung lên, một ngọn lửa màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, không gian xung quanh lập tức biến thành ảo ảnh, vì nhiệt độ ở đây quá cao. Đây là U Minh Tử Viêm, ở tất cả trong thần hỏa, nó xếp thứ ba, cẩn thận. Lúc này, giọng nói Tiểu Thiên đột nhiên vang lên ở trong không trung. Mạt Giang liếc nhìn Tiểu Thiên. Hắn không ngờ được Tiểu Thiên tự nhiên nhận ra được lửa trong tay hắn. Tuy nhiên, lúc này hắn cũng không có thời gian đi hỏi Tiểu Thiên làm sao nhận ra được. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Kết thúc. Vừa dứt lời, toàn thân hắn trực tiếp biến mất, rất nhanh đã thấy có một thần phượng lửa xuất hiện ở đó. Con thần phượng lửa này không lớn, nhưng uy áp này lại đặc biệt khủng khiếp. Không chỉ có vậy, toàn thân hắn còn tràn ngập ngọn lửa màu đen. Con thần phượng lửa này trực tiếp đánh tới Dương Diệp, đơn giản lại trực tiếp. Dương Diệp nắm chặt nắp quan tài và muốn ra tay, mà vào lúc này, Tiểu Thiên hỏa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp chui ra. Tiểu Thiên vô cùng kinh ngạc. Vật nhỏ nhanh trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của ngọn lửa này đâu. Tiểu Thiên hỏa nhếch miệng cười, trong phút chốc, trong hai bàn tay nhỏ bé của nàng đột nhiên xuất hiện hai quả cầu lửa và ném đi, hai quả cầu lửa này trực tiếp bay về phía con thần phượng lửa ca. Khi ném ra hai quả cầu lửa xong, Tiểu Thiên Hỏa xoay người trực tiếp bước vào trong cơ thể của Dương Diệp. Phía xa, hai quả cầu lửa tiếp xúc đến con thần phượng lửa thì lập tức nổ tung, trong phút chốc, ở đó biến thành một biển lửa trực tiếp vây quanh con thần phượng kia. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, ngọn lửa màu đen trên thân của con thần phượng cũng dần đổi màu. Đây là lửa gì? Trong biển lửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu kinh hãi của Mạt Giang, ngay sau đó, Mạt Giang trực tiếp khôi phục thành hình người. Sau đó lui lại mấy nghìn trượng. Ở trong mắt hắn đầy kinh hãi. Dương Diệp cũng sửng sốt, Tiểu Thiên Hỏa này lợi hại như vậy sao? Chỉ một thoáng, Dương Diệp đã hiểu rõ. Có thể đó là do Lục Đinh Thần Hỏa ra tay. Cho dù Tiểu Thiên Hỏa cũng rất lợi hại, nhưng so với ngọn lửa màu đen do Mạt Giang phát ra vẫn kém hơn rất nhiều. Chắc chắn hai ngọn lửa vừa rồi đã bị Lục Đinh Thần Hỏa động tay. Lúc này, Dương Diệp phát hiện, Lục Đinh Thần Hỏa còn mạnh hơn hắn tưởng. Thần phượng tộc không sợ nhất là gì? Đương nhiên là lửa, phượng hoàng niết bàn những lời này không có khả năng một câu nói đùa. Ngọn lửa đối với thần phượng tộc, chính là vật rất bổ dưỡng. Nhưng lục đinh thần hỏa lại có thể tổn thương đến thần phượng tộc luôn đùa lửa mà sống, có thể tưởng tượng được nó mạnh mẽ đến trình độ nào. Dương Diệp rất muốn bảo lục đinh thần hỏa đi ra giúp, nhưng lục đinh thần hỏa vẫn không để ý tới hắn. Nếu như lục đinh thần hỏa bằng lòng giúp, không nói gì khác. Những thần hỏa thần phượng tộc này không có tác dụng gì với hắn. Thần phượng tộc không có lửa, thực lực sẽ giảm xuống mấy cấp.
Đáng tiếc là Lục Đinh thần hỏa không để ý tới hắn. Ở đó, kiếm khí ngôi sao phía chân trời còn đang không ngừng xuất hiện, những thần phượng cũng càng lúc càng ít. Một trận chiến này, cho dù thần phượng tộc thắng cũng là thắng thảm, từ nay về sau, nguyên khí của thần phượng tộc đã bị tổn thương nặng nề. Dương Diệp, người quả thật muốn ngọc đá đều nát sao? Phía xa, Mạt Giang đột nhiên trầm giọng nói. Ngọc đá đều nát, ha ha. Dương Diệp điên cuồng cười gằn. Đúng, ngươi nói không sai, Dương Diệp ta chính là muốn ngọc đá đều nát với thần phượng tộc ngươi. Ta muốn thần phượng tộc ngươi hoàn toàn biến mất khỏi đại lục thiên thiên này, ta muốn thần phượng tộc ngươi tuyệt chủng ở thế gian này. Vừa dứt lời, Dương Diệp lấy ra một viên linh châu và uất vào, sau đó lao về phía những thần phượng đang chống đỡ kiếm khí ngôi sao. Hắn không giết được Mạt Giang, nhưng hắn có thể giết được thần phượng khác. Nhìn thấy Dương Diệp phóng về phía những thần phượng khiến, Mạt Giang biến sắc, lập tức xông về phía Dương Diệp. Mà lúc này, một tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang vọng ở chân trời, tiếp theo, đầu của một con thần phượng trực tiếp rời khỏi cơ thể, máu tươi giống như vỡ đê phun ra khỏi cổ nó giống như thác nước màu đỏ, vô cùng kinh người. Thoáng cái, những dòng máu tươi này hóa thành từng cột máu lao về phía Dương Diệp, cuối cùng tất cả đều bị Dương Diệp hấp thu. Phía chân trời, cuộc giết chóc bắt đầu. Dương Diệp cũng không có cứng rắn chống lại Mạt Giang nữa, hắn nắm Táng Thiên Chuyên giết thần phượng, không được mấy hơi thở đã có hơn 10 con thần phượng bị Dương Diệp chém xuống. Không chỉ có vậy, theo thần phượng chống đỡ kiếm khí ngôi sao càng lúc càng ít, vô số ngôi sao kiếm khí tiến vào phượng vực, tạo thành tổn thương có tính chất hủy diệt cho phượng vực. Rất nhiều thần phượng phía dưới chết thảm, cuối cùng những thần phượng chết đi đều hóa thành từng cột máu lao vọt về phía Dương Diệp. Phía chân trời, kiếm khí ngôi sao đầy trời xen lẫn rất nhiều cột máu tạo thành một bức tranh đáng sợ. Lúc này, Mạt Giang đã có chút hoảng sợ. Không chỉ Mạt Giang, tất cả thần phượng tộc đều hoảng sợ. Cứ tiếp tục như thế, thần phượng tộc có lẽ không chỉ đơn giản là tổn thất vô cùng nghiêm trọng nữa. Không cần để trước tới những kiếm khí ngôi sao kia, toàn lực tiêu diệt Dương Diệp. Lúc này, Mạt Giang đột nhiên giữ tợn nói. Nghe được mệnh lệnh của Mạt Giang. Những cường giả cảnh giới luân hồi vốn bị kiếm khí ngôi sao bao vây lập tức bỏ qua việc chống lại, cuối cùng tất cả xông về phía Dương Diệp. Thêm cả Mạt Giang là gần 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu khủng khiếp phóng lên cao, trong phút chốc, bầu trời sao biến thành một mảnh đỏ như máu. Cảnh giới quy nguyên sát ý. Hai tầng ý cảnh cảnh giới quy nguyên. Vào giây phút nhìn thấy Tiểu Bạch. Sát ý của Dương Diệp đã đạt đến một điểm cực hạn. Sau khi trải qua tàn sát điên cuồng cùng hấp thụ rất nhiều máu tươi vừa rồi, sát ý của hắn cuối cùng đột phá điểm cực hạn này và đạt tới mới một độ cao. Cảnh giới quy nguyên. Khi sát ý đạt được cảnh giới quy nguyên, ở đó trực tiếp biến thành một biển máu, mùi máu tươi vô tận cùng sát ý ngập trời ở nơi đây điên cuồng khuếch tán ra. Giờ phút này, thần trí của rất nhiều cường giả cảnh giới âm dương đều bị ảnh hưởng cực lớn. Mà những thần phượng dưới cảnh giới âm dương lại trực tiếp bị sát ý này ảnh hưởng, biến thành một cỗ máy giết chóc. Phía dưới, những thần phượng đang trốn tránh kiếm khí ngôi sao bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau. Tất cả thần phượng tộc đều vang lên tiếng kêu rên. Không chung, 25 cường giả cảnh giới luân hồi nhìn thấy sát ý của Dương Diệp đột phá đến cảnh giới quy nguyên, trong lòng đều sợ hãi. Trong phút chốc, 25 người đều ra tay. Bọn họ bỏ qua việc chống đỡ kiếm khí ngôi sao, điều này có nghĩa là vô số ngôi sao kiếm khí sẽ rơi vào phượng vực, nếu như bọn họ không thể giải quyết Dương Diệp với tốc độ nhanh nhất, điều này có nghĩa là thần phượng tộc sẽ chết rất nhiều thần phượng. Cường giả cảnh giới âm dương cũng không đỡ nổi những kiếm khí ngôi sao này chứ càng chưa nói những thần phượng bình thường của Trần Phượng tộc. Cho nên, bọn họ nhất định phải giết chết Dương Diệp với tốc độ nhanh nhất. Phía xa, lúc này trong đầu Dương Diệp đầy sát ý. Nhưng thật may thần trí vẫn tính là tỉnh táo, thật ra cũng không tính là tỉnh táo, bây giờ hắn xem như là nửa điên nửa tỉnh. Khi nhìn thấy 25 tên cường giả cảnh giới luân hồi lao vọt về phía hắn, hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp phát động nội đan yêu thần trong cơ thể, rất nhanh, một lực lượng đột nhiên dâng trào ở trong cơ thể Dương Diệp. Khi lực lượng này xuất hiện, cơ thể Dương Diệp lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lúc này... Bất kể là lực lượng còn là phòng ngự thân thể của hắn đã đạt đến một trình độ vô cùng kinh khủng. Sau khi Dương Diệp phát động yêu thần lực, cũng không có lập tức chống lại 25 cường giả cảnh giới luân hồi này,
mà chơi trò du kích. Kéo dài. Bây giờ hắn muốn kéo dài thời gian, càng kéo dài lâu sẽ càng có lợi cho hắn, bởi vì bây giờ thần phượng tộc đã không có cường giả nào chống đỡ những kiếm khí ngôi sao, điều này có nghĩa là những kiếm khí ngôi sao sẽ đặc biệt thuận lợi tiến vào phượng vực. Kiếm khí tiến vào phượng vực sẽ tạo thành công kích mang tính hủy diệt cho thần phượng tộc. Quan trọng nhất là chỉ cần những kiếm khí hoàn toàn rơi xuống, nguy cơ của hắn mới có thể giải trừ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là hắn đừng chết. Ý đồ của đám người Mạt Giang chính chém giết hắn trước khi kiếm khí kia rơi xuống chất, cho nên điều hắn cần phải làm là kiên trì đến lúc đó. 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi, đó là tồn tại kinh khủng tới mức nào? Cho dù bây giờ cơ thể của Dương Diệp đã thật lớn mạnh, còn có nắp quan tài, nhưng ở trước mặt 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi còn là quá yếu. Nhưng thật may, hắn không lựa chọn cứng rắn chống lại, mà không ngừng đánh du kích. Có nắp quan tài cùng yêu thần lực, ở trong khoảng thời gian ngắn 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi cũng không làm gì được hắn. Kiếm khí cách phượng vực càng lúc càng gần, 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi càng lúc càng điên cuồng. Ở dưới sự công kích điên cuồng của 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi, Dương Diệp lại giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong sóng lớn, dường như có thể lật úp bất kỳ lúc nào. Nhưng Dương Diệp lại kiên định khác thường. Tuy nhiên ai cũng nhìn ra, tiếp tục như vậy, Dương Diệp nhất định sẽ bị thua, không đúng là nhất định sẽ chết. Nhưng lúc này, những kiếm khí ngôi sao đã tiến vào không trung phượng vực, tối đa là trong thời gian 5 lần hít thở sẽ hoàn toàn phủ xuống tất cả phượng vực. Chỗ khủng khiếp nhất của tinh hà kiếm đồ chính là nó có phạm vi công kích lớn. Trước đây kiếm vô cực lấy ra tinh hà kiếm đồ, lại làm cho một thế lực trực tiếp chịu thua là vì nguyên nhân này. Không một thế lực nào dám đi nhận những kiếm khí ngôi sao do tinh hà kiếm đồ mang đến, cũng không chịu nổi. Bắt nữ tử này. Đúng lúc này, tộc trưởng của thần phượng tộc Mạt Giang đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên. Rõ ràng, đây là muốn dùng Tiểu Thiên tới uy hiếp Dương Diệp. Mạt Giang vừa dứt lời, hai cường giả cảnh giới luân hồi trong đó trực tiếp lao về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lập tức thoáng ngẩn người ra, nàng không ngờ được thần phượng tộc sẽ ra tay với nàng. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt nàng, sau đó nói. Mau vào đi. Tiểu Thiên quay đầu lại liếc nhìn những cường giả cảnh giới luân hồi của thần phượng tộc, sau đó tức giận nói. Các ngươi chờ đấy cho cô nãi nãi sẽ suy nghĩ xem phải đánh như thế nào. Chờ ta nhớ ra rồi, ta sẽ đánh chết các ngươi. Nói xong, nàng dậm chân sau đó tiến vào bên trong hồng mông tháp của Dương Diệp. Sau khi Tiểu Thiên bước vào hồng mông tháp, Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám người Mạt Giang, nói. Các ngươi thua rồi. Đám người Mạt Giang thoáng ngẩn người ra, trong phút chốc bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đập vào mắt bọn họ là vô số kiếm khí ngôi sao giống như nước mưa xối xả, hoàn toàn không kẽ hở. Ngăn cản những kiếm khí kia. Mạt Giang giận dữ gầm thét lên. Trong phút chốc, 25 vị cường giả cảnh giới luân hồi ở đó trực tiếp khôi phục lại bản thể, tất cả thần phượng xuất hiện ở đó và không ngừng phóng ra khí thế cùng ngọn lửa của mình chống đỡ những kiếm khí ngôi sao đầy trời. Nhưng lúc này đã quá muộn rồi. Vô số ngôi sao kiếm khí rơi vào các nơi trong phượng vực các nơi. Trong phút chốc, tất cả phượng vực vang lên những tiếng kêu rên. Tất cả thần phượng tộc. Rất nhiều thần phượng bắt đầu điên cuồng thoát khỏi phượng vực với tốc độ nhanh, tránh thoát kiếm khí ngôi sao và chạy ra ngoài. Nhưng phần nhiều lại chết ở dưới kiếm khí ngôi sao của Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đã là thần giả, hơn nữa còn là hai loại kiếm ý cảnh giới quy nguyên, bởi vậy lần này những ngôi sao kiếm khí này còn mạnh mẽ hơn những lần trước. Ngoại trừ kiếm khí ngôi sao còn có sát ý của Dương Diệp, từng sát ý cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, sau đó tản ra xung quanh phượng vực. Ngoại trừ cường giả cảnh giới âm dương có thể miễn cưỡng chống đỡ sát ý này, những thần phượng dưới cảnh giới âm dương còn lại đã trực tiếp bị sát ý này ảnh hưởng, trở thành những bộ máy giết chóc. Giờ phút này, thần phượng tộc biến thành luyện ngục nhân gian. Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay, sau khi kiếm khí ngôi sao rơi xuống, hắn lại lao về phía những thần phượng đang chống lại kiếm khí ngôi sao. Lúc này, những cường giả cảnh giới luân hồi phải chống đỡ kiếm khí ngôi sao, đúng là cơ hội tốt nhất để hắn phản kích. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bị đánh lén của Dương Diệp, một tên cường giả cảnh giới luân hồi trong đó trực tiếp bị luân hồi nhất kiếm của Dương Diệp giết chết. Sau khi đạt được thần giả, hơn nữa bây giờ là hai tầng kiếm ý quy nguyên, còn có yêu thần lực gia tăng, thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể sử dụng khủng khiếp để hình dung,
Trong lúc đối phương tập trung phần lớn tinh lực để chống cự kiếm khí ngôi sao, Dương Diệp trực tiếp một kiếm giết chết đối phương trong nháy mắt. Giết chết một cường giả cảnh giới luân hồi xong, Dương Diệp tiếp tục lao về phía tên cường giả cảnh giới luân hồi tiếp theo. Những cường giả cảnh giới luân hồi vô cùng kinh ngạc, nếu như là bình thường, bọn họ tất nhiên không sợ Dương Diệp, nhưng bây giờ ở trên đỉnh đầu của bọn họ lại là kiếm khí ngôi sao vô cùng vô tận đây. Cũng may đúng lúc này, Mạt Giang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Mạt Giang nhìn chằm chằm Dương Diệp, hai mắt hắn đỏ như máu, sát ý trong mắt đã gần như hóa thành thực chất. Hắn đang muốn nói, mà lúc này, Táng Thiên trong tay Dương Diệp lại trực tiếp biến mất. Âm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Mạt Giang trực tiếp bị chấn động đẩy đến ngoài nghìn trường, trong lòng Mạt Giang vô cùng kinh ngạc, bây giờ hắn mới phát hiện ra Dương Diệp lúc này mạnh hơn thực lực của Dương Diệp lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đây là chuyện tất nhiên, Dương Diệp bây giờ không chỉ nắm giữ hai tầng ý cảnh, còn có yêu thần lực gia tăng, bây giờ đừng nói một cường giả cảnh giới luân hồi, cho dù ba gã cường giả cảnh giới luân hồi hắn cũng không sợ. Một đòn đẩy lùi Mạt Giang, Dương Diệp vẫn chưa ngừng tay, mà lại xông về phía Mạt Giang, khi cách Mạt Giang có vài chục trượng, hắn rút kiếm chém một phát. Năm đường Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trồng chất. Sau khi đạt được thần giả, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn đã có thể trồng đến 4 đường, mà bây giờ hắn lại có yêu thần lực gia tăng, bởi vậy, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của hắn đã có thể trồng đến 5 đường. Năm đường Trảm Thiên Bạt kiếm thuật khủng khiếp tới mức nào? Trong chớp mắt khi hiếm vừa ra, không gian xung quanh Dương Diệp rạn nứt ra. Vết nứt, không gian vết nứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạt Giang biến sắc, đây chính là không gian của thế giới lớn, không gian ở đây kiên cố đến mức khiến cho người ta giận sôi gân, nhưng một kiếm này của Dương Diệp tự nhiên đánh rách được không gian. Không dám sơ suất, Mạt Giang trực tiếp khôi phục lại bản thể, sau đó bản thể hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ va chạm về phía đường kiếm khí do Dương Diệp phát ra. Kiếm khí cùng Mạt Giang hóa thành thần phượng vừa mới tiếp xúc lại chợt nổ tung ra, tất cả không gian phía chân trời bắt đầu chấn động kịch liệt, rất nhiều sóng khí, kiếm khí, cùng với cuồng phong điên cuồng bắn ra xung quanh. Mà Mạt Giang hóa thành thần phượng thì bị một kiếm này trực tiếp chấn động đẩy đến ba ngoài nghìn trượng. Lúc này, cả người Mạt Giang từ trên xuống dưới đã không có ngọn lửa bao vây, toàn thân hắn là vô số vết kiếm, rất nhiều máu tươi không ngừng từ trong những vết kiếm tràn ra. Giờ phút này Mạt Giang hoàn toàn biến thành một con phượng máu. Mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Mạt Giang, sau đó lại rút kiếm chém ra. Lại là năm đường Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trồng chất. Giờ phút này, không gian trong mấy ngàn dặm xung quanh Dương Diệp trực tiếp đổ nát. Trong lòng Mạt Giang hoảng hốt, hắn đã biết một kiếm kia của Dương Diệp khủng khiếp thế nào, sao hắn dám cứng rắn đỡ một kiếm này chứ? Hắn lập tức muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Bởi vì kiếm kia có tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn phong tỏa hắn, bây giờ hắn chỉ có thể cứng rắn chống lại. Hai cánh của Mạt Giang vỗ mạnh, một sóng lửa cuốn ra ngoài, lập tức đánh vào trên đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Nhưng, sóng lửa này trực tiếp bị đường kiếm khí kia cắt ra, tốc độ kiếm khí không giảm mà lập tức đánh vào trên thân Mạt Giang. Ở rất nhiều ánh mắt thần phượng trong thần phượng tộc, Mạt Giang từ phía chân trời rơi xuống, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất. Không biết sống chết. Dương Diệp tiếp tục lao về phía Mạt Giang bên dưới, mà vào lúc này, một uy áp khủng khiếp đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Phượng Vực. Ngay sau đó, không gian phía chân trời đột nhiên vỡ ra, rất nhanh đã thấy có một con rất lớn mắt màu vàng xuất hiện ở phía chân trời. Khi con này màu vàng mắt sau khi xuất hiện, này đầy trời kiếm khí ngôi sao lập tức bị đánh tan, hóa thành kiếm khí mảnh vỡ rơi lả tả phía chân trời. Thế giới lớn con mắt thiên đạo. Rất nhanh, con kia màu vàng mắt phong tỏa ở Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía con kia màu vàng mắt, chân mày lúc này nhíu lại. Lúc này, Tiểu Thiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiên trầm giọng nói. Ngươi vừa cắt nát không gian, ngươi còn giết rất nhiều người. Trời đất oán giận, cho nên. Ha ha! Đúng lúc này, phía xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười dữ tợn. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, tiếng cười dữ tợn này chính là do Mạt Giang phát ra. Lúc này Mạt Giang đã khôi phục lại hình người, tuy nhiên dáng vẻ rất thê thảm, bởi vì hai cánh tay của hắn đã biến mất. Mạt Giang nhìn Dương Diệp, trên mặt đầy vẻ điên cuồng. Dương Diệp, con mắt thiên đạo, ha ha, ngươi là tự chịu diệt vong, ha ha. Đúng lúc này,
Tiểu Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía con mắt màu vàng kia, sau đó khoát tay áo, nói. Ngươi đi đi, chuyện nơi đây không cần ngươi quan tâm. Con mắt màu vàng kia nhìn về phía Tiểu Thiên, sau đó lại nhìn Dương Diệp, cuối cùng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, con mắt thiên đạo này trực tiếp bắn ra một thần lôi màu vàng về phía hắn với tốc độ nhanh như chớp. Giờ phút này, vẻ mặt Tiểu Thiên bên cạnh Dương Diệp đã lạnh xuống, thân hình của nàng run lên và đi thẳng tới không trung. Khi Tiểu Thiên xuất hiện ở không trung, thần lôi màu vàng kia trực tiếp biến mất. Tiểu Thiên đi tới trước mặt con mắt thiên đạo này, sau đó chỉ vào nó và tức giận nói. Cút, lập tức cút cho ta. Mọi người. Cút, lập tức cút. Vào giờ phút này, không chỉ cường giả thần phượng tộc, ngay cả Dương Diệp đều nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Con mắt thiên đạo chính là con mắt thiên đạo của thế giới lớn đấy. Trước đó Dương Diệp lợi dụng bức vẽ ngân hà triệu hồi ra những kiếm khí ngôi sao khủng khiếp thế nào. Nhưng sau khi mắt thiên đạo này ra ngoài, lại trực tiếp phá hết những kiếm khí ngôi sao, có thể tưởng tượng được mắt thiên đạo này mạnh mẽ đến trình độ nào. Mà bây giờ, Tiểu Thiên lại chỉ vào đối phương, bảo đối phương cút, cút ngay lập tức. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại là làm cho những cường giả thần phượng tộc ở đây cùng Dương Diệp đều kinh sợ rơi cằm. Bởi vì con mắt thiên đạo ở phía chân trời kia nhìn chằm chằm vào Tiêu Thiên khoảng hai hơi thở rồi đột nhiên bắt đầu chân động mãnh liệt, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, ngay sau đó, nó bắt đầu trở nên mờ ảo. Hai hơi thở sau, nó hoàn toàn biến mất ở không trung. Thật sự cút sao? Đám người Mạt Giang trực tiếp hóa đá ở tại chỗ, Dương Diệp cũng ngây người một hồi lâu. Dương Diệp biết, quan hệ giữa Tiểu Thiêu và những con mắt thiên đạo rất tốt. Nhưng hiện tại xem ra giữa Tiểu Thiên cùng những con mắt thiên đạo không có khả năng là quan hệ rất tốt đơn giản như vậy. Ngươi là ai? Phía xa, Mạt Giang nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên. Một câu nói lại làm cho con mắt thiên đạo của thế giới lớn lại ngoan ngoãn cút, giờ phút này hắn đã e ngại Tiểu Thiên còn hơn cả Dương Diệp. Bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, hình như không có nhân vật nào trâu bò tới mức có thể bảo con mắt thiên đạo cút. Bao gồm kiếm vô cực cùng Tiêu Giao Tử trước đây cũng chưa từng có năng lực này. Tiểu Thiên quay đầu lại nhìn về phía Mạt Giang, nói. Nhốt linh chủ thiên địa, cướp đoạt linh trí của linh chủ, thần phượng tộc ngươi làm vậy thật không có nhân đạo. Nhân đạo. Vẻ mặt Mạt Giang trở nên dữ tợn. Dương Diệp này tàn sát rất nhiều thần phượng của thần phượng tộc ta như vậy, nhân đạo ở đâu? Tiểu Thiên lắc đầu, nói. Chuyện thế gian chú ý tới nhân quả. Vì sao hắn ra tay với thần phượng tộc ngươi hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai hết. Còn nữa, trước đó ta từng cho thần phượng tộc ngươi cơ hội, bảo các ngươi giao ra linh trí của linh chủ, nhưng thần phượng tộc ngươi bỏ lời của ta ra ngoài tai. Bây giờ, ta cho thần phượng tộc ngươi một cơ hội, giao ra linh trí của linh chủ cùng bằng hữu của hắn, ta và hắn sẽ rời đi. Rời đi. Rất nhiều thần phượng tộc nhìn về phía Mạt Giang, vào giờ phút này. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng Dương Diệp cùng Tiểu Thiên rời đi. Lúc này nguyên khí của thần phượng tộc đã tổn thương nặng nề, nếu như Dương Diệp còn không đi, tiếp tục ở lại đây liều mạng cùng thần phượng tộc, hắn tuyệt đối có thể lấy sức một mình tàn sát thần phượng tộc. Nhưng nếu như thần phượng tộc mặc cho Dương Diệp rời đi, vậy có nghĩa là thần phượng tộc phải buông tha linh chủ. Cũng có nghĩa là thần phượng tộc cao ngạo cúi đầu trước một loài người cảnh giới thần giả. Phải cúi đầu như vậy, thần phượng tộc làm sao cam tâm được? Hơn nữa, Dương Diệp còn tàn sát nhiều thần phượng tộc như vậy. Mạt Giang nhìn về phía Tiểu Thiên, nói. Vậy những thần phượng của thần phượng tộc chết thì phải làm như thế nào? Ngươi còn muốn chết nhiều hơn sao? Tiểu Thiên hỏi ngược. Vẻ mặt Mạt Giang dữ tợn. Ta cho ngươi biết, bây giờ đã không phải là chuyện có mất linh chủ hay không nữa, thần phượng tộc ta mấy vạn năm qua chưa bao giờ bị sỉ nhục và áp bức như vậy. Nói đến đây. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Dương Diệp. Thần phượng tộc có thể diệt, nhưng Dương Diệp phải chết. Tất cả người của thần phượng tộc nghe lệnh, toàn lực tiêu diệt Dương Diệp. Sở dĩ Mạt Giang lựa chọn không từ bỏ ý định, trừ nguyên nhân hắn ra nói ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là kiếm khí ngôi sao của Dương Diệp đã bị con mắt thiên đạo phá. Không có ngân hà kiếm khí Dương Diệp, bọn họ đã không cần kiêng kỵ nữa. Nghe được Mạt Giang mệnh lệnh. Những thần phượng cảnh giới luân hồi xông về phía Dương Diệp. Bây giờ, không phải lo lắng về kiếm khí ngôi sao, Dương Diệp không đáng để bọn họ lo sợ nữa. Đi! Tiểu Thiên kéo tay của Dương Diệp,
sau đó xoay người chớp hiện mấy cái đã trực tiếp biến mất ở phía xa. Lúc này kiếm ý của Dương Diệp đang cắn trả, căn bản không có năng lực chiến đấu. Đuổi theo cho ta, Mạt Giang gằn giọng nói. Đóng kết giới của Phượng Vực, còn nữa, truyền lệnh cho Thiên Long tộc cùng Yêu Thần Điện và Ma Viên tộc, nói thần Phượng tộc ta gặp phải cường giả nhân tộc đánh lén, bảo bọn họ phải người giúp đỡ, thông báo đế tông cùng chiến các của nhân tộc, nói Dương Diệp đã xuất hiện. Thần Phượng tộc ta cho phép bọn họ phải người bước vào Phượng Vực, mau chóng tìm được tiểu lãnh, bảo nàng nhanh chóng trở về. Từng mệnh lệnh của Mạt Giang được tuyên bố ra ngoài, rất nhiều thế lực trong của Đại Lục Thiên Thiên đều biết Dương Diệp ở Phượng Vực, tiếp theo, rất nhiều cường giả không ngừng chạy về phía Phượng Vực. Phần lớn trong những cường giả này là yêu tộc, nhưng cũng có nhân tộc. Thần Phượng tộc sẽ không bỏ qua Dương Diệp, đế tông cùng chiến các nhân tộc lại càng không, Dương Diệp chính là cái gai trong họng của bọn họ, nếu không nhổ cái gai này, bọn họ ăn ngủ không yên. Mà bây giờ, Dương Diệp bị nhốt ở Phượng Vực, thần Phượng tộc đã ở ra tay với Dương Diệp, vậy không thể nghi ngờ chính là cơ hội tốt của đế tông cùng chiến các. Yêu Thần Điện. Trong điện, hai mắt Cổ Mạt khép hờ và im lặng rất lâu, hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, nói. Bốn điện khiến nghe lệnh, lập tức trợ giúp thần Phượng tộc. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không muốn ra tay với Dương Diệp, nhưng hắn không thể không ra tay. Nếu như Dương Diệp thật sự là yêu tộc, hắn có thể không cần ra tay. Nhưng đáng tiếc Dương Diệp là loài người, cho dù hắn nhận được nội đan yêu thần, nhưng hắn vẫn là loài người. Điều này là sự thật không có cách nào thay đổi. Mà bây giờ, thần Phượng tộc cầu viện, Yêu Thần Điện không thể ngồi yên không quan tâm. Mặc dù Dương Diệp là người yêu thần nhìn chúng, nhưng Dương Diệp dù sao cũng là người ngoài, yêu tộc phải đoàn kết nhất trí đối phó với bên ngoài. Không chỉ Yêu Thần Điện, Thiên Long tộc, Ma Viên tộc cùng với Huyễn Hồ tộc đều đã phái ra cường giả đi tới thần Phượng tộc. Yên Giới Thành, Tử Quán Tiểu Dương, trong một gian mật thất chỉ có Đinh Thược Dược. Im lặng rất lâu, Đinh Thược Dược lắc đầu. Ta đã biết ngươi đi yêu tộc nhất định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng ta không ngờ được ngươi tự nhiên làm ra động tĩnh lớn như thế. Tàn sát thần Phượng tộc, ngươi đúng là to gan lớn mật. Nói đến đây, hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Ta nên làm như thế nào để giúp được ngươi đây? Nam Cung gia, không có khả năng, sư phụ không có khả năng sẽ ra tay trợ giúp, cho dù nàng giúp đỡ cũng không thể nào cứu được ngươi. Kiếm Thần Các. Cũng không được, Kiếm Thần Các không chỉ không giúp ngươi, có lẽ còn có thể âm thầm giết ngươi. U Minh Điện. Nghĩ đến đây, Đinh Thược Dược mắt đột nhiên mở, sau đó nàng vội vàng nói. Thiên Địa Huyền Hoàng bốn các nghe mệnh lệnh của ta, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người của Tử Quán Tiểu Dương lập tức bỏ lại công việc đang làm, toàn lực tìm kiếm U Minh Điện, đi nhanh. Vâng. Trong bóng tối truyền đến bốn âm thanh, rất nhanh, trong mật thất đã trở nên yên tĩnh. U Minh Điện. Hai mắt Đinh Thược Dược lại chậm rãi nhắm lại, bây giờ Dương Diệp đối mặt với tình cảnh phải chết, chỉ có một thế lực có thể phá được cục diện này, đó chính là U Minh Điện. Bây giờ, ngoại trừ U Minh Điện ra, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cứu được Dương Diệp. Dương Diệp một mình có thể đối đầu được với tất cả yêu tộc sao? Đáp án chắc chắn là không thể, có cho Dương Diệp mấy năm nữa thì có lẽ có thể. U Minh Điện là hy vọng duy nhất của Dương Diệp bây giờ, nhưng U Minh Điện ở chỗ nào? Đinh Thược Dược nhíu mày. Chấm. Đây là một chỗ dãy núi không biết tên, nếu như từ không trung nhìn xuống sẽ phát hiện, vùng núi này giống như một rồng lớn đang ngủ say. Ở trong rừng rậm sâu nhất của dãy núi có một căn nhà trúc, bên trong có một nữ tử váy trắng đang ngồi xếp bằng, trong tay cầm quạt lông. Trước mặt nàng là một bàn cờ. Trên bàn cờ có quân đen và quần trắng, lúc này hai bên đang công kích chém giết mãnh liệt. Tay ngọc của nữ tử nhẹ nhàng nhấc một quân cờ trắng ra khỏi bàn cờ, tiếp theo, nàng thoáng cong khóe miệng và cười khẽ. Không đến 30 tuổi nà sát ý đã đạt tới cảnh giới quy nguyên, kiếm ý cảnh giới quy nguyên nửa bước, kiếm vực, ha ha, quả nhiên là tài năng hơn người, trước đây kiếm vô cực cùng Tiêu Dao tử cũng chỉ như vậy. Lần này xem như thần Phượng tộc là đá phải tấm sắt cứng rồi. Vừa dứt lời. Nàng lại gắp lên một quân cờ đen đặt vào trên bàn cờ, sau đó lại nói. Thân mang theo khí vận lớn cùng tai ách lớn, số mệnh cùng vận rủi cùng một thân, trước có vận rủi, lại có khí vận, điều này chứng tỏ ngươi chắc chắn đã từng có kỳ ngộ gì đó, Dương Diệp. Trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Ta thật sự rất tò mò. Trong nhà trúc im ắng,
Nhưng chẳng bao lâu, nữ tử lại nói. U Minh Điện, ha ha, các ngươi sẽ xuất hiện sao? Bây giờ các ngươi dám xuất hiện sao? Ta rất chờ mong các ngươi xuất hiện. Tuy nhiên, các ngươi sẽ không xuất hiện, nhưng các ngươi không xuất hiện thì Dương Diệp này phải làm thế nào? Tình cảnh của hắn hiện tại chính là cục diện chết, đúng? Không đúng, vẫn chưa tính là cục diện chết, người này có mệnh cách cứng rắn đến mức khiến cho người ta giận sôi, có lẽ sẽ tìm được đường sống trong cõi chết, đúng, ta phải giúp thần phượng tộc một chút. Vừa dứt lời, nàng kẹp một quân cờ lên, sau đó nói. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo cho thiên thanh địa bạch qua yêu tộc tới thiên long tộc cùng ma viên tộc còn có huyễn hồ tộc giết mấy con yêu thú, không cần quá nhiều, mỗi tộc giết 1 vạn con là được. Nhớ kỹ, bảo bọn họ nói cho 3 tộc này biết, nếu như không thả Dương Diệp thì huyết tẩy 3 tộc của bọn họ. Vâng. Ngoài cửa, vang lên một tiếng động khẽ. Nữ tử vung tay ngọc lên, bàn cờ biến mất, tiếp theo, nàng chậm rãi đi tới trước cửa gian nhà trúc. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa và im lặng rất lâu, trên mặt nàng đột nhiên khẽ cười. U Minh Điện, giữa chúng ta cuối cùng phải kết thúc rồi. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía một góc khuất của gian nhà trúc, sau đó nói, yên tâm, người ngươi thích có mệnh cách rất cứng rắn, lần này hắn cũng không chết được, ta sẽ cho các ngươi được nhanh chóng gặp mặt. Phượng Vực, trong Hồng Mông Tháp. Lúc này Dương Diệp ngồi xếp bằng ở bên trong phòng tu luyện tầng thứ 3. Kiếm ý quanh người hắn đang cuồng bạo hỗn loạn. Cắn trả đến từ kiếm ý. Thật may, hắn đã quen với cảm giác đau đớn do bị dây kiếm ý cắn trả mang đến. Qua một canh giờ sau, ở dưới sự chữa trị của Hồng Mông Tử Khí, Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Thật ra, chỗ Dương Diệp thật sự nghịch thiên không phải là kiếm đạo, cũng không phải là cơ thể, mà là năng lực chữa trị này. Năng lực chữa trị của hắn thật sự nghịch thiên. Phải biết dựa theo lẽ thường, trước đó hắn bị thương, nếu như đổi lại là người bình thường thì ít nhất cần tu dưỡng mấy tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn chỉ dùng 1 canh giờ. Bây giờ người định làm gì? Bên cạnh Dương Diệp, Tiểu Thiên hỏi. Dương Diệp không nói gì, mà là nhìn Tiểu Bạch cách đó không xa, lúc này, Tiểu Bạch lẳng lặng bò tới trong lồng giam này, cũng không nhúc nhích. Nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt Dương Diệp dần dần lạnh xuống. Trước đây khi nhìn thấy Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đã bị Thiên Lang Vương nhốt, chịu thiệt không biết bao nhiêu năm, có thể nói Tiểu Bạch sợ nhất chính là mất đi tự do. Mà bây giờ, thần phượng tộc lại nhốt nàng, có thể tưởng tượng được trong đoạn thời gian ban đầu đó, nàng là bất lực tới mức nào, sợ hãi tới mức nào. Quan trọng nhất là thần phượng tộc còn rút hết linh trí của nàng. Còn có Tử Nhi, lúc này Tử Nhi là sống hay là chết? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất lâu sau, hắn mở hai mắt ra. Trong mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Làm như thế nào đây? Ha ha, ta còn nhớ rõ trước đó đã nói sao? Ta muốn thần phượng tộc tuyệt chủng ở trong thế gian này. Ta muốn đại lục thiên thiên này không có thần phượng. Tiểu Thiên lắc đầu. Thực lực của ngươi bây giờ thì vẫn không làm được. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. 1 ngày làm không được, vậy 2 ngày, 2 ngày làm không được, vậy 2 năm, 2 năm vẫn làm không được, vậy 20 năm. Mãi đến khi thần phượng tộc chết hết. Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Ta không biết nên nói cái gì. Khuyên Dương Diệp, khuyên như thế nào, nàng biết rất rõ ràng, khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Ngăn cản Dương Diệp, nhưng chuyện này cũng không phải là lỗi của Dương Diệp, mà là thần phượng tộc không đúng. Cho nên nàng muốn ngăn cản, cũng là ngăn cản thần phượng tộc. Đáng tiếc là trước đó nàng có từng khuyên thần phượng tộc, nhưng thần phượng tộc tuyệt đối không nghe nàng. Nhưng nàng thật sự không muốn Dương Diệp tàn sát nữa. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, nói. Tiểu Thiên, ta biết ngươi trời sinh có tính lương thiện, không hy vọng ta tạo nhiều giết chóc, ta cũng biết nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, thật sự có khả năng ngăn cản được ta. Nhưng thật sự đừng ngăn cản ta, bởi vì ta không muốn coi ngươi là kẻ địch. Nói xong, thân hình của Dương Diệp run lên và lập tức biến mất. Sau khi Dương Diệp rời đi, Hiểu Vũ Tịch vẫn im lặng đột nhiên nói. Có thể giúp hắn sao? Nàng không biết Tiểu Thiên này là ai, nhưng nàng biết lúc này người cũng chỉ có Tiểu Thiên có thể giúp đỡ hắn. Tiểu Thiên lắc đầu. Ta sẽ không giúp hắn giết người. Trước đó ta giúp hắn đuổi đi con mắt thiên đạo, là bởi vì ta cảm thấy thần phượng tộc nên bị trừng phạt. Mà bây giờ thần phượng tộc đã bị trừng phạt. Hiểu Vũ Tịch im lặng. Lúc này, Tiểu Thiên khẽ thở dài. Đại lục yên tĩnh nhiều năm như vậy,
bây giờ lại sắp nổi lên mưa máu gió tanh. Chấm. Dương Diệp trở lại trong hiện thực, lúc này, thân hắn ở vào đáy một tòa sơn mạch. Dương Diệp tuyệt đối không ra khỏi nền đất, mà chui vào sâu trong lòng đất của Phượng Vực. Hắn biết rõ hiện trên mặt đất chờ đợi hắn là gì, muốn báo thù thì không thể làm trực tiếp trước mặt thần Phượng tộc được. Rất nhanh, Dương Diệp bước vào sâu trong lòng đất của Phượng Vực, xung quanh hắn đều là nham thạch nóng chảy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, trong phút chốc hắn đột nhiên rút kiếm chém một phát. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên ầm ầm vang vọng ở trong Phượng Vực, ngay sau đó, một chỗ dãy núi nào đó đột nhiên nổ tung ra, rất nhiều nham thạch nóng chảy giống như núi lửa bạo phát từ dưới nền đất phóng lên cao, khi vọt tới đám mây phía chân trời, cột lửa của những nham thạch nóng chảy lại giống như pháo hoa bắn ra xung quanh, cuối cùng giống như mưa trút xuống. Vào giây phút tiếng kiếm ngân vang lên, hơn 20 thần thức lại xuất hiện ở trước dãy núi chỗ Dương Diệp đang đứng, trong phút chốc, 20 mấy lão già xuất hiện ở trên không trung của dãy núi, dẫn đầu trong đó chính là Mạt Giang. Mạt Giang nhìn lướt qua xung quanh, sau đó trầm giọng nói. Trước hắn ẩn trốn ở chỗ này. Có thể tìm được hắn sao? Bên cạnh Mạt Giang, một lão già hỏi. Hai mắt Mạt Giang khép hờ, thần thức tiến hành điều tra, trong nháy mắt trong phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị thần thức của hắn bao trùm. Rất lâu sau mới thấy hắn mở mắt, sau đó nói. Không có khí tức của hắn. Người này nắm giữ kiếm vực nên có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình. Chỉ cần hắn không chuyển động, chúng ta rất khó tìm được hắn. Mạt Giang bên cạnh, lão già kia trầm giọng nói. Mạt Giang nhìn lướt qua xung quanh và đang muốn nói, mà vào lúc này, sân trong lòng đất cách đó mấy chục vạn dặm, đột nhiên lại vang lên một tiếng kiếm ngân. Ngay sau đó, cảnh tượng giống như trước xuất hiện, rất nhiều nham thạch nóng chảy từ dưới nền đất phóng lên cao. Vào giây phút tiếng kiếm ngân vang lên, giây phút đó, đám người Mạt Giang lại lập tức biến mất. Trong giây lát bọn họ đã xuất hiện chỗ tiếng kiếm ngân vang lên lúc trước. Mà lúc này, chỗ này trống rỗng, ngay cả bóng của Dương Diệp cũng không có. Vẻ mặt đám người Mạt Giang rất khó coi. Nếu như Dương Diệp trực tiếp chiến đấu cùng bọn họ, Dương Diệp không có tinh hà kiếm đồ, bọn họ sẽ không cần sợ hãi, cho dù có tinh hà kiếm đồ, bây giờ bọn họ cũng không khiếp sợ, bởi vì cường giả yêu tộc đã chạy tới yêu tộc, chỉ cần Dương Diệp hiện thân, Dương Diệp chắc chắn phải chết. Đúng mà bây giờ, Dương Diệp lại không ra đánh chính diện cùng bọn họ. Dương Diệp không phải là cường giả cảnh giới luân hồi, nhưng hắn đáng sợ hơn cường giả cảnh giới luân hồi vô số lần, còn đặc biệt không lựa chọn đánh chính diện. Đúng lúc này, một góc nào đó của Phượng Vực lại vang lên một tiếng kiếm ngân. Lúc này, Dương Diệp đang điên cuồng phá hủy lòng đất của Phượng Vực. Thật ra, nếu như là ở bên ngoài, Dương Diệp làm như thế nhất định sẽ trêu chọc con mắt thiên đạo, hoặc bị tiểu thiên ngăn cản. Mà Phượng Vực này lại khác, Phượng Vực là thế giới của thần Phượng tộc mở ra, cho dù đã ở đại lục thiên thiên, nhưng lại thuộc về một thế giới độc lập, cho dù tất cả Phượng Vực tan biến, cũng sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với đại lục thiên thiên. Không thể không nói, lúc này đám người Mạt Giang có chút bắt đầu sốt ruột. Vốn trước đó, Phượng Vực bị tinh hà kiếm đồ của Dương Diệp hủy diệt cũng đã vô cùng thê thảm, bây giờ Dương Diệp lại đi xung quanh điên cuồng phá hủy lòng đất. Có thể nói tiếp tục như thế nét, tất cả Phượng Vực có thể sẽ bị Dương Diệp hoàn toàn phá hủy. Lúc này, Mạt Giang trầm giọng nói. Bảo Thiên Long tộc cùng Yêu Thần Điện, Huyễn Hồ tộc cùng với Ma Viên tộc bọn họ giúp tìm kiếm Dương Diệp, nói cho bọn họ biết, người này có thực lực không tầm thường, nếu như gặp phải, không có ba gã cường giả cảnh giới luân hồi ở cùng một chỗ thì tuyệt đối đừng giao đấu với người này. Cứ như vậy, rất nhiều cường giả cảnh giới luân hồi bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp ở Phượng Vực. Do những cường giả cảnh giới luân hồi liên thủ, thần thức của bọn họ hình thành một lưới lớn che phủ lên tất cả Phượng Vực. Có thể nói, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng có thể phát hiện ra trước tiên, đồng thời chạy tới. Vậy mà lúc này, Dương Diệp lại không ra tay. Lúc này, Dương Diệp đang khôi phục huyền khí và chờ cơ hội tốt nhất để ra tay. Trong giây lát, Phượng Vực bình tĩnh. Cho dù Phượng Vực bình tĩnh, nhưng, tất cả yêu tộc lại là không bình tĩnh. Ngày này, một nam tử cùng một nữ tử đột nhiên đi tới yêu vực, nhìn vẻ bề ngoài nam tử cùng nữ tử đều rất trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Trên người nam tử mặc áo bào xanh, nữ tử lại mặc áo bào trắng, trong tay trái của nam tử cầm nắm một thanh đao, trong tay phải của nữ tử lại nắm một thanh kiếm. Một điều đáng để nói là nam tử không có cánh tay phải, nữ tử không có cánh tay trái.
Ở vị trí bọn họ cụt tay phẳng như gương. Sau khi nam tử cùng nữ tử bước vào yêu vực thì đi thẳng tới Thiên Long tộc, hai người mới vừa gia nhập Thiên Long tộc, một con thiên long lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các ngươi là loài người. Con thiên long kia nhìn chằm chằm nam tử cùng nữ tử. Mà vào lúc này, kiếm trong tay nữ tử đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, một đóa kiếm sen đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu thiên long, trong phút chốc, kiếm sen phóng ra, gần vạn đường kiếm quang trực tiếp tiến vào trong cơ thể thiên long. Yên lặng trong chớp mắt. Thiên long kia trực tiếp nổ tung ra, thoáng cái đã hóa thành hư vô. Một con luân hồi thiên long cảnh giới trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Trong nháy mắt, tất cả thiên long tộc kinh ngạc, rất nhiều cường giả thiên long tộc từ trong thiên long vực lướt qua, sau đó lao về phía một nam một nữ kia. Sắc mặt nam tử cùng nữ tử kia không đổi, trong phút chốc, đao kiếm đều xuất hiện khiến trên không trung của tất cả thiên long vực đầy kiếm khí cùng đao khí. Sau một khắc, nam tử cùng nữ tử rời khỏi thiên long vực. Mà lúc này, trên không trung thiên long vực lơ lửng gần vạn thi thể thiên long. Một điều đáng để nói là phần lớn thi thể trong đó đều là thần giả hoặc thần giả dưới, hơn nữa đều là thế hệ trẻ của thiên long tộc, cảnh giới luân hồi cùng cảnh giới âm dương thật sự lại chết rất ít. Sau khi bọn họ rời đi đã nhanh chóng đi tới đi huyễn hồ tộc cùng ma viên tộc. Sau một khắc, nam tử cùng nữ tử lần lượt để lại một vạn thi thể ở trong huyễn hồ tộc cùng ma viên tộc, lúc này hai người mới rời khỏi yêu tộc. Giống như thiên long tộc vậy, bất kể là huyễn hồ tộc hay ma viên tộc, phần lớn kẻ chết đều là những yêu thú dưới cảnh giới thần giả cùng cảnh giới thần giả. Một điều đáng để nói là khi bọn họ rời đi có để lại một câu nói, Dương Diệp chết, yêu tộc diệt. Không thể nghi ngờ, những lời này nghe rất bá đạo cùng uy phong. Nhưng yêu tộc có thể sẽ bị dọa đến sao? Yêu tộc không chỉ không bị hù dọa được, trái lại những lời này đã chọc giận tất cả yêu tộc. Lập tức, rất nhiều cường giả yêu tộc chạy về phía thần phượng tộc, mục đích của bọn họ dĩ nhiên là Dương Diệp. Không chỉ có vậy, lúc này yêu tộc đã gõ chuông cảnh thế, chính là phát sinh tình huống kẻ bên ngoài xâm nhập. Đây là tiếng chuông vô cùng nghiêm trọng. Chuông cảnh thế vừa vang lên, những lão yêu quái yêu tộc sắp chết cũng xuất quan. Cường giả loài nà thần bí đi sâu vào trong yêu tộc giết yêu thú của yêu tộc, theo yêu tộc, đây là nhân tộc đang khiêu khích yêu tộc. Mà vào lúc này, tộc liên minh hội của người nhân tộc đột nhiên phát biểu tuyên bố, chuyện này không có quan hệ gì với nhân tộc, đó là việc riêng giữa Dương Diệp cùng yêu tộc. Không chỉ có vậy, liên minh hội nhân tộc còn biểu thị bằng lòng trợ giúp yêu tộc lùng bắt Dương Diệp cùng với thế lực phía sau Dương Diệp. Trong giây lát, Dương Diệp trở thành kẻ địch chung của yêu tộc cùng nhân tộc. Để chứng minh chuyện đánh lén yêu tộc không có quan hệ gì với nhân tộc, liên minh hội nhân tộc còn cố ý phái ra cường giả đi tới thần phượng tộc, biểu thị bằng lòng lùng bắt Dương Diệp. Cái gọi là liên minh hội nhân tộc chính là do rất nhiều thế lực cường đại của nhân tộc tạo thành một tổ chức này đại biểu tất cả nhân tộc. Nếu như nhân tộc gặp phải xâm nhập, khi đó tổ chức này sẽ phát ra mệnh lệnh, tất cả nhân tộc đều phải nghe lệnh. Bởi liên minh hội nhân tộc đứng ra chứng minh, đại chiến chủng tộc vốn thiếu chút nữa bạo phát lập tức lắng xuống, yên tĩnh trở lại, yêu tộc tập trung vào Dương Diệp. Dương Diệp cùng thế lực sau lưng hắn đang khiêu khích yêu tộc. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp hoàn toàn trở thành kẻ thù chung số một của yêu tộc. Không chỉ yêu tộc, liên minh hội nhân tộc cũng đưa Dương Diệp vào trong sổ đen. Nói tóm lại, Dương Diệp lúc này đã trở thành kẻ địch của nhân tộc cùng yêu tộc. Lúc này, Dương Diệp còn không biết mình đã trở thành kẻ địch chung của yêu tộc cùng nhân tộc. Tuy nhiên, cho dù hắn biết hắn cũng sẽ không lưu ý. Bởi vì kẻ địch của hắn đã đủ nhiều, nhiều chút cũng không có gì, dù sao cũng chính là trái nhiều không lo buồn. Yên giới thành, tử quán Tiểu Dương. Trong mật thất, Đinh Thược Dược ngồi ở trên ghế dựa hai mắt nhắm chặt. Rất lâu, nàng đột nhiên khẽ nói. Cường giả thần bí lẻn vào ba tộc ma viên tộc, huyễn hồ tộc, thiên long tộc của yêu tộc, chết hơn 30,000 tên yêu thú, nhưng trong đó phần lớn cũng chỉ là cảnh giới thần giả cùng thần giả dưới. Điều này chứng tỏ đối phương không phải thật sự đang giúp Dương Diệp. Đối phương lưu lại câu, Dương Diệp chết, yêu tộc diệt. Đây là có người đang muốn tăng thêm thù hận cho Dương Diệp. Im lặng rất lâu, Đinh Thược Dược lại nói. Chuyện của yêu tộc truyền ra không bao lâu, liên minh hội nhân tộc liền lập tức tuyên bố lời thanh minh, chứng minh không có quan hệ gì với Dương Diệp, đồng thời bằng lòng giúp đỡ yêu tộc lùng bắt Dương Diệp. Liên minh hội nhân tộc đang nhằm vào Dương Diệp sao? Không đúng.
Mặc dù chiến các cùng đế tông có chút lực ảnh hưởng, nhưng vẫn không có khả năng ảnh hưởng đến liên minh hội nhân tộc. Kẻ thật sự đứng phía sau không phải là đế tông cùng chiến các. Nói đến đây, hai mắt Đinh Thược Dược đột nhiên mở. Không phải đế tông cùng chiến các thì là ai? Là ai lại có thế lực mạnh như vậy? Người phái vào có thể tự nhiên ra vào ở trong yêu tộc, thực lực như thế. Người này còn có thể ảnh hưởng đến tất cả liên minh hội nhân tộc, người này cuối cùng là ai? Vì sao phải nhằm vào Dương Diệp? Im lặng suy nghĩ rất lâu, sau đó Đinh Thược Dược đột nhiên đứng lên. Mục đích của người này cũng không phải là Dương Diệp, nếu như mục tiêu của đối phương là Dương Diệp, tất nhiên sẽ không tốn công tốn sức gây thêm thù hận cho Dương Diệp như vậy, lấy thực lực của đối phương hoàn toàn có thể giết chết Dương Diệp. Không phải Dương Diệp, nhưng lại nhằm vào Dương Diệp. Nghĩ đến đây, đồng tử của Đinh Thược Dược đột nhiên co lại. U Minh Điện, đối phương muốn đẩy Dương Diệp vào đường cùng, sau đó dụ U Minh Điện xuất hiện. Sở dĩ nàng nghĩ đến U Minh Điện, là bởi vì U Minh Điện và Dương Diệp có quan hệ không nhỏ, mà với tình cảnh của Dương Diệp bây giờ, ngoại trừ U Minh Điện thì căn bản không có người nào có thể cứu hắn, hơn nữa cũng chỉ có U Minh Điện mới có thể đi cứu Dương Diệp. Nghĩ đến đây, Đinh Thược Dược cũng hiểu ra. Nàng tự nhiên biết thế lực U Minh Điện này, cũng điều tra qua U Minh Điện. Ban đầu sau khi điều tra U Minh Điện, nàng đã từng lo lắng cho Dương Diệp. Bởi vì nước này thật sự quá sâu, trước đây U Minh Điện cường đại tới mức nào mà còn bị buộc chạy trốn tới vị diện dưới, có thể tưởng tượng được những thế lực âm thầm nhằm vào U Minh Điện cường đại tới mức nào. Dương Diệp cùng U Minh Điện qua lại gần như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, sự lo lắng của nàng đã phát sinh. Lần này, Dương Diệp bị lợi dụng làm quân cờ. Trong mật thất, Đinh Thược Dược im lặng rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở trong mắt nàng có chút mờ mịt. U Minh Điện, các ngươi sẽ xuất hiện sao? Nếu như các ngươi không xuất hiện, lần này hắn có thể thật sự phải chết. Trong dãy núi không biết tên, bên trong nhà trúc. Một nữ tử một mình chơi cờ, qua rất lâu, khóe miệng của nữ tử đột nhiên cong lên, cười. Các tỷ muội U Minh Điện, các ngươi sẽ xuất hiện sao? Ta rất chờ mong các ngươi xuất hiện. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía một góc khuất của nhà trúc. Đừng lo lắng, người yêu của ngươi có mệnh cách cứng rắn nhất mà ta thấy, hắn nhất định sẽ kiên trì đến khi người U Minh Điện tới cứu hắn, đương nhiên cho dù kiên trì không được, ta cũng sẽ đưa ngươi đi gặp hắn một lần cuối. Vừa dứt lời, trong trúc phòng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng nhạc vang lên. Phượng vực. Sau khi Dương Diệp khôi phục huyền khí và muốn đi ra tiếp tục phá hủy Phượng vực, nhưng lần này hắn lại bị Tiểu Thiên ngăn cản. Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó nói. Ta cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, rất nhiều, những khí tức này trải rộng Phượng vực này, bây giờ nếu như ngươi ra ngoài làm ra một chút động tĩnh gì, ngươi nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện, một khi bị bọn họ phát hiện, ngươi lại xong đời. Cho nên, ngươi không thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhíu mày. Rất nhiều khí tức cường đại, cường giả cảnh giới luân hồi sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Có bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Ít nhất hơn 50 vị. Hai mắt Dương Diệp lập tức hơi nheo lại, hơn 50 vị cường giả cảnh giới luân hồi. Thần Phượng tộc nhất định không có nhiều cường giả cảnh giới luân hồi như vậy, nói cách khác, Thần Phượng tộc tìm trợ thủ. Bây giờ ngươi không chỉ không thể đi ra ngoài, còn không thể đi. Tiểu Thiên lại nói. Bọn họ đã dùng thần thức hoàn toàn bao trùm lấy Phượng vực, cho dù ngươi có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, nhưng chỉ cần ngươi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bởi vì bây giờ bọn họ đang nhằm vào ngươi, sau khi ngươi rời khỏi đây, đi qua nơi nào nhất định sẽ làm cho không gian phát sinh một chút biến hóa. Bọn họ dùng toàn bộ tinh thần quan tâm, khẳng định có thể phát hiện ra những biến hóa này. Chỉ cần phát hiện là có thể lập tức vây quanh ngươi. Dương Diệp im lặng. Tiểu Thiên lắc đầu, nói. Lần này, ngươi gặp phiền phức rất lớn. Lúc này tình cảnh của Dương Diệp thật sự là đường cùng, thật sự đường cùng rồi. Những cường giả cảnh giới luân hồi bây giờ đang đợi Dương Diệp ra ngoài, Dương Diệp không đi ra, những cường giả cảnh giới luân hồi không tìm được hắn. Nhưng đến lúc đó những cường giả cảnh giới luân hồi nhất định sẽ chủ động tìm kiếm Dương Diệp. Dương Diệp ở bên trong Phượng vực, chuyện bị những cường giả kia tìm được chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi Dương Diệp bị tìm được, Dương Diệp tuyệt đối phải chết. Lần này, Tinh Hà Kiếm Đồ cũng không cứu được hắn.
Trừ khi Dương Diệp bây giờ đạt được cảnh giới luân hồi, hoặc nói cảnh giới âm dương, chỉ cần đạt được cảnh giới âm dương, lấy thực lực của Dương Diệp lại thêm tinh hà kiếm đồ thì vẫn có cơ hội chạy đi. Nhưng vấn đề là Dương Diệp bây giờ chỉ là cảnh giới thần giả. Im lặng rất lâu, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên lắc đầu. Xin lỗi, ta sẽ không đánh nhau, thật sự sẽ không làm vậy. Dương Diệp mỉm cười, nói. Ta không phải muốn người giúp ta đánh nhau. Vậy ngươi muốn làm gì? Tiểu Thiên không hiểu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Tiểu Thiên, cho dù ta không biết ngươi là ai, nhưng chúng ta cũng coi như bằng hữu. Với tình cảnh này, ta thật sự rơi vào đường cùng rồi. Ngươi tiếp tục theo ta thì chắc chắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên ngươi đi đi. Ta biết, nếu ngươi muốn đi thì khẳng định có thể chạy thoát được. Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Nếu không, chúng ta tìm bọn họ nói chuyện. Mọi người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Dương Diệp cười khẽ xoa đầu Tiểu Thiên. Ngươi à, đừng có ngây thơ. Giữa ta cùng bọn họ, đừng nói là ngươi, cho dù là đứng đầu thiên đạo tới cũng hòa giải không được. Nghe ta nhanh rời khỏi đây, mưa lục tiêu của bọn họ chỉ là ta, ngươi không ở cùng với ta thì bọn họ sẽ không đuổi theo ngươi, cho dù có đuổi, cũng sẽ không phái quá nhiều cường giả, hiểu chưa? Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó nói. Để ta đi với ngươi. Ngươi! Dương Diệp đang muốn nói gì, Tiểu Thiên lại nói. Ta sẽ không chết, cho dù ngươi thật sự bị giết, ta cũng sẽ không chết. Ta cũng không biết vì sao ta sẽ không chết. Dù sao ta sẽ không chết, ít nhất bọn họ không giết chết ta được, cho dù là lửa bên trong cơ thể ngươi kia cũng không giết chết ta được, cũng không đúng, có lẽ nó có thể thử xem, tuy nhiên ta cảm thấy như vậy, muốn giết ta nhất định sẽ không dễ dàng, trừ khi chủ nhân ban đầu của nó khống chế nó. Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp tất nhiên biết lửa mà Tiểu Thiên nói là gì, dĩ nhiên chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên rất lâu sau đó nói. Được rồi, vậy ngươi đi theo ta. Dương Diệp nói xong thì đi thẳng tới tầng thứ hai. Dương Diệp đi tới trước mặt lò luyện đan, nhìn thấy Dương Diệp đi tới, Tiểu Thiên Hỏa lập tức bay đến trong ngực hắn. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Thiên Hỏa, sau đó nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Ta cần ngươi trợ giúp. Thần Phượng tộc tìm giúp đỡ, hắn cũng phải tìm giúp đỡ. Lục Đinh Thần Hỏa im lặng. Dương Diệp nhìn Lục Đinh Thần Hỏa rất lâu, sau đó nói. Ta không bắt buộc. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngươi không chịu nổi lực lượng của ta. Hấp dẫn. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Thân thể của ta đã rất mạnh rồi. Không đủ, dù mạnh mẽ gấp 10 lần cũng không đủ. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi không có cách nào tự mình ra ngoài sao? Dương Diệp nói. Không thể. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Vì sao? Dương Diệp nói. Bởi vì lúc này ta đang bị nhốt. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Đừng hỏi vì sao ta bị nhốt, ta chỉ có thể nói ngươi cần sự trợ giúp của ta thì nhất định phải chịu được lực lượng của ta, bởi vì ta chỉ có lấy ngươi làm trung gian mới có thể làm cho lực lượng của ta kéo dài ra. Nhưng nếu như ta bây giờ truyền lực lượng tới trên người ngươi, ngươi sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Dương Diệp im lặng rất lâu. Sau đó hắn phát động yêu thần lực xuất hiện, cơ thể của Dương Diệp lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, cơ thể của hắn tăng cường ít nhất gấp 5 lần. Vẫn chưa kết thúc, Dương Diệp lập tức phát động kiếm thần ấn, sau đó tăng kiếm ý lên đến cảnh giới quy nguyên. Tiếp theo, hắn dùng hai tầng cảnh giới quy nguyên ý cảnh bao quanh mình tầng tầng lớp lớp, cùng lúc đó, hồng mông tử khí trong cơ thể cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu tím che phủ lên toàn thân của hắn. Vẫn rất nguy hiểm. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Không lo được nhiều như vậy, đến đây đi. Ta chỉ hy vọng lực lượng của ngươi đủ mạnh mẽ. Đủ mạnh mẽ. Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên phá lên cười ha ha. Nếu như bản thể của ta có thể ra ngoài, ta có thể đốt cháy vũ trụ này của các ngươi. Vừa dứt lời, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên từ trong lò luyện đan này vọt ra, sau đó trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp. Bành! Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp biến thành một người lửa. Trong phút chốc, trong phạm vi trăm vạn dặm chỗ vị trí của Dương Diệp trực tiếp bị đốt thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, những ngọn lửa này của tất cả thần phượng tộc đều bắt đầu điên cuồng run rẩy.
Giờ phút này, tất cả cường giả ở bên trong phượng vực vô cùng kinh ngạc, ánh mắt đều nhìn về phía vị trí của Dương Diệp. Chuyện gì xảy ra? Đây là suy nghĩ trong lòng mọi người lúc này. Lúc này, vị trí của Dương Diệp đã là một biển lửa, phải nói là lấy Dương Diệp làm trung tâm, trong vòng mấy chục dặm quanh hắn đều là một biển lửa. Không chỉ có vậy, từng đợt sóng lửa không ngừng phóng lên cao, giống như muôn đốt cháy trời đất vậy. Tất cả cường giả đều đi tới trên không trung của biển lửa này, rất nhanh, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ, một nam tử chậm rãi đi ra khỏi từ trong biển lửa kia. Người nam tử này chính là Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã trở thành một người lửa thật sự. Dương Diệp. Trong không trung, Mạt Giang nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Ngươi đang giở trò gì vậy? Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Giang, trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một cột lửa phóng lên cao. Không trung, vẻ mặt Mạt Giang có chút hung ác, sau đó trực tiếp một chưởng đánh về phía Dương Diệp bên dưới. Chưởng ra, một bàn tay lớn che trời nhanh chóng hiện ra, cuối cùng nặng nề đánh về phía Dương Diệp. Mà vào lúc này, một đường kiếm khơ ký đột nhiên phá không lao lên, đường kiếm khí này chỉ là một đạo kiếm khí bình thường. Nhưng ở xung quanh đường kiếm khí này lại che phủ một tầng lửa màu đỏ thẫm. Ở dưới ánh mắt của tất cả cường giả, đường kiếm khí này va chạm cùng chảo lớn kia, vừa mới tiếp xúc, chảo lớn kia lại giống như tuyết gặp dầu sôi, lập tức hóa thành hư vô. Tốc độ ngọn lửa kiếm khí không dừng chém thẳng vào Mạt Giang. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử Mạt Giang đột nhiên co lại, kiếm khí của Dương Diệp trở nên khủng khiếp như vậy từ lúc nào? Cẩn thận ngọn lửa kia! Đúng lúc này, một lão già đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Mà lúc này, kiếm khí lửa kia đã đi tới trước mặt Mạt Giang, Mạt Giang bước về phía trước một bước, rất nhanh, một ngọn lửa màu đen từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, nhưng khi ngọn lửa màu đen này xuất hiện, tất cả cường giả thần phượng tộc đều ngây người. Bởi vì ngọn lửa màu đen này mới vừa ra đã trực tiếp xoay người chạy thoát. Chạy trốn. U Minh Tử Viêm xếp hạng thứ 3 trên thế giới này tự nhiên trực tiếp chạy trốn. Mạt Giang không có thời gian để suy nghĩ nhiều, hai tay hóa trưởng, sau đó chợt đánh một cái về phía trước. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, đường kiếm khí kia của Dương Diệp ầm ầm vỡ nát, nhưng cho dù vỡ kiếm khí nát, nhưng ngọn lửa không hề biến mất, những ngọn lửa này theo hai tay của Mạt Giang trực tiếp lan tràn đến toàn thân Mạt Giang, sau đó hoàn toàn bao phủ Mạt Giang. A! À, ở nơi đây không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết này là do Mạt Giang phát ra. Nhìn Mạt Giang, trong mắt những cường giả thần phượng tộc đầy vẻ khó tin, thần phượng tộc là chuyên gia đùa với lửa đối với bọn họ chính là vật đại bổ. Mà bây giờ, Mạt Giang làm tộc trưởng thần phượng tộc tự nhiên không chống đỡ được ngọn lửa của Dương Diệp. Đây là lửa gì? Tiếng kêu thảm thiết vẫn đang tiếp tục, ở dưới ngọn lửa kia đốt cháy, cơ thể của Mạt Giang tự nhiên đỏ bừng giống như bị nướng chín vậy. Rất nhanh. Mạt Giang khôi phục lại bản thể, nhưng sau khi hắn khôi phục bản thể, ngọn lửa vẫn bao quanh hắn giống như giỏi bám trên mu bàn chân, ở dưới ngọn lửa kia thiêu đốt, Mạt Giang điên cuồng giãy giụa trên không trung, điên cuồng kêu thảm. Nhìn thấy Mạt Giang khôi phục bản thể vẫn không thể tránh thoát ngọn lửa kia, cường giả thần phượng tộc vô cùng kinh ngạc, một lão già trong đó vội vàng nói. Mau ra tay! Mà vào lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên nhanh chóng vung lên. Trong phút chốc rất nhiều kiếm khí bắn nhanh về phía chân trời. Mỗi một đường kiếm khí đều có một tầng ngọn lửa màu đỏ thẫm bao quanh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những cường giả thần phượng tộc hoảng hốt, ngay cả Mạt Giang còn không chống đỡ được ngọn lửa này, bọn họ căn bản không dám để cho những kiếm khí này tới gần người, lập tức đều ra tay. Cùng lúc đó, từng khí tức cường đại ở xung quanh không ngừng kéo tới, trong nháy mắt đã xuất hiện thêm hơn 30 lão già, trong đó có yêu tộc. Cũng có cường giả nhân tộc. Lúc này, cộng thêm cường giả thần phượng tộc chừng 53 vị cường giả cảnh giới luân hồi. 53 vị cảnh giới luân hồi. 53 vị cường giả cảnh giới luân hồi phóng ra khí thế của mình trấn áp xuống, những kiếm khí của Dương Diệp đều bị đánh tan, nhưng những ngọn lửa này vẫn không có biến mất, mà bay tới trên không trung, tuy nhiên khi khí thế trấn áp xuống, những ngọn lửa này lại không có cách nào ở tiến thêm nửa tấc. Mà Mạt Giang ở dưới sự trợ giúp của thần phượng tộc cường giả cũng trấn áp được lửa trên người A, nhưng cường giả thần phượng tộc lại không có cách nào hủy diệt nó. Phía dưới, sóng lửa phía sau Dương Diệp vốn đang nhanh chóng lan tràn về bốn phía xung quanh đều bị các cường giả cảnh giới luân hồi trấn áp.
53 vị cường giả cảnh giới luân hồi liên thủ, đó là tồn tại kinh khủng tới mức nào? Dương Diệp nhìn lướt qua phía chân trời. Ha ha, các ngươi đúng là coi trọng ta, 53 vị cường giả cảnh giới luân hồi, đúng không? Còn có nhân loại, loài người thần bí cùng thần phượng tộc liên thủ. Dương Diệp. Đúng lúc này, cổ mạt của yêu thần điện đột nhiên đứng dậy, cổ mạt nhìn thẳng Dương Diệp. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ là có ân oán cùng thần phượng tộc, nhưng ta không ngờ được ngươi cùng thế lực phía sau ngươi tự nhiên nhằm vào tất cả yêu tộc ta. Rốt cuộc thế lực phía sau ngươi là ai, vì sao phải nhằm vào yêu tộc ta? Nhằm vào yêu tộc. Dương Diệp nhìn về phía cổ mạt. Cổ trưởng lão, ngươi nói vậy khiến ta thấy không hiểu. Không rõ. Cổ mạt trầm giọng nói. Trước đây không lâu có cường giả thần bí tiến vào yêu tộc, bọn họ giết mấy vạn yêu thú của yêu tộc ta, đồng thời tuyên bố nếu như người chết, lại diệt yêu tộc. Phía dưới, Dương Diệp nhíu mày, có người ở giúp hắn. Ai đang giúp hắn? Lúc này, một loài người cường giả cảnh giới luân hồi không trung đột nhiên đứng dậy, nói. Dương Diệp, người cùng thế lực phía sau người đánh lén yêu tộc, thiếu chút nữa gây ra đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc. Người có biết nếu như nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến sẽ có hậu quả thế nào không? Nếu như nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, Dương Diệp ngươi chính là tội nhân vạn cổ. Dương Diệp nhìn về phía tên cường giả cảnh giới luân hồi loài người kia, nói. Ngươi lại là ai? Lão Phu là trưởng lão Tô Đan của Liên minh hội nhân tộc. Lão già khẽ nói. Dương Diệp nhíu mày, hắn không ngờ được Liên minh hội nhân tộc cũng nhúng tay vào. Giữa hắn và đế tông cùng chiến các đúng là có ân oán, nhưng đây chính là liên minh hội nhân tộc, đế tông cùng chiến các không có khả năng điều động được tổ chức này. Tổ chức này là do các thế lực cường đại của nhân tộc liên thủ xây dựng, trong đó đế tông cùng chiến các có quyền phát biểu không lớn. Dương Diệp càng nhíu chặt chân mày, trực giác nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản. Dương Diệp, thế lực phía sau ngươi có phải là U Minh Điện không? Đúng lúc này, Tô Đan đột nhiên nói. U Minh Điện. Nghe thấy Tô Đan nói vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi. Bọn họ tự nhiên không xa lạ gì thế lực này, trước đây thế lực này chính là một điều cấm kỵ ở trong cả đại lục thiên thiên. Lúc này, Tô Đan lại nói. Ha ha, ngoại trừ U Minh Điện thì còn có thể là ai? Phải biết rằng, ở vị diện dưới, quan hệ giữa Dương Diệp ngươi cùng U Minh Điện thật không đơn giản. Lần này ngươi bị vây khốn ở yêu tộc, các nàng tự nhiên sẽ không ngồi yên. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía cổ mạt và cường giả yêu tộc, nói. Các vị, ta cảm thấy các ngươi vẫn nên thả Dương Diệp này thì thỏa đáng hơn, nếu không, U Minh Điện. U Minh Điện. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đứng dậy. U Minh Điện thì như thế nào? Lẽ nào yêu tộc ta còn sợ U Minh Điện sao? Dương Diệp, ta Thiên Long tộc cùng ngươi và U Minh Điện vốn không thù không oán, nhưng các ngươi cố tình tàn sát hơn vạn Thiên Long của Thiên Long tộc ta. Thù này không đội trời chung. Phía dưới, Dương Diệp nhíu mày, U Minh Điện tới thế giới lớn sao? Không đúng. Chỉ một thoáng Dương Diệp đã hủy bỏ ý nghĩ này, nếu như là U Minh Điện xuất hiện, đối phương nhất định sẽ đi thẳng tới thần phượng tộc, mà không phải đi giết yêu tộc khác. Đi giết yêu tộc khác chỉ chọc giận tất cả yêu tộc, làm cho tất cả yêu tộc đó đối phó với hắn. Hơn nữa, nếu quả thật là U Minh Điện, vậy đối phương bây giờ chắc chắn đã xuất hiện. Nói cách khác, không phải U Minh Điện. Hơn nữa, cường giả thần bí ra tay với yêu tộc có thể không phải đang giúp hắn, mà đang hại hắn. Đúng lúc này, Tô Đan đột nhiên nói. Các vị, thế lực U Minh Điện này là một mối nguy không nhỏ, liên minh nhân tộc ta bằng lòng cùng các vị đối phó. Rất tốt như vậy. Cường giả Thiên Long tộc khẽ gật đầu, Thiên Long tộc cũng là vô cùng kiêng kỵ thế lực này U Minh Điện, phải nói tất cả yêu tộc đều vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ nhân tộc bằng lòng giúp đỡ, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Tô Đan thoáng cong khóe miệng và cười khẽ, sau đó nhìn về Dương Diệp phía dưới. Tuy nhiên, chúng ta phải giải quyết Dương Diệp này trước đã. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cổ mạt. Cổ trưởng lão, bây giờ ta không muốn nói gì cả, nói gì cũng vô nghĩa, người dẫn theo người của yêu thần điện đi đi. Cổ mạt nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Không thể đi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu, nói. Hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía các cường giả thần phượng tộc. Sau ngày hôm nay, thế gian không có phượng vực. Vừa dứt lời,
Tay phải của Dương Diệp vung lên, tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở trước mặt của hắn, thoáng cái, cảnh tượng ở đó một trận biến đổi, một hơi thở sau, cảnh tượng xung quanh biến thành một mảnh bầu trời sao. Trong phút chốc, vô số ngôi sao kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở trên không trung của Phượng Vực, lần này kiếm khí ngôi sao không giống với trước kia, lần này kiếm khí ngôi sao là màu đỏ rực. Vô số màu đỏ rực kiếm khí tự phía chân trời kéo tới, cùng lúc đó, biển lửa phía sau Dương Diệp này đột nhiên nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Phía xa, khi thấy kiếm khí lửa đỏ đầy trời này, vẻ mặt Mạt Giang và cường giả thần Phượng tộc lập tức trở nên trắng bệch. Mà lúc này, phía dưới những sáng lửa đã lan tràn đến ngoài mấy trăm vạn dặm, nó đi qua nơi nào, tất cả đều hóa thành hư vô. Không chỉ cường giả thần Phượng tộc, vào giờ phút này, vẻ mặt của những cường giả cảnh giới luân hồi phía chân trời đều rất khó coi. Nếu như chỉ đơn thuần là tinh hà kiếm đồ, hơn 50 người bọn họ liên thủ sẽ không cần sợ hãi, thật sự khiến bọn họ sợ hãi là những ngọn lửa bao quanh kiếm khí. Đặc biệt là Mạt Giang, hắn từng có tiếp xúc với ngọn lửa kia, không ai hiểu rõ ràng sự khủng khiếp của ngọn lửa hơn hắn. Hắn biết, những kiếm khí ngôi sao rơi xuống, Phượng Vực thật sự sẽ biến mất khỏi thế gian này. Không chỉ Phượng Vực sẽ biến mất, hễ là tất cả sinh linh ở bên trong Phượng Vực này đều sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, Mạt Giang kịp để ý tới những chuyện khác nữa, hắn vội vàng nhìn về phía Dương Diệp, quát. Dương Diệp, thần Phượng tộc ta bằng lòng cho ngươi rời đi, nhanh thu hồi những kiếm khí kia. Dương Diệp cũng không để ý gì tới Mạt Giang, ở dưới sự thao túng của hắn, tốc độ những kiếm khí ngôi sao rơi xuống càng lúc càng nhanh, lúc này đã đi tới cách đỉnh đầu mọi người không đến mười mấy trượng. Rút lui trước. Đúng lúc này, Tô Đan quyết định thật nhanh, dẫn theo cường giả loài người bên cạnh trực tiếp biến mất. Rút lui trước. Rất nhanh, những cường giả Thiên Long tộc kia cũng lập tức biến mất, không chỉ Thiên Long tộc, ở đó ngoại trừ cường giả thần Phượng tộc ra, những cường giả cảnh giới luân hồi còn lại đều đã rời đi. Ngăn cản những kiếm khí sao? Đừng có nói đùa, cho dù không có những ngọn lửa này cũng không dễ ngăn cản chúng, bây giờ có những ngọn lửa này, kiếm khí kia lại càng không dễ ngăn cản. Nếu như bọn họ ở lại liều chết cùng những kiếm khí, không hề nghi ngờ, bọn họ ít nhất phải chết hơn 9 phần, hơn nữa còn chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được những kiếm khí này. Rút lui, chúng ta phải rút lui. Bên cạnh Mạt Giang, một cường giả thần Phượng tộc đột nhiên nói. Rút lui. Mạt Giang quay đầu lại giận dữ gầm thét lên. Phượng Vực thì làm thế nào? Rất nhiều sinh linh thần Phượng tộc thì làm thế nào? Nếu như chúng ta chết ở đây sẽ không có cơ hội báo thù cho thần Phượng tộc nữa. Lão già trầm giọng nói. Vẻ mặt Mạt Giang dữ tợn, trong mắt có phần tranh đấu, im lặng trong chớp mắt, hắn hít sâu một hơi, sau đó giận dữ hét. Rút lui. Tất cả thần Phượng lập tức rút khỏi Phượng Vực, có thể rút lui được bao nhiêu thì rút. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, gằn giọng nói. Dương Diệp, thù hôm nay, ngày khác nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần. Vừa dứt lời, hắn cùng cường giả thần Phượng tộc xung quanh trực tiếp biến mất. Mà lúc này, những kiếm khí lửa này đã rơi xuống. Kiếm khí hạ xuống, tất cả mọi thứ bên trong Phượng Vực đều hóa thành bột mịn, cùng lúc đó. Những sóng lửa đã lan tràn đến tất cả Phượng Vực, ở dưới hai tầng hủy diệt những ngọn lửa này cùng kiếm khí, mảnh không gian của Phượng Vực này bắt đầu bị vỡ thành mảnh nhỏ. Qua khoảng sau nửa canh giờ, ở trên đại lục Thiên Thiên đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Theo tiếng động này vang lên, tất cả Phượng Vực hoàn toàn tiêu diệt. Theo Phượng Vực hoàn toàn chôn vùi, giờ phút này tất cả mọi người biết thần Phượng tộc sẽ xuống dốc. Cho dù phần lớn cường giả cảnh giới luân hồi của thần Phượng tộc đều trốn thoát, nhưng ngoại trừ cường giả cảnh giới luân hồi, những thần Phượng còn lại đều chết ít nhất hơn 9 phần. Một thế lực, nếu như không có máu mới duy trì thì không thể đi xa, cũng không có sau này. Chuyện thần Phượng tộc thiếu chút nữa bị diệt tộc đã nhanh chóng truyền khắp tất cả đại lục Thiên Thiên, giờ phút này, tất cả thế lực đều biết một cái tên, Dương Diệp. Thật ra, ban đầu rất nhiều thế lực đại lục Thiên Thiên đã biết tới Dương Diệp. Dù sao Dương Diệp từ vị diện dưới sông lên. Nhưng trước đó bọn họ chỉ tò mò về Dương Diệp chứ không kính trọng và sợ hãi. Mà bây giờ, rất nhiều thế lực lại kính sợ Dương Diệp. Lấy sức một mình thiếu chút nữa diệt tộc thần Phượng tộc, phần thực lực này. Yên Giới Thành, Tử Quán Tiểu Dương. Sau khi biết được tin tức của thần Phượng tộc, Đinh Thực Dược lập tức thở phào nhẹ nhõm, khối đá lớn trong lòng xem như thật sự bỏ xuống. Thật ra,
nàng không hy vọng U Minh Điện xuất hiện. Vì sao? Bởi vì nếu như U Minh Điện xuất hiện, những nhân vật phía sau nhằm vào U Minh Điện chắc chắn cũng sẽ xuất hiện. Cho đến lúc này, Dương Diệp mới nguy hiểm thật sự. Thế lực có thể ép U Minh Điện đến vị diện dưới, Dương Diệp bây giờ tuyệt đối không có khả năng chống lại. Thật may, Dương Diệp đã tự mình giải quyết nguy cơ. Trong mật thất, Đinh Thược Dược im lặng rất lâu rồi đột nhiên nói. Truyền lệnh xuống, bảo người của chúng ta bất chấp tất cả mọi giá bước vào Liên minh Hội Nhân tộc. Vâng. Ngoài cửa, truyền đến một giọng nói. Tay ngọc của Đinh Thược Dược chậm rãi nắm chặt. Cuối cùng là ai đang tính kế với U Minh Điện cùng Dương Diệp? Chấm. Trong dãy núi không biết tên, bên trong nhà Trúc. Trên giường Trúc nhỏ, một nữ tử đang đánh cờ, chỉ có một mình nàng. Nữ tử giơ lên một quân cờ đen đặt lên trên bàn cờ, ở khóe miệng nàng thoáng cười mỉm rất khó nhận ra. Thật thú vị, ngọn lửa không biết tên, ha ha, con át chủ bài của ngươi thật sự không ít. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía chỗ góc khuất của nhà Trúc, cười nói. Có phải ngươi rất cao hứng đúng không? Thật ra ta cũng rất cao hứng, bởi vì có hắn ở đó, thế giới này sẽ không bình yên. Nói xong, nữ tử quay đầu nhìn lên trên bàn cờ, rất nhanh, trong trúc phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc. Chấm. Sau khi hủy diệt phượng vực, Dương Diệp tuyệt đối không rời khỏi yêu tộc, cũng không có cách nào rời khỏi yêu tộc, bởi vì lúc này những cường giả kia đều đang tìm kiếm hắn khắp nơi. Một chỗ sâu bên trong lòng đất, Dương Diệp bước vào trong Hồng Mông Tháp. Mới vừa tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp, sắc mặt Dương Diệp lại vặn vẹo, lúc này cơ thể hắn đã biến thành màu đỏ tươi, thoạt nhìn giống như máu, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó thật ra là ngọn lửa rất nhỏ, lúc này những ngọn lửa rất nhỏ đang điên cuồng thiêu đốt cơ thể hắn. Lục Đinh, nhanh thu hồi những lửa này đi. Dương Diệp giận dữ gầm thét lên. Nhưng Lục Đinh lại không đáp lại. Lúc này, Tiểu Thiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nói. Nó hình như cũng rơi vào giấc ngủ say rồi. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên lắc đầu. Bản thể của nó không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể xuyên qua ngươi truyền lực lượng đi, nhưng ngươi căn bản không có cách nào hoàn toàn nhận lực lượng của nó. Nó lại mạnh mẽ làm cho lực lượng của mình truyền đi, cho nên, chính nó làm mình bị tàn phế. Vậy ta phải làm thế nào? Dương Diệp ngũ quan cực độ vặn vẹo. Lúc này, vẫn có rất nhiều tàn lửa Lục Đinh thần hỏa ở lại trong cơ thể hắn, mặc dù những ngọn lửa này không cố ý nhằm vào hắn, nhưng trong ngọn lửa này ẩn chứa nhiệt độ luôn đốt cháy cơ thể hắn. Nếu như không phải có yêu thần lực cùng Hồng Mông tử khí, hắn đã bị thiêu đốt thành cho bụi. Tiểu Thiên vuốt tay, nói. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Dương Diệp. Gạch nối. Tiểu Thiên lắc đầu. Nhìn người đau khổ như vậy, ta, nhưng, điều này hình như không có quan hệ gì với ta. Dương Diệp tức giận nói. Tiểu Thiên, có phải ngươi muốn ăn đòn không? Tiểu Thiên cười hì hì. Nói đùa thôi, tuy nhiên, ta thật sự không biện pháp gì, bởi vì những ngọn lửa này đã kết hợp cùng cơ thể ngươi, ngươi muốn bỏ chúng. Chỉ có dựa vào bản thân chậm rãi đẩy bọn chúng từ trong thân thể mình ra. Không có cách nào, Dương Diệp chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi xếp ra. Không thể không nói, những ngọn lửa này thật sự khủng khiếp, thật may chúng không nhằm vào hắn, nếu không cơ thể của hắn căn bản không chịu được. Cho dù không nhằm vào hắn, nhưng nhiệt độ trong đó cũng khiến cho toàn thân hắn rất đau khổ, còn đau đớn hơn cả bị kiếm ý cắn trả. Chậm rãi, được sự giúp đỡ của Hồng Mông tử khí. Những ngọn lửa này dần dần bị Dương Diệp ép ra ngoài, sau khi những ngọn lửa này ra ngoài thì nhanh chóng bay trở về trong lò luyện đan. Qua một canh giờ sau, thân thể Dương Diệp hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Nhưng sau cơ thể khôi phục bình thường, kiếm ý lại bắt đầu cắn trả. Nhưng thật may, hắn đã quen với đau khổ do kiếm ý. Lại qua đi một canh giờ, lúc này Dương Diệp đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Bây giờ ngươi định làm như thế nào? Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Thiên hỏi. Làm thế nào? Dương Diệp khóe miệng cong lên chút hung ác. Đương nhiên là muốn thần phượng tộc chết hết. Cho dù hắn đã hủy diệt phượng vực, nhưng trước đó vẫn có rất nhiều thần phượng tộc trốn ra được. Ngươi đã giết rất nhiều rồi. Tiểu Thiên khẽ nói. Không nhiều, hoàn toàn không nhiều. Dương Diệp lắc đầu. Ta muốn chém đầu từng con thần phượng trên thế giới này xuống, ta muốn bộ tộc thần phượng hoàn toàn tuyệt chủng. Nói xong, thân hình hắn run lên và trực tiếp biến mất.
Tiểu Thiên im lặng rất lâu, sau đó khẽ thở dài. Tại sao phải trêu chọc người này chứ? Mọi người không thể sống chung hòa bình sao? Không cần ngươi giết ta, ta giết ngươi. Tham lam là nguồn gốc tội lỗi đấy. Yêu Thần Sơn. Sau khi Phượng vực bị hủy, những thần phượng của thần phượng tộc may mắn còn tồn tại đều tạm thời sống nhờ ở Yêu Thần Sơn. Lúc này, thần phượng tộc sống sót chỉ còn chưa tới 3.000 con. Đây là bởi vì có rất nhiều thần phượng ban đầu không có ở Phượng vực, chứ thần phượng thật sự trốn từ Phượng vực ra rất ít. Không thể không nói, lúc này thần phượng tộc rất thê lương. Yêu Thần Điện. Lúc này, trong điện có gần hơn 40 vị cường giả cảnh giới luân hồi, tất cả đều là tộc trưởng của các tộc đến từ Yêu vực. Vì sao Dương Diệp phải nhằm vào thần phượng tộc? Ở đó, Cổ Thiên của Thiên Long tộc nhìn về phía Mạt Giang, hỏi. Cường giả còn lại cũng nhìn về phía Mạt Giang. Dương Diệp điên cuồng trả thù thần phượng tộc như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân, bọn họ rất tò mò về nguyên nhân này. Mạt Giang im lặng. Mạt Giang, chỉ khi chúng ta biết chân tướng, mới có thể nghĩ ra cách dụ Dương Diệp ra ngoài, nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục giấu giếm, chúng ta cũng không có cách nào. Cổ Thiên khẽ nói. Mạt Giang im lặng rất lâu, sau đó nói. Chúng ta bắt hai bằng hữu của hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, mà Cổ Mạt thì nhíu mày. Mạt Giang lại nói. Bây giờ nói những chuyện này đã không có ý nghĩa gì nữa, không phải sao? Hắn cùng U Minh Điện phía sau hắn không chỉ đang nhằm vào thần phượng tộc ta, còn đang nhằm vào yêu tộc chúng ta. Hai vị bằng hữu kia của hắn đâu? Cổ Mạt đột nhiên hỏi. Mạt Giang lắc đầu. Một vị trong đó đã bị chúng ta rút linh trí ra, nhưng bị tiểu lãnh trộm đi. Bây giờ, không biết tiểu lãnh ở đâu. Một vị khác, vốn có ở thần phượng tộc chúng ta nhưng lại đột nhiên biến mất một cách thần bí. Tìm đường chết. Cổ Mạt lắc đầu, sau đó bấm tay bắn ra, trước mặt tất cả mọi người ở đó đều xuất hiện thêm một quyển trục, nói. Đây là tư liệu liên quan tới Dương Diệp ở vị diện dưới. Người này có tật chừng mắt tất báo, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Lẽ nào yêu tộc chúng ta phải sợ hắn sao? Mạt Giang gằn giọng nói. Cổ Mạt lắc đầu, khóe miệng cong lên một tia cay đắng. Nếu như hắn không đi ra, mà chuyên tâm tu luyện, 10 năm, không, 5 năm sau, 5 năm sau hắn sẽ giống như Tiêu Dao Tử vô địch trước đây, khi đó, các vị có mặt ở đây, các ngươi có ai có thể ngăn cản nổi hắn? Các ngươi có ai có thể làm được? Nghe vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều có chút khó coi. Bây giờ Dương Diệp đã biến thái như vậy, Dương Diệp 5 năm sau sao? Thật ra, đừng nói 5 năm sau, nếu như không vây đánh thì chính bọn họ bây giờ cũng không ngăn cản nổi Dương Diệp. Dương Diệp mặc dù chỉ là thần giả, nhưng thực lực đã hoàn toàn không kém cảnh giới luân hồi, lại thêm tinh hà kiếm đồ của hắn, còn có hai tầng ý cảnh, cùng với ngọn lửa thần bí kia. Có thể nói, Dương Diệp lúc này đã sắp vô địch. Trong điện, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Đúng lúc này, Cổ Mạt đột nhiên đứng lên. Các vị, ta có một chuyện không rõ. Nhân tộc nói thế lực phía sau Dương Diệp là U Minh Điện, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Thiên Long tộc tộc trưởng Cổ Thiên nhíu mày. Có ý gì? Cổ Mạt nói. Các ngươi thử nghĩ bỗng chốc, hai cường giả thần bí này đi tới yêu tộc ta. Vì sao bọn họ chỉ giết yêu thú dưới cảnh giới âm dương? Nếu như là U Minh Điện, bọn họ nhất định sẽ tàn sát cường giả cảnh giới luân hồi chúng ta, cũng không đúng. Nếu như là U Minh Điện, lấy phong cách hành sự cùng thực lực của U Minh Điện, các nàng nhất định sẽ trực tiếp đi tới thần phượng tộc, lấy thực lực của các nàng hoàn toàn có thể cứu Dương Diệp đi, nhưng các nàng tuyệt đối không làm như thế, trái lại tới tàn sát yêu tộc. Im lặng rất lâu, Cổ Thiên nói. Ngươi là nói có người đang vu oan U Minh Điện cùng Dương Diệp. Cổ Mạt trầm giọng nói. Năm đó U Minh Điện bị ép xuống vị diện dưới, đây là nội đấu bên trong nhân tộc, bây giờ U Minh Điện cho tàn lại cháy, lấy phong cách hành sự của U Minh Điện, các nàng nhất định sẽ xông lên thế giới lớn. Nếu như ta không đoán sai, nhân tộc muốn yêu tộc chúng ta đối đầu U Minh Điện. Nghe thấy Cổ Mạt nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều nhíu mày. Tất cả yêu tộc ở chung vào một chỗ. Quả thật không sợ U Minh Điện, nhưng yêu tộc cũng không muốn liều chết cùng U Minh Điện. 10 nữ nhân này tập trung lại, cho dù không diệt được yêu tộc, nhưng muốn đánh cho yêu tộc tàn phế thì vẫn có thể. Lúc này, Cổ Thiên đột nhiên nói. Cổ Mạt huynh, ta cảm thấy ngươi nói có lý. Sau khi người thần bí kia ở yêu tộc chúng ta giết yêu thú của chúng ta,
nhân tộc liên minh lại đột nhiên tuyên bố không có quan hệ gì với bọn họ, đồng thời còn lập tức phái cường giả tới giúp đỡ chúng ta. Bây giờ ngẫm nghĩ rất không tầm thường. Cổ Mạt khẽ gật đầu. Theo sự điều tra của ta, Dương Diệp cùng U Minh Điện quả thật có quan hệ không tệ. Lần này, rất có thể là thế lực của nhân tộc muốn lợi dụng Dương Diệp dụ U Minh Điện ra, sau đó lại để cho yêu tộc chúng ta chống lại U Minh Điện. Đây là một hòn đá ném hai chim. Nói đến đây, Cổ Mạt nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chúng ta tuyệt đối không thể tham dự vào chuyện của U Minh Điện, các người chắc hẳn cũng biết U Minh Điện, các nàng lúc này nhất định là muốn báo thù, nếu như chúng ta chống lại các nàng thì nhất định sẽ bị điên cuồng trả thù. Khi đó, yêu thần không ra, yêu tộc chúng ta căn bản không ngăn cản được các nàng. Cổ Thiên khẽ gật đầu. Theo sự điều tra của ta, Dương Diệp cùng U Minh Điện quả thật có quan hệ không tệ. Lần này, rất có thể là thế lực của nhân tộc muốn lợi dụng Dương Diệp dụ U Minh Điện ra, sau đó lại để cho yêu tộc chúng ta chống lại U Minh Điện. Đây là một hòn đá ném hai chim. Nói đến đây, Cổ Mạt nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Chúng ta tuyệt đối không thể tham dự vào chuyện của U Minh Điện, các người chắc hẳn cũng biết U Minh Điện, các nàng lúc này nhất định là muốn báo thù, nếu như chúng ta chống lại các nàng thì nhất định sẽ bị điên cuồng trả thù. Khi đó, yêu thần không ra, yêu tộc chúng ta căn bản không ngăn cản được các nàng. Cổ Thiên khẽ gật đầu. Không thể bị thế lực của nhân tộc lợi dụng được. Vậy còn Dương Diệp thì làm thế nào? Lúc này, có người đột nhiên hỏi. Dương Diệp. Ở đó lại im lặng. Thần Phượng tộc ta cùng hắn không chết không dừng. Đúng lúc này, Mạt Giang đột nhiên nói. Lúc này, Cổ Mạt đột nhiên nói. Các ngươi có khả năng không biết, yêu thần đã tặng nội đan của mình cho Dương Diệp. Nghe thấy Cổ Mạt nói vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó lập tức biến đổi, đặc biệt là Mạt Giang. Mạt Giang nhìn chằm chằm Cổ Mạt. Vì sao, tại sao yêu thần muốn làm như thế? Cổ Mạt nói. Yêu thần nhìn chúng tiềm lực của hắn, chỉ là không ngờ được. Ôi! Ở đó, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không ngờ được Dương Diệp thu được nội đan yêu thần. Lúc này, Cổ Mạt lại nói. Dương Diệp xem như là nửa thành viên của yêu tộc. Ngươi nói vậy là có ý gì? Mạt Giang nhìn Cổ Mạt. Cổ Mạt nhìn về phía Mạt Giang, nói. Mạt Giang, thần phượng tộc ngươi chỉ còn lại có 3.000 con thần phượng. Dương Diệp còn sống, ta hỏi ngươi, ngươi có phải thật sự muốn làm cho thần phượng tộc ngươi hoàn toàn tuyệt chủng hay không? Lẽ nào thần phượng tộc ta không thể báo thù sao? Mạt Giang gằn giọng nói. Báo. Cổ Mạt nói. Ta hỏi ngươi, ngươi lấy cái gì để báo thù? Thần phượng tộc ngươi liều mạng được với hắn sao? Hắn ở thế giới lớn này đã không có ràng buộc, đánh không nổi thì bỏ chạy, chạy rồi lại tới đánh, thần phượng tộc ngươi sẽ bị hắn dây dưa tới chết. Hắn ở thế giới lớn không có ràng buộc, nhưng còn vị diện dưới. Mạt Giang gằn giọng nói. Thần phượng tộc ta có thể đi xuống vị diện dưới, ta. Ngươi muốn chết à? Cổ Mạt tức giận nói. Vị diện dưới, U Minh Điện lại ở vị diện dưới, ngươi xuống có thể làm gì? Cũng không thể làm gì cả, chỉ là đi chịu chết. Lúc này, Cổ Thiên đột nhiên nói. Mạt Giang huynh, thứ lỗi cho ta nhiều lời, thần phượng tộc ngươi thật không vùng dậy nổi đâu. Trong lúc chơi đùa tiếp, thần phượng tộc ngươi sẽ hoàn toàn diệt vong. Bây giờ, các ngươi còn có cơ hội, phần lớn cường giả cảnh giới luân hồi các ngươi vẫn còn sống, thần phượng tộc ngươi vẫn có hy vọng, nhưng mà chơi đùa tiếp. Mạt Giang chậm rãi nắm chặt hai tay, hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng, nếu bảo hắn không báo thù, hắn thật sự không cam lòng. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, thần phượng tộc thật sự không thể tiếp tục liều mạng với Dương Diệp, thần phượng tộc chơi không nổi. A, à, đúng lúc này, ở trên yêu thần sơn đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người trong điện biến sắc, trong phút chốc, tất cả mọi người trong điện đều lập tức biến mất. Ở chỗ sườn núi của yêu thần sơn có một thi thể, đó thi thể thần phượng. Nhìn thấy bộ thi thể thần phượng này, vẻ mặt Mạt Giang lập tức dữ tợn lên, không cần phải nói, đây nhất định là Dương Diệp giết. Dương Diệp lại trở về. Vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều có chút nghiêm trọng, bọn họ cũng rất kiêng kỵ Dương Diệp, bất kỳ bộ tộc nào của bọn họ đều không chịu nổi tinh hà kiếm đồ của Dương Diệp cùng ngọn lửa thần bí kia. Lúc này, Cổ Mạt đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Mạt Giang đang lộ ra vẻ mặt thâm trầm đáng sợ, nói. Mạt Giang, lão phu chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi muốn không chết không dừng cùng Dương Diệp,
hay là muốn thần phượng tộc ngươi trường tồn trên thế gian? Mạt Giang im lặng rất lâu sau đó nói. Cho dù thần phượng tộc ta đồng ý bỏ qua, Dương Diệp hắn bằng lòng bỏ qua sao? Linh trí của bạn hắn ở trong tay của Mạt Tiểu Lãnh. Cổ Mạt nói. Mạt Giang khẽ gật đầu. Mạt Tiểu Lãnh bây giờ ở đâu? Cổ Mạt hỏi. Ở ma tộc. Mạt Giang trầm giọng nói. Bảo nàng lập tức mang theo linh trí bằng hữu của Dương Diệp trở về. Cổ Mạt trầm giọng nói. Lập tức. Mạt Giang im lặng, bảo Mạt Tiểu Lãnh mang theo linh trí bằng hữu của Dương Diệp trở về, vậy có nghĩa là thần phượng tộc phải chịu thua. Lúc này, Cổ Thiên đột nhiên nói. Mạt Giang, lúc này nếu ngươi không cúi đầu, những thần phượng của thần phượng tộc ngươi lại phải mất đầu đấy. Mạt Giang nhìn lướt qua ở đó, lúc này hắn làm sao không hiểu rõ, Cổ Mạt cùng với những yêu tộc đã không muốn vì thần phượng tộc hắn mà liều chết với Dương Diệp nữa. Bọn họ tập trung lại hoàn toàn không cần sợ Dương Diệp, nhưng đánh không nổi. So với như bây giờ, nếu như Dương Diệp ở Yêu Thần Sơn phát động tinh hà kiếm đồ cùng ngọn lửa thần bí kia, không cần phải nói, Yêu Thần Sơn cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Dương Diệp dám ngọc đá đều nát với bọn họ nhưng bọn họ không dám liều mạng với Dương Diệp, phải nói là không đáng, ít nhất không đáng vì thần phượng tộc mà liều mạng với Dương Diệp. Thật ra, khi biết Dương Diệp thu được truyền thừa của Yêu Thần, tâm tình bọn họ đã phát sinh một chút biến hóa, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thực lực của Dương Diệp. Rất lâu sau, Mạt Giang nhìn về phía một lão già thần phượng tộc bên cạnh, nói. Bảo Tiểu Lãnh lập tức trở về, nhớ mang theo, linh trí của Tiểu Bạch. Lão già kia khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Cổ Mạt liếc nhìn Mạt Giang, sau đó xoay người nhìn lướt qua xung quanh, nói. Dương Diệp, ra đi. Thần phượng tộc bằng lòng trả linh trí bằng hữu của ngươi về cho ngươi. Không có tiếng trả lời. Cổ Mạt im lặng trong chớp mắt, lại nói. Lão phu cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không động thủ với ngươi. Lần này, chúng ta có khả năng đều bị người lợi dụng. Cho nên chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, không gian ở trước mặt mọi người đột nhiên dâng lên một trận chấn động, ngay sau đó, Dương Diệp xuất hiện. Dương Diệp, ánh mắt tất cả đám người thần phượng tộc rơi vào trên người của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Mạt Giang. Linh trí Tiểu Bạch còn chứ? Còn. Mạt Giang trầm giọng nói. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, rất lâu, hắn mở hai mắt ra nhìn về phía Mạt Giang. Tử Nhi. Nàng không ở thần phượng tộc ta. Mạt Giang trầm giọng nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Có ý gì? Vừa dứt lời. Một sát ý xuất hiện ở đó. Sắc mặt mọi người thoáng biến đổi, âm thầm đề phòng đứng lên. Mạt Giang liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Nàng vốn ở trong thần phượng tộc ta, nhưng trước đây không lâu thì nàng đột nhiên biến mất. Đột nhiên biến mất, nếu như ta không đoán sai, có thể là bị người đưa đi. Bị người mang đi. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Có người có thể lặng lẽ không một tiếng động bước vào các thần phượng tộc ngươi sao? Mạt Giang trầm giọng nói. Dương Diệp, chuyện cho tới bây giờ, ta không nhất thiết phải lừa ngươi nữa. Nàng quả thật bị người đưa đi, ta có thể lấy thần hồn ra thề. Lúc này, Cổ Mạt đột nhiên nói. Dương Diệp, thần phượng tộc từ trước đến nay cao ngạo, bọn họ xem thường nói dối. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Nhanh chóng để ta gặp được linh trí của Tiểu Bạch. Nghe vậy, trong lòng Cổ Mạt lập tức buông lỏng, sau đó nói. Dương Diệp, ân oán giữa ngươi cùng thần phượng tộc là bởi vì bằng hữu của ngươi còn có linh trí, bây giờ thần phượng tộc bằng lòng trả linh trí bằng hữu của ngươi về cho ngươi, ân oán giữa các ngươi có thể được xóa bỏ hay không? Xóa bỏ. Vẻ mặt Dương Diệp dữ tợn lên. Nếu như linh trí của Tiểu Bạch không sao, chúng ta có thể xóa bỏ, nhưng nếu như linh trí của Tiểu Bạch có mệnh hệ nào, ta sẽ lấy mạng của tất cả đám thần phượng tộc các ngươi tới bù. Thần sắc đám người thần phượng tộc rất khó coi. Dương Diệp đang trực tiếp đánh vào mặt của bọn họ. Nhưng, bọn họ lại không thể tránh được. Cổ Mạt cùng Cổ Thiên và các cường giả yêu tộc còn lại im lặng, bọn họ không muốn trêu chọc vào người điên Dương Diệp này. Hơn nữa, thái độ của Dương Diệp cũng rất rõ ràng, chỉ nhằm vào thần phượng tộc. Muốn trách cũng chỉ có thể trách thần phượng tộc không có việc gì đi bắt bằng hữu của người ta làm gì, lúc này thì hay rồi, tộc cũng thiếu chút nữa bị diệt. Thời gian trôi qua từng chút một, sau một khắc. Một lão già xuất hiện ở đó,
lão già đi tới Mạt Giang trước mặt, nói. Tiểu lãnh nàng không về được. Có ý gì? Nói là Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp toàn thân đã xuất hiện ánh sáng máu. Này lão già nói chuyện nheo mắt, tùy tiện nói. Tiểu lãnh ở ma tộc bị thái tử của ma tộc cho vây khốn, bây giờ nàng trở về không đến. Lúc này, Cổ Mạt vội vàng nói. Dương Diệp ngươi đừng vội, để ta đứng ra tìm ma tộc can thiệp, chúng ta. Không cần, bản thân ta đi. Dương Diệp vừa dứt lời, người đã lập tức biến mất. Cổ Mạt ngẩn người, lập tức lắc đầu. Ma tộc, ta cầu phúc cho ngươi. Ma tộc có thực lực cũng rất mạnh, hoàn toàn không kém hơn yêu tộc. Nhưng trêu chọc đến tên sát tinh Dương Diệp này, chỉ có thể nói ma tộc sắp xui xẻo. Sau một hơi thở khi Dương Diệp biến mất, Mạt Giang cũng lập tức biến mất. Hắn! Cổ Thiên không hiểu. Cổ Mạt lắc đầu. Hắn sẽ không ngốc đến mức đi tìm Dương Diệp một đấu một. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói. Sau khi các ngươi trở về, lập tức vận dụng tất cả lực lượng có thể điều tra kẻ đứng sau việc này. Muốn xem yêu tộc chúng ta làm quân cờ, yêu tộc ta nhất định phải khiến kẻ đó phải trả cái giá đắt. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Cổ Mạt trở nên lạnh lùng. Lần này không thể nghi ngờ yêu tộc là vô cùng nguy hiểm, nếu như U Minh Điện thật sự xuất hiện, có nghĩa là yêu tộc sẽ đánh cùng U Minh Điện, nếu như yêu tộc cùng U Minh Điện chiến đấu, yêu tộc nhất định sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ không muốn liều chết cùng Dương Diệp, U Minh Điện, yêu tộc thật sự đánh không nổi. Cổ Thiên khẽ gật đầu. Những yêu thú của yêu tộc chúng ta không thể chết vô ích. Chấm. Dương Diệp rời đi không lâu, đột nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn là Mạt Giang. Ngươi không thể giết tiểu lãnh. Mạt Giang nhìn chằm chằm Dương Diệp. Buồn cười. Dương Diệp cong khóe miệng và cười lạnh. Ngươi nói không thể giết thì không thể giết sao? Mạt Giang chậm rãi nắm chặt tay phải, nhưng chẳng bao lâu đã thả lỏng ra. Dương Diệp, ta biết ngươi hận nàng đưa bằng hữu của ngươi tới thế giới lớn. Nhưng ngươi cũng biết, nếu như không có nàng thì bằng hữu của ngươi thật sự đã chết. Trước đây chúng ta muốn nhốt linh chủ, nàng căn bản không đồng ý, nhưng nàng không có quyền lợi. Khi chúng ta cướp đoạt linh trí của linh tộc thì vốn sẽ hủy diệt chấm dứt hậu hoạn, nhưng lại bị nàng cướp đi, sau đó nàng dẫn theo linh trí của linh chủ chạy ra ngoài. Nếu như không phải vì nàng, bằng hữu của ngươi cùng linh trí của linh chủ đã hoàn toàn biến mất ở thế gian này. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Nếu như không phải vì nàng, Tử Nhi sẽ không rõ tung tích, nếu như không phải vì nàng, Tiểu Bạch sẽ không biến thành như bây giờ. Tất cả những điều này đều do nàng tạo thành. Nói đến đây, Dương Diệp mở mắt nhìn chằm chằm Mạt Giang. Nàng không chết, thần phượng tộc ngươi chết. Vừa dứt lời, thân hình của Dương Diệp run lên, tính rời khỏi, mà lúc này, Mạt Giang lại đột nhiên nói. Nếu như ngươi cố ý phải giết nàng, vậy mọi người lại ngọc đá đều nát, bây giờ ta lại truyền tin cho nàng, bảo nàng hoàn toàn hủy diệt linh trí của linh chủ. Ong! Một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung, tiếp theo, một đường kiếm khí phá không tới, lập tức đi nảy trước mặt Mạt Giang. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Mạt Giang trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Ngươi uy hiếp ta! Dương Diệp nhìn chằm chằm Mạt Giang. Mạt Giang trầm giọng nói. Dương Diệp, tiểu lãnh là hy vọng duy nhất của thần phượng tộc ta, nếu ngươi giết nàng, thần phượng tộc ta sau này sẽ không có bất kỳ hy vọng nào nữa. Nếu không có hy vọng, giữ lại những lão già chúng ta lại có ích lợi gì? Nếu ngươi giết nàng, thần phượng tộc ta sẽ đi tới vị diện dưới, cho dù tất cả cường giả cảnh giới luân hồi của thần phượng tộc ta chết hết, ta cũng muốn ngươi phải trả giá đắt. Nói xong, Mạt Giang bấm tay bắn ra, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là địa đồ ma tộc cùng vị trí của tiểu lãnh, giết hay là không giết, bản thân ngươi tự quyết định. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên hóa thành một sóng lửa biến mất ở cách đó không xa. Tại chỗ, Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó đưa tay cầm quyển trục này, lập tức biến mất. Sau khi Dương Diệp biến mất khoảng 3 hơi thở, một nam tử cùng nữ tử xuất hiện ở đó. Đó là nam tử cầm đao và nữ tử cầm kiếm, hai người đều thiếu một tay. Vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Nữ tử đột nhiên nói. Chủ nhân nói bây giờ hắn còn có tác dụng, chưa thể giết được. Người đàn ông nói. Nữ tử im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Người này có tài năng hơn người, qua 5 năm nữa, chúng ta liên thủ cũng không giết được hắn.
Hiện tại thế nào? Người đàn ông nói. Trong 30 chiêu lấy tính mạng của hắn. Nữ tử khẽ nói. Nam tử im lặng rất lâu, sau đó nói. Địa trắng, ngươi là người duy nhất đã giao đấu cùng Tiêu Giao Tử vẫn có kiếm vô cực, người này có khả năng sẽ vượt quá bọn họ sao? Nữ tử im lặng rất lâu, sau đó nói. Bên trong cùng giai, người này có thực lực đã vượt quá kiếm vô cực cùng Tiêu Giao Tử lúc đó, chắc hẳn còn có chút chênh lệch. Kiếm vô cực không bằng bọn họ. Nam tử hỏi. Nữ tử khẽ lắc đầu. Kiếm vô cực có thiên phú kiếm đạo không kém hơn bọn họ, chỉ là kiếm đạo của hắn không phải đi theo hướng bộc lộ tài năng, hơn nữa hắn giao đấu cùng người đều để lại đường lui, nhưng Tiêu Giao Tử cùng Dương Diệp lại khác, khi giao đấu cùng người, bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cho nên thật sự đánh nhau, kiếm vô cực sẽ chịu thiệt, bởi vì trong lòng hắn trước sau vẫn để lại cho người ta một con đường. Người đàn ông nói, trước đó người nói giữa Dương Diệp cùng Tiêu Giao Tử còn có chút chênh lệch. Chênh lệch đó là ở đâu? Thuần túy. Nữ tử nói. Tiêu Giao Tử là kiếm đạo thuần túy, kiếm đạo của Dương Diệp không phải, hắn có quá nhiều lo lắng. Tuy nhiên, Dương Diệp có tấm lòng son, kiềm tâm, tâm niệm hiểu rõ, lại vẫn nắm giữ sát ý. Người này đã không thể đơn thuần nói hắn đi là kiếm đạo, nói hắn đi ma đạo thích hợp hơn. Nam tử im lặng rất lâu, sau đó nói. Chủ nhân nói người cùng Tiêu Giao Tử và kiếm vô cực là kiếm tu mạnh nhất ở vũ trụ này của chúng ta tê từ trước tới nay, bây giờ lại có thêm Dương Diệp. Nữ tử hơi cúi đầu. Chủ nhân bây giờ không giết Dương Diệp, sau này có khả năng không thể giết được. Nam tử khẽ lắc đầu. Chủ nhân tự có tính toán, chúng ta làm dựa theo nàng nói là được. Đi thôi. Vừa dứt lời, một nam một nữ lập tức biến mất. Ngoài vạn dặm, Dương Diệp ngừng lại. Tiểu Thiên ở trước mặt hắn. Ngươi nói vừa rồi người theo dõi ta. Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Hai mắt Dương Diệp híp lại, có người theo dõi hắn mà hắn tự nhiên không phát hiện. Đừng làm bộ dáng này, người ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi không phát hiện được cũng là bình thường. Tiểu Thiên nói. Dương Diệp khẽ nhướng mày. Mạnh hơn ta rất nhiều. Đương nhiên. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Hai gia hỏa này nếu như muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn xong đời, trừ khi là ngọn lửa kia của ngươi, nếu không, bức tranh nát của ngươi cũng không cứu được ngươi. Bức tranh nát. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen. Đó là tinh hà kiếm đồ đặc biệt lợi hại, ngươi không thấy sao? Tiểu Thiên lắc đầu. Bức tranh nát không đẹp, không thích. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Tiểu Thiên, ngươi nói hai người này mạnh hơn ta rất nhiều là có ý gì? Ngược lại không phải là hắn rất khoe khang, bây giờ hắn một đấu một, thật sự không khiếp sợ cường giả cảnh giới luân hồi. Tiểu Thiên nói đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn có chút không tin. Tiểu Thiên nói, chính là mạnh hơn ngươi, bọn họ đã sắp đột phá đến trên cảnh giới luân hồi. Không đúng, thật ra bọn họ đã đột phá đến trên cảnh giới luân hồi. Chỉ là bị thiên địa này hạn chế nên bây giờ bọn họ vẫn là cảnh giới luân hồi. Nhưng thực lực của bọn họ đã vượt xa cảnh giới luân hồi, lại tương đương với huyết nữ gặp lúc trước, đương nhiên, huyết nữ hình như cũng còn chưa khôi phục thực lực chân chính. Ôi, dù sao không quan tâm như thế nào, người hoàn toàn không là đối thủ của người ta. Không kém hơn huyết nữ. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hắn hiểu rõ của thực lực của huyết nữ, cường giả cảnh giới luân hồi ở trước mặt nàng hoàn toàn chỉ là cặn bã. Nhưng vừa theo dõi hắn tự nhiên không kém hơn huyết nữ. Mình lại trêu chọc người nào vậy? Dương Diệp nghĩ mãi vẫn không hiểu được, đối phương chắc chắn không phải là người của chiến các đế tông hoặc yêu tộc, nếu như vậy, đối phương chắc chắn đã sớm đi ra giết hắn. Nếu không phải là mấy thế lực này, vậy thì là ai? Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó vỗ nhẹ vài cái bụng của Dương Diệp, nói. Ngươi bảo trọng, nếu như ngày nào đó ngươi thật sự không cẩn thận bị người ta giết đi, ngươi yên tâm, ta. Ngươi sẽ báo thù cho ta. Dương Diệp nói. Tiểu Thiên lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Biểu tình của Dương Diệp cứng đờ, lập tức lắc đầu. Tiểu Thiên, ngươi nói câu này khiến ta thật sự quá thương tâm. Nếu có người muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ ngăn cản đối phương. Nếu như ngươi bị người giết, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, thân hình của Dương Diệp run lên, lập tức biến mất. Tiểu Thiên ngẩn người, sau đó nàng đá chân nhỏ, khẽ nói.
người ta cũng không biết đánh nhau, làm thế nào báo thù giúp ngươi? Nhiều lắm ta là bảo đám người Tiểu Tiểu Thiên giúp ngươi báo thù. Không được, Tiểu Tiểu Thiên quá yếu. Đúng, gọi ai nhỉ? Đúng rồi. Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Thiên lập tức sáng lên. Gọi Thiên Ma Thú, người này lợi hại, 100 Dương Diệp cũng đánh không lại hắn, tuy nhiên người này hình như cũng đang ngủ, không biết đã tỉnh chưa, đúng rồi, hôm nào tìm nó chơi vậy. Nói xong, thân hình run lên, lập tức biến mất. Chấm. Dọc đường đi, Dương Diệp chạy như điên, hắn tăng tốc độ của mình lên tới mức độ cao nhất. Hắn dĩ nhiên không phải đi cứu Mạt Tiểu Lãnh, mà là linh trí Tiểu Bạch trên người Mạt Tiểu Lãnh. Linh trí của Tiểu Bạch tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn được. Cho nên hắn mới chủ động yêu cầu đi tới ma tộc. Về phần cường giả âm thầm theo dõi hắn, còn có người tính kế với hắn, bây giờ hắn không có tâm tư nào nghĩ tới, bây giờ hắn chỉ muốn cứu linh trí Tiểu Bạch trở về trước, sau đó tìm được Tử Nhi. Về phần khác, hắn đều không muốn quan tâm. Sau hai ngày, Dương Diệp cuối cùng đã thông qua truyền tống trận của yêu tộc, đi tới ma vực. Ở đây không quen, cũng may hắn có quyển trục Mạt Giang cho hắn, quyển trục này có một ít tin tức cơ bản của ma tộc, còn có vị trí của Mạt Tiểu Lãnh hiện tại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó thân hình run lên biến mất ở cách đó không xa. Ma Lan Đế Quốc. Ma tộc cũng không thống nhất, ở ma tộc có thật nhiều thế lực, Ma Lan Đế Quốc chính là một trong số đó. Mặc dù bây giờ Ma Lan Đế Quốc chỉ có thể tính là thế lực bát tinh, nhưng rất lâu trước đây, Ma Lan Đế Quốc chính là bá chủ trên mảnh đất ma tộc này. Khi đó, tất cả ma tộc đều nằm dưới sự thống trị của Ma Lan Đế Quốc, đó cũng là thời kỳ cường thịnh nhất của ma tộc. Cho dù bây giờ ma tộc chia năm xẻ bảy, nhưng thực lực của Ma Lan Đế Quốc vẫn không thể khinh thường. Ở ma tộc cũng chỉ có tổng cộng 5 thế lực bát tinh, Ma Lan Đế Quốc chính là một trong số đó. Mà lần này giam giữ Mạt Tiểu Lãnh chính là thái tử của Ma Lan Đế Quốc Kha Nghịch. Dọc đường đi, Dương Diệp không hề dừng lại, lao thẳng đến Ma Lan Đế Quốc. Hắn hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của Mạt Tiểu Lãnh, hắn sợ linh trí của Tiểu Bạch có mệnh hệ nào. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Ma Lan Đế Quốc đế đô Ma U Thành. Ma U Thành có thể nói là thành lớn nhất trong cả ma tộc, tòa thành này được xây dựng ở thời kỳ đỉnh cao của Ma Lan Đế Quốc nên rất vững chắc, có thể chống đỡ được ít nhất 20 cường giả cảnh giới luân hồi liên thủ tấn công. Đây cũng là vì sao nó có thể tồn tại đến bây giờ. Thật ra bề ngoài của ma tộc cùng loài người không khác nhau lắm, khác biệt duy nhất chính là hai mắt của ma tộc có màu tím hoặc màu đen, dáng vẻ bên ngoài khôi ngô hơn so với loài người. Ngoài việc đó ra, bọn họ cùng loài người thật sự không khác nhau quá nhiều. Bởi vậy, Dương Diệp rất dễ dàng tiến vào Ma Lan Thành. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp xông lên hoàng cung của Ma Lan Thành, lần này hắn tới để cứu linh trí Tiểu Bạch, mà không phải tới tìm phiền toái. Cho nên sau khi bước vào Ma Lan Thành, Dương Diệp đã lợi dụng kiếm vực che giấu chính mình, sau đó lặng lẽ lẻn vào hoàng cung của Ma Lan Thành. Sau khi bước vào hoàng cung của Ma Lan Thành, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì hắn cũng không biết Mạt Tiểu Lãnh đang ở đây. Mà ở chỗ này, hắn chắc chắn không có cách nào sử dụng thần thức lục soát, một khi sử dụng thần thức, nhất định sẽ bị cường giả Ma Lan Đế Quốc phát hiện ra. Sau khi im lặng trong chớp mắt, thân hình của Dương Diệp thoáng động, lẻn về phía sau hoàng cung. Dọc đường đi, vẻ mặt Dương Diệp dần dần nghiêm trọng, bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, không cần phải nói. Đây là cường giả cảnh giới luân hồi của Ma Lan Đế Quốc. Ở một chỗ bên cạnh cung điện, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một cái bóng bước vào trong cung điện. Nếu đi loạn ở trong hoàng cung như thế, không biết tới ngày tháng năm nào mới tìm được Mạt Tiểu Lãnh, cho nên, hắn quyết định bắt một người lại hỏi một chút. Bước vào bên trong cung điện, Dương Diệp lập tức nhíu mày, bởi vì trong cung điện trống rỗng. Không có ai à? Dương Diệp xoay người muốn rời đi, mà lúc này, một giọng nữ tử đột nhiên vang lên ở trong điện. Này liền đi! Dương Diệp thầm nhíu mày, có người, người này còn phát hiện ra mình. Ngươi là loài người. Đúng lúc này, giọng nữ tử kia lại vang lên ở trong điện. Dương Diệp từ trong bóng tối đi ra, mà vào lúc này, một nữ tử từ trong nội điện đi ra. Nữ tử mặc cung trang màu xanh, hàng lông mày như trăng khuyết, gương mặt giống như phù dung. Đường nét trên mặt tinh xảo đến gần như hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt của nàng không ngờ có màu xanh lam. Còn có mái tóc dài này của nàng cũng là màu xanh lam,
hơn nữa còn rất dài, tới tận mông. Dương Diệp quan sát nữ tử cũng đang quan sát Dương Diệp. Lát sau, nàng lập tức mỉm cười. Một loài người lại có thể lẻn vào đến nơi đây, không đơn giản. Vô ý mạo phạm, Dương Diệp nói. Ta tới đây chỉ vì tìm một người, không biết các hạ cũng biết thái tử của Ma Lan đế quốc ở đâu không? Nếu như có thể cho ta biết, ta sẽ vô cùng cảm kích. Ban đầu, hắn muốn bắt một người sau đó hỏi về vị trí của thái tử của Ma Lan đế quốc, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu nữ nhân trước mắt này, hơn nữa nữ nhân này còn phát hiện ra hắn trước, dùng đầu ngón chân cũng biết nữ nhân này tuyệt đối không phải là một người bình thường. Thái tử của Ma Lan đế quốc. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, lập tức cười nói. Ngươi tìm hắn làm gì? Dương Diệp im lặng trong chớp mắt, sau đó nói. Hắn giam giữ công chúa thần phượng tộc, ta đến vì nàng ấy. Thật thú vị. Nữ tử cười nói. Hóa ra là tới cứu nữ nhân mình yêu thích nên dũng khí có thể tăng lên, người cũng không tệ, đáng tiếc, người chỉ có thể chịu chết thôi. Dương Diệp khẽ nói. Các hạ biết tung tích của hắn sao? Hoặc biết mà tiểu lãnh đang ở đâu? Nếu như biết, vẫn mong chỉ giúp, ta sẽ vô cùng cảm kích, nếu như không biết, vẫn mong nói thẳng. Ta biết. Nữ tử cười nói. Ta không chỉ biết Kha Nghịch ở đâu, còn biết công chúa thần phượng tộc bị giam ở chỗ nào. Tuy nhiên, tại sao ta phải nói cho người biết? Dương Diệp nhìn nữ tử rất lâu, sau đó nói. Từ biệt. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn thật sự không có hứng thú tranh cãi với nữ tử này ở đây, nếu đối phương không muốn cho biết, vậy hắn đi tìm người khác. Kha Nghịch là thái tử của Ma Lan đế quốc, hẳn có không ít người biết chỗ của hắn. Ở Phong Nhiên Điện, đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Đó là cung điện của Kha Nghịch ở phía nam của hoàng cung này, mà tiểu lãnh chắc hẳn đã bị giam ở đó. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, nói. Cảm ơn. Nữ tử mỉm cười. Chúc ngươi thành công. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó xoay người biến mất khỏi điện. Dương Diệp đi rồi, nữ tử lắc đầu cười, sau đó xoay người bước vào bên trong điện. Sau khi ra khỏi cung điện, Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua bảng hiệu phía trên cung điện, chỉ thấy trên đó viết ba chữ, Nghinh Tân Điện. Nữ tử không phải là ma tộc sao? Dương Diệp im lặng suy nghĩ một lát, sau đó xoay người lập tức biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới phía nam của Hoàng Cung, chỉ trong giây lát, Dương Diệp tìm được Phong Nhiên Điện mà nữ tử kia nói tới. Lẻn vào Phong Nhiên Điện, tay của Dương Diệp lập tức nắm chặt lại. Bởi vì hắn cảm nhận được khí thức ngọn lửa. Theo khí thức ngọn lửa tìm tới, rất nhanh, Dương Diệp đã nhìn thấy Mạt Tiểu Lãnh ở bên trong Phong Nhiên Điện. Lúc này Mạt Tiểu Lãnh bị nhốt ở một trong lồng giam trong suốt, ở xung quanh nàng còn có từng tia sáng màu đen. Những tia sáng tầng tầng lớp lớp vây quanh màn ánh sáng xung quanh Mạt Tiểu Lãnh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không có bất kỳ khí thức cùng thần thức nào mới đi ra ngoài. Lúc này, Mạt Tiểu Lãnh mở mắt, lúc thấy Dương Diệp, vẻ mặt nàng lập tức biến đổi. Là ngươi, linh trí của Tiểu Bạch. Mặt Dương Diệp không đổi sắc. Không ở trên người ta. Mạt Tiểu Lãnh trầm giọng nói. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Ngươi nói vậy là sao? Mạt Tiểu Lãnh nói. Linh trí của Tiểu Bạch bị Kha Nghịch này đoạt đi rồi, hắn dùng nó ép ta gả cho hắn, bây giờ Tiểu Bạch tạm thời còn an toàn. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Hắn biết thân phận của Tiểu Bạch sao? Mạt Tiểu Lãnh lắc đầu. Tiểu Bạch bây giờ không có bản thể, đối phương chắc chắn không biết thân phận của nàng, nếu không đối phương cũng sẽ không bắt nàng tới uy hiếp ta. Lúc này... Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt Mạt Tiểu Lãnh, hắn nhìn Mạt Tiểu Lãnh rất lâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Mạt Tiểu Lãnh, ngươi biết không, thần phượng tộc của ngươi bởi vì ngươi, bây giờ chỉ còn lại mấy nghìn con thần phượng. Ta rất muốn biết bây giờ ngươi có cảm tưởng gì. Mạt Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm Dương Diệp không nói gì. Dương Diệp khẽ cười. Thật ra, ta thật sự rất muốn giết ngươi, nhưng ta quyết định không giết ngươi, bởi vì làm như vậy quá lợi cho ngươi. Ta muốn ngươi phải sống cả đời trong sự áy náy. Nói xong, Dương Diệp rút kiếm chém liên tục. Suy suy. Hai cánh tay của Mạt Tiểu Lãnh trực tiếp bắn ra ngoài kèm theo hai cột máu. Chặt đứt hai cánh tay của Mạt Tiểu Lãnh xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Dương Diệp. Lúc này, Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, nói.
Thế nào? Mà Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Diệp. Ngươi có gì thì cứ nhằm vào ta, tại sao lại muốn trả thù thần phượng tộc chứ? Thật ra, ngay từ lúc đầu nàng đã phản đối thần phượng tộc đối xử với Tiểu Bạch như vậy, nhưng đáng tiếc, nàng tuyệt đối không có quyền quyết định. Cuối cùng, nàng cứu đi linh trí của Tiểu Bạch, bởi vì nàng ngoại trừ thích Tiểu Bạch ra, còn có một nguyên nhân khác, cũng chính là giữ lại đường lui cho thần phượng tộc. Bởi vì nàng hiểu rõ ràng hơn ai hết về tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp có thể uy hiếp được thần phượng tộc, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng không ngừng tìm người đi giết Dương Diệp. Đáng tiếc là Dương Diệp không chết, còn xông lên đây. Sau đó thần phượng tộc gặp bi kịch. Trả thù thần phượng tộc sao? Ha ha! Dương Diệp xoay người nhìn về phía Mạc Tiểu Lãnh, lúc này, thần sắc hắn đã trở nên dữ tợn. Mạc Tiểu Lãnh, người nghe rõ ràng cho ta. Nếu như Tiểu Bạch cùng Tử Nhi bình an vô sự còn tốt, nếu như trong các nàng có bất kỳ một người nào có bất trắc gì, người hãy tin ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thần phượng tộc hoàn toàn tuyệt chủng. Cho nên người hãy cầu khẩn cho Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Nói xong, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất. Mà Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm vào nơi Dương Diệp biến mất, rất lâu sau, nàng đột nhiên chảy nước mắt. Cả đời này, nàng đã quen tùy hứng, làm gì cũng không quan tâm. Đều có thần phượng tộc làm chỗ dựa cho nàng, cho nên nàng làm việc rất tùy hứng, bởi vì có thần phượng tộc ở đó, bất kể là ai cũng sẽ cho nàng mặt mũi. Nhưng lần này, mặt mũi của thần phượng tộc không có tác dụng. Lần này, nàng hại thần phượng tộc thiếu chút nữa diệt tộc, rất nhiều sinh linh của thần phượng tộc đã chết vì sự tùy hứng của một mình nàng. Mà Tiểu Lãnh nàng hoàn toàn xứng đáng là tội nhân của thần phượng tộc. Chấm. Sau khi rời khỏi cung điện, Dương Diệp trực tiếp lao về phía cung điện lớn nhất của Ma Lan Đế Quốc, lần này, hắn tuyệt đối không che giấu khí tức. Không cần thiết. Hắn không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn lòng vòng nữa. Khi Dương Diệp cách tòa cung điện lớn nhất này khoảng trăm trượng lúc, mấy khí tức cường đại đột nhiên rơi vào trên người hắn, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện ra hắn. Người nào dám tự tiện xông vào Ma Lan Đế Quốc ta? Một tiếng hét phẫn nộ vang lên trong hoàng cung. Tiếp theo có mấy khí tức lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc, hắn vung tay phải lên, tinh hà kiếm đồ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, tinh hà kiếm đồ xuất hiện, khắp hoàng cung lập tức xuất hiện ở trong một mảnh tinh không. Giờ phút này, tất cả người Ma Lan Đế Quốc hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này. Cùng lúc đó, trên hoàng cung của Ma Lan Đế Quốc có rất nhiều khí tức phóng lên cao. Sau đó bắn mạnh về phía vị trí của Dương Diệp. Không trung, tay phải của Dương Diệp vung lên, kiếm tổ đã rơi vào phía xa, sâu bên trong tinh không xa xôi có vô số ngôi sao bắt đầu chấn động. Chỉ cần một ý niệm của Dương Diệp, kiếm khí ngôi sao sẽ xuất hiện. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người phía dưới, sau đó nói. Thái tử của Ma Lan Đế Quốc Kha Nghịch đi ra, chúng ta hàn huyên một chút. Mọi người. Chấm. Dương Diệp vừa dứt lời, một nam tử trung niên mặc áo bào đen lập tức xuất hiện cách Dương Diệp không xa, sau lưng nam tử trung niên còn có 13 lão giả, toàn bộ đều là cường giả cảnh giới luân hồi. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi là Dương Diệp. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi. Dương Diệp. Bây giờ đại lục thiên thiên có ai không biết, ai không hiểu. Đây chính là nhân vật siêu cấp lợi hại thiếu chút nữa đã diệt tất cả thần phượng tộc. Phía dưới, ở cả Nghênh Tân Điện, ánh mắt của nữ tử tóc xanh kia liếc nhìn Dương Diệp liếc, sau đó khẽ nói. Hóa ra là Dương Diệp. Không trách được. Không chung, Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên. Ngươi là ai? Nam tử trung niên nói. Kha Vô Minh, hoàng đế hiện tại của Ma Lan Đế Quốc. Ta tìm Kha Nghịch. Dương Diệp nói. Bảo hắn đi ra đi. Kha Vô Minh trầm giọng nói. Không biết khuyển tử đắc tội các hạ chỗ nào, tự nhiên làm cho các hạ không ngại vạn dặm xa xôi đi tới Ma Lan Đế Quốc ta như vậy. Dương Diệp lắc đầu, nói. Hắn không đắc tội ta, ta chỉ tìm hắn nói vài chuyện thôi. Nói vài chuyện. Khóe mắt của Kha Vô Minh khẽ giật. Các hạ có thể nói chuyện gì chứ? Tay phải của Dương Diệp vung lên, tinh hà kiếm đồ bị hắn thu vào. Rất nhanh ở đó đã khôi phục lại bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó lập tức thả lỏng. Tinh hà kiếm đồ. Không thể không kiêng kỵ.
Nếu như Dương Diệp phát động tinh hà kiếm đồ ở đây, không hề nghi ngờ, tòa thành này nhất định phải biến mất. Nếu như Dương Diệp phóng ra ngọn lửa thần bí kia, đừng nói là thành, người cũng phải biến mất. Dương Diệp nói, vừa rồi là ta lỗ mãng, Kha tiền bối, vẫn mong thái tử của quý quốc đi ra gặp mặt, ta tìm hắn có chút việc. Phía dưới, nữ tử kia nghe thấy Dương Diệp nói vậy, khóe miệng lập tức khẽ cười. Thật là một người thông minh. Nàng tất nhiên biết ý đồ của Dương Diệp vừa đi ra đã phóng ra tinh hà kiếm đồ, mục đích của hắn chính là muốn có quyền phát biểu. Nếu như hắn không làm như thế, ma tộc sẽ để ý tới hắn sao? Đơn giản mà nói, bây giờ Dương Diệp là lấy binh trước lễ sau. Kha Vô Minh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó vung tay phải lên, rất nhanh, không gian trước mặt chấn động, ngay sau đó, một người thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Kha Nghịch. Kha Nghịch nhìn Dương Diệp, nói. Không biết các hạ tìm ta có chuyện gì? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Người bắt công chúa thần phượng tộc Mạt Tiểu Lãnh, đúng không? Kha Nghịch thoáng biến sắc. Các hạ tới tìm ta là vì nàng sao? Dương Diệp nói. Ta không phải vì nàng, người nhận được một linh vật linh trí ở trên người nàng, có đúng không? Kha Nghịch khẽ gật đầu. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Linh trí này là bằng hữu của ta, người có thể tra nàng lại cho ta không? Kha Nghịch liếc nhìn Dương Diệp, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Kha Vô Minh, Kha Vô Minh trầm giọng nói. Trả lại cho hắn. Dương Diệp đi tới ma tộc đã trực tiếp phóng ra tinh hà kiếm đồ, không thể không nói, điều này có chút uy hiếp, Ma Lan đế quốc bây giờ trả linh trí bằng hữu của hắn về cho hắn, không thể nghi ngờ là có phần mất mặt. Nhưng mặt mũi đáng mấy tiền, Dương Diệp này vốn có chút không bình thường, hắn thậm chí còn dám tiêu diệt thần phượng tộc, liệu có thể sợ Ma Lan đế quốc sao? Kha Vô Minh không nghi ngờ, chỉ cần bọn họ dám nói một chữ không, Dương Diệp chắc chắn lập tức cho Ma Lan đế quốc đổ máu. Tốt nhất không nên trêu chọc với người như thế. Nghe được Kha Vô Minh nói vậy, Kha Nghịch khẽ gật đầu, sau đó tay phải thoáng động, một hộp ngọc màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn, tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra. Hộp ngọc màu trắng này bay đến trước mặt Dương Diệp. Nhìn hộp ngọc màu trắng trước mặt, hai tay Dương Diệp bắt đầu run lên, qua một hồi lâu, hắn từ từ mở hộp ngọc màu trắng ra, ở bên trong hộp ngọc là một đốm sáng màu trắng giống như sương mù. Tiểu Thiên, chính là cái này sao? Trong lòng Dương Diệp hỏi. Đúng. Tiểu Thiên nói. May quá, linh trí vẫn chưa bị hao thương, người bỏ nàng vào đây, ta sẽ giúp nàng kết hợp. Trong lòng Dương Diệp thả lỏng, vội vàng bỏ hộp ngọc màu trắng vào bên trong hồng mông tháp. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Kha Nghịch, nói. Cảm ơn. Hắn lại nhìn về phía Kha Vô Minh. Chuyện lúc trước đã đắc tội nhiều, mong được lượng thứ, từ biệt. Khoan đã. Đúng lúc này, Kha Vô Minh đột nhiên nói. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Kha Vô Minh, Kha Vô Minh im lặng một lát, sau đó nói. Có thể nói chuyện không? Có một vài chuyện liên quan tới ngươi, chắc hẳn có giúp đỡ cho ngươi. Quan ở chuyện của mình, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. Trong Nghênh Tân Điện chỉ có ba người, Kha Vô Minh, Dương Diệp, còn có nữ tử tóc xanh này. Vị này chính là tộc trưởng hải tộc Hải Lam Tâm, Kha Vô Minh giới thiệu. Tộc trưởng hải tộc, Dương Diệp liếc nhìn Hải Lam Tâm, hắn không ngờ được nữ nhân này là tộc trưởng của hải lộc, hải tộc. Đây chính là thế lực không kém yêu tộc cùng nhân tộc. Hơn nữa quan trọng nhất là hải tộc thống nhất. Mặc dù thống nhất, nhưng uy hiếp đối với ba tộc còn lại cũng không lớn như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì một khi bọn họ rời khỏi nước, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hải Lam Tâm nhìn Dương Diệp, mỉm cười. Cho dù Dương Diệp chỉ là thần giả, nhưng trong đại lục hiện nay có ai dám xem hắn là thần giả? Bây giờ bản thân Dương Diệp lại tương đương với một thế lực bát tinh. Không, càng đáng sợ hơn thế lực bát tinh mới đúng. Dương Diệp nói. Tiền bối khách sáo rồi. Hắn nhìn về phía Kha Vô Minh. Không biết Kha tiền bối tìm ta muốn nói chuyện gì vậy? Kha Vô Minh cùng Hải Lam Tâm liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Kha Vô Minh trầm giọng nói. Ma tộc ta cùng hải tộc nhận được một ít tin tức liên quan tới ngươi, chính là có thế lực thần bí đang nhằm vào ngươi. Ngươi biết chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu. Biết một chút. Ngươi biết ai đang nhằm vào ngươi sao? Kha Vô Minh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không biết, thế nào,
vì sao các ngươi để ý chuyện này như vậy? Kha Vô Minh lắc đầu. Thế lực này có khả năng không phải đang nhằm vào ngươi, mà đang nhằm vào U Minh Điện. U Minh Điện. Dương Diệp nhíu mày. Tiền bối, ngươi có thể nói thẳng được không? Các ngươi nói vậy, ta thấy mơ hồ quá. Lúc này, Hải Lam Tâm nói. Lần này, đối phương lợi dụng ngươi thiếu chút nữa khiến yêu tộc chống lại U Minh Điện. Cũng may những lão giả yêu tộc kia cũng không ngốc, không trúng bẫy. Sở dĩ chúng ta quan tâm chuyện này, là bởi vì U Minh Điện cùng chúng ta có chút quan hệ. Có quan hệ với các ngươi sao? Dương Diệp không hiểu. Không phải chứ? Hải Lam Tâm nói. Băng nữ của U Minh Điện là người của hải tộc chúng ta. Nữ tử mù của U Minh Điện lại đến từ ma tộc. Lần này, Dương Diệp thật sự có chút kinh ngạc. Băng nữ đến từ hải tộc, hắn không bất ngờ, bởi vì lần đầu tiên hắn gặp băng nữ đã ở hải tộc, hắn không ngờ được nữ tử mù là đến từ ma tộc. Lúc này, Kha Vô Minh nói. Cho dù nữ tử mù là ma tộc ta, nhưng nàng cùng ma tộc thật ra đã không có quan hệ gì. Chúng ta sở dĩ quan tâm chuyện này là sợ thế lực này nhằm vào U Minh Điện còn có âm mưu gì đó, sau đó sẽ kéo ma tộc chúng ta cùng hải tộc cuốn vào trong. Nói đến đây, Kha Vô Minh lắc đầu. Bốn tộc đã hòa bình rất nhiều năm, một khi phát sinh chiến tranh, hậu quả kia thật sự không tưởng tượng nổi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta không muốn để ý tới những chuyện này. Bây giờ ta chỉ muốn cứu bằng hữu của ta trở về. Ngươi muốn rút ra thì đã muộn rồi. Hải Lam Tâm nói. Ngươi và U Minh Điện có quan hệ không cạn, thế lực này nhất định sẽ ra tay với ngươi. Hơn nữa, nếu như U Minh Điện bắt đầu từ thế giới lớn, U Minh Điện đánh nhau cùng đối phương, Dương Diệp ngươi chắc chắn đứng ở bên phía U Minh Điện, không phải sao? Chúng ta có thể nghĩ đến điểm này, đối phương không nghĩ tới sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Hai vị tiền bối cũng không biết nội tình của thế lực thần bí này sao? Biết một điều thôi. Kha Vô Minh trầm giọng nói. Một điểm duy nhất chính là thế lực này trải rộng tất cả đại lục, bao gồm ma tộc chúng ta, hay hải tộc đều có người của bọn họ. Có thể nói, thế lực này chắc chắn đã biết bây giờ ngươi ở chỗ chúng ta. Đây là điểm chúng ta thật sự lo lắng, bởi vì đối phương có người trong các tộc của chúng ta, mục đích của đối phương chắc chắn không đơn giản. Hải Lam Tâm lắc đầu. Ngươi có khả năng không biết U Minh Điện bắt đầu với ý nghĩa như thế nào, ý nghĩa là long trời lở đất. Thế lực này, nếu như thực lực của mỗi người các nàng đều khôi phục lại đỉnh phong, khi đó cho dù là đứng đầu thiên đạo đứng ra cũng không đè ép được các nàng, hơn nữa đứng đầu thiên đạo đã biến mất không biết bao nhiêu năm. Nói tóm lại, ngày các nàng bắt đầu, chính là khi đại lục tinh phong huyết vũ. Dương Diệp im lặng, U Minh Điện nhất định muốn báo thù. Thực lực của thế lực thần bí này cũng cường đại như vậy, còn có quan hệ rắc rối khó gỡ trong các tộc, có thể tưởng tượng, đến lúc đó thật sự có thể sẽ gây ra đại chiến giữa các tộc. Dương Diệp hắn nhất định là đứng ở bên phía U Minh Điện. Thế lực này chắc chắn cũng biết điểm ấy, nói cách khác, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, hoặc nói đã bắt đầu tính kế với hắn. Im lặng rất lâu, Dương Diệp nói. Bất kể thế nào, cảm ơn hai vị đã báo cho ta biết. Dương Diệp ta nhớ kỹ ân tình này. Còn nữa, ta cũng biết một ít chuyện của U Minh Điện các nàng, báo thù là điều không thể nghi ngờ, nhưng các nàng tuyệt đối không muốn hủy diệt đại lục thiên thiên, mục đích của các nàng rất đơn giản, chính là những thế lực kia từng nhằm vào các nàng. Hải Lam Tâm khẽ gật đầu. Dương Diệp, bây giờ ngươi đã ở trong một vòng xoáy, bản thân ngươi phải cẩn thận. Dương Diệp mỉm cười. Cảm ơn hai vị tiền bối đã nhắc nhở. Vãn bối còn có chuyện phải cáo từ trước. Ngày khác sẽ tới thăm hỏi. Nói xong, Dương Diệp xoay người biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp đi rồi, Kha Vô Minh đột nhiên nói. Người này thế nào? Tài năng hơn người. Hải Lam Tâm nói. Kha Vô Minh khẽ gật đầu. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, thì thật sự không ổn. Thật ra, bây giờ đã không hiểu rõ được rồi. Hải Lam Tâm nói. Kha Vô Minh thở dài một hơi. U Minh Điện, đại lục lại sắp loạn a. Không biết đứng đầu thiên đạo có thể xuất hiện hay không? Có lẽ sẽ xuất hiện. Hải Lam Tâm khẽ nói. Nếu không xuất hiện, đại lục cũng có thể sẽ bị đánh sụp đổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.